chương 860, một nén hương, tiêu công cũng ngẩn người, ánh mắt cổ quái nhìn về phía nghệ phong. Dường như hắn còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm, cho dù ngoáy bút vẽ một bức tranh xấu, nếu muốn vẽ xong bức tranh trong vòng một nén hương, đối với phần lớn mọi người mà nói cũng cực kỳ khó khăn. Một nén hương cũng đã rất dài, nghệ phong còn nói rất nghiêm túc, một nén hương đối với hắn mà nói quả thật có hơi dài. Nghệ Phong vừa thốt ra những lời đó, trong lòng mọi người dâng lên một ngọn lửa tức giận một đám người này đều cảm thấy nghệ phong đang sỉ nhục bọn họ. Một nén hương làm sao có thể vẽ ra một bức tranh cho ra trò. Cho dù là nghệ lưu, cũng không khỏi cau mày nhìn nghệ phong nói. Nhị đệ, có phải đầu đệ đã phát sốt rồi không? Nghệ phong duỗi tay sờ lên chán nghệ lưu, sau đó trừng mắt một cái nói. Người mới bị phát sốt, tiêu công thấy bộ dạng nghệ phong tràn đầy tự tin như vậy. Thầm nghĩ chẳng lẽ nghệ phong thật sự cũng có bản lĩnh siêu phàm nhập thánh trên phương diện vẽ tranh hay sao? một nén hương vẽ ra một bức họa, đây quả thực là có tính khiêu chiến thật lớn. Ha ha, nếu nghệ phong công tử tự tin như vậy, vậy ngươi cứ tùy ý là được rồi. Thời gian vẫn quy định là ba nén hương, tiêu công là hảo thủ trong thi họa, tất nhiên không hy vọng những tài tử này vì chạy theo thời gian làm ra những bức tranh không thể coi được. Cho nên hắn vẫn quyết định là ba nén hương, nghệ phong không thể nói thêm được điều gì, chỉ nhún nhún vai. Cùng lắm thì lãng phí nhiều thời gian chơi cùng với bọn họ một chút mà thôi. Mời bắt đầu tiêu công chỉ bảo tôi tớ đốt lên một nén hương thượng hạng nhìn đám người nghệ phong xua tay nói tứ đại tài tử và đại hoàng tử căn bản không dám lãng phí thời gian rất nhanh vội đi đến bên cạnh cái bàn và giấy trắng do lý gia chuẩn bị bắt đầu pha mực nghệ phong không nhanh không chậm đi đến vị trí của hắn căn bản không liếc mắt nhìn giấy mực đặt ở trên bàn ngược lại hắn lấy từ trong nhẫn ra mấy khúc than củi thật to sau đó dùng đấu khí không ngừng tước thành một thứ giống bút máy nghệ phong tùy ý đập đập vài cái trên tờ giấy trắng phát hiện dùng rất thuận tay, trên mặt cũng có ý cười. Ngay từ đầu tiêu công và liễu mộng nhiên đã chú ý tới nghệ phong. Thấy chẳng hiểu tại sao nghệ phong lại làm ra một que than củi như vậy, một đám liếc mắt nhìn nhau, không rõ rốt cuộc nghệ phong muốn làm gì. Tuy rằng trong lòng liễu mộng nhiên có chút gấp gấp, tuy nhiên cũng không tiến lên quấy giày nghệ phong, chỉ nắm chặt bàn tay, giống như tiếp sức cho nghệ phong. Tiêu công thấy bộ dạng liễu mộng nhiên như vậy, lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ xem ra học sinh đắc ý nhất của hắn đã bị nghệ phong lừa hoàn toàn mộng nhiên người cũng không biết nghệ phong đang làm gì sao tiêu công không nhịn được tò mò hỏi không biết tuy nhiên ta tin tưởng thiếu gia nhất định sẽ thắng liễu mộng nhiên kiên định nói tiêu công cười khổ vài tiếng ánh mắt lại nhìn về phía nghệ phong chỉ thấy nghệ phong đã bắt đầu vẽ dường như nghệ phong hoàn toàn không để ý tới những việc khác mọi người còn chăm chú nhìn liễu mộng nhiên nhưng nghệ phong từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn liễu mộng nhiên cái nào điều này khiến trong lòng liễu mộng nhiên cảm thấy ngọt ngào chỉ lẽ vì Nghệ Phong nhớ rõ nàng ở trong lòng, mới không cần nhìn nàng cũng có thể vẽ ra nàng. Động tác của Nghệ Phong rất nhanh, động tác cầm bút do hắn chế tạo sơ qua tùy ý vẽ trên mặt tờ giấy trắng, lại lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, khiến đám người tiêu công càng lúc càng nhăn nhăn mặt lại. Hắn chưa từng thấy qua động tác vẽ tranh như vậy, trong khi Nghệ Phong vẽ tranh, ban đầu động thủ còn có một chút chút chắc, tuy nhiên càng về sau càng thuần thục, gần như nghĩ cũng không cần nghĩ, tay liền múa lên. Trên bức tranh của nghệ phong dần dần hiện ra một bóng người tuyệt mỹ, trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Cũng đã lâu lắm rồi hắn không vẽ tranh, thật ra cũng không có gì chúc chắc, ngược lại bởi vì sức cảm nhận cường đại, khiến trình độ phát họa cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Năm đó khi nghệ phong học đại học, tuy rằng phát họa không tính là số một số 2, tuy nhiên chỉ vì muốn có vốn liếng tán gái, hắn cũng đã bỏ công khổ học. Cho nên cũng không phải quá kém cỏi hiện tại có sức cảm nhận cường hãn như vậy, cho dù đã lâu không dùng tới những thức còn học đại học nghệ phong cũng có thể đẩy lên mức tốt nhất sau khi phát họa sơ qua chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nghệ phong đã vẽ được hình dáng của liễu mộng nhiên trông rất sống động rất nhanh nghệ phong đã thua bút máy bằng than củi do hắn tự chế đặt sang bên cạnh hắn nhìn về phía nén hương kia không ngờ nén hương còn chưa đốt hết tới một phần tư nghệ phong thoáng sửng sốt thật sự không ngờ được tốc độ lại nhanh như vậy nghệ phong quay đầu nhìn về phía liễu mộng nhiên thấy con mắt Liễu Mộng Nhiên nhìn không chớp về phía hắn, Nghệ Phong trừng mắt ra hiệu về phía nàng, để Liễu Mộng Nhiên yên tâm, hắn đã hoàn thành. Liễu Mộng Nhiên đọc được ý tức trong ánh mắt Nghệ Phong. Sau khi nàng thoáng ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía nén hương còn chưa cháy hết một phần tư, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đồng dạng, Tiêu Công cũng thấy hai người liếc mắt đưa tình, cũng thử người ra một chút. Hắn thật sự không ngờ được tốc độ của Nghệ Phong lại nhanh như vậy. Thậm chí Tiêu Công còn nghi ngờ, không phải nghệ phong sẽ tùy ý vẽ hai ba đường cho xong đấy chứ. Tiêu công càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, sợ là nghệ phong biết rõ hắn không bằng những tài tử khác, cho nên cố ý nói thời gian quá dài, cũng tùy ý. Qua loa cho xong, nghĩ vậy, tiêu công không khỏi nhìn về phía gia chủ lý gia, truyền lại ý tứ là người phải cẩn thận nghệ phong cướp cô dâu. Gia chủ lý gia thấy nghệ phong đã dừng bút, lại nhìn ý tứ do tiêu công truyền qua, hắn hử một tiếng. Tuy rằng liễu mộng nhiên tin tưởng nghệ phong, nhưng tốc độ vẽ của nghệ phong nhanh như vậy khiến trong lòng nàng có chút bất an nàng rất muốn tiến về phía trước xem thử bức tranh của nghệ phong thế nào nhưng cũng biết điều này không phù hợp quy củ nàng chỉ có thể ngồi tại chỗ không ngừng lo lắng nghệ phong quay đầu nhìn về phía đám tài tử thấy đám tài tử này vẫn đắm chìm trong việc vẽ tranh nghệ phong nhìn phần nén hương còn lại hắn thực sự không biết phải làm sao hắn thầm nghĩ chờ đợi như vậy thật sự sẽ ngủ mất nghệ phong rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy thêm một tập giấy trắng khác lại phát họa liễu mộng nhiên trên mặt giấy trắng dù sao đi nữa cũng còn thừa thời gian còn không bằng dùng để luyện phát họa nghệ phong tìm được cảm giác tốc độ càng lúc càng nhanh một bức phát họa nữa nhanh chóng hoàn thành trong tay nghệ phong nghệ phong lại bắt đầu một bức tranh khác nghệ phong thầm nghĩ có phải nên vẽ cho liễu mộng nhiên một tuyển tập tranh hoàn hay không nghệ phong nhớ tới chiến sĩ xinh đẹp kiếp trước tuy rằng không thích nhìn lắm nhưng không thể không thừa nhận nữ nhân này vẫn rất mê người nghệ phong không chút nghĩ ngợi liền dùng hình ảnh nữ chiến sĩ xinh đẹp vẽ lên trên người liễu mộng nhiên liễu mộng nhiên và đám người tiêu công đã hoàn toàn thường người ra chỉ thấy số lượng thay đổi giấy liên tục của nghệ phong tăng theo cấp số nhân tiếp tục đặt xuống một bức tranh tốc độ mau lẹ khiến người ta kinh ngạc thậm chí bọn họ cảm thấy mắt bọn họ còn không theo kịp tốc độ thay giấy của nghệ phong một tập giấy thật dày trước mặt nghệ phong lại nhanh chóng giảm xuống liễu mộng nhiên cũng không biết nghệ phong đã vẽ ra bao nhiêu bức tranh Tuy nhiên cuối cùng Liễu Mộng Nhiên cũng không dám nhìn xuống. Với tốc độ vẽ tranh như vậy, liệu bức tranh còn có thể nhìn được hay sao? Dường như Nghệ Phong không biết tới cảm giác của nàng, vẫn tùy ý vẽ rất nhanh trên mặt giấy. Chiếc bút này do Nghệ Phong tự mình chế tạo đã bị hắn dùng gần hết. Điều này khiến Nghệ Phong sừng sốt, đồng thời cũng không khỏi cười khổ ngừng lại. Khi hắn quay đầu nhìn về phía nén thương, đã cháy hết hai nén rưỡi. Nghệ Phong nhìn qua phía tay bên trái một chút, thầm nghĩ hắn cũng vẽ được chục bức tranh. Liễu Mộng Nhiên thấy nghệ phong đã vẽ xong, rốt cuộc nàng không nhịn được, không để ý với quy củ hay hạnh kiểm xấu các loại, di động cơ thể uyển chuyển của nàng đi về phía nghệ phong. Nàng muốn nhìn xem rốt cuộc bức tranh của nghệ phong thế nào. Tiêu công cũng cảm thấy tò mò, cũng không ngăn cản Liễu Mộng Nhiên. Ngược lại hắn cũng đi về phía nghệ phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 861, Liễu Mộng Nhiên đi tới trước mặt Nghệ Phong, khi nghệ phong còn chưa đồng ý đã cầm sắp tranh trước mặt nghệ phong lên xem liễu mộng nhiên chăm chú nhìn qua lập tức trên mặt lộ vẻ kinh ngạc liễu mộng nhiên vui mừng nhìn nghệ phong sau đó lại liếc nhìn từng bức tranh trước mặt mình nàng càng xem vẻ kinh hãi và khiếp sợ trên mặt nàng lại càng hiện rõ mộng nhiên xem hết sắp tranh cũng không mất nhiều thời gian khi mộng nhiên xem đến bức tranh cuối cùng trong nháy mắt sắc mặt nàng bừng đỏ vô cùng e thẹn mộng nhiên không chút nghĩ ngợi vội vàng gấp bức tranh cuối cùng lại sau đó nhét vào lòng nàng ngẩng đầu thấy nụ cười châm chọc của nghệ phong mộng nhiên càng cảm giác mặt mình nóng lên nàng giận dỗi liếc nhìn nghệ phong chạy sang bên cạnh hắn nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ thẹn thùng vui sướng tiêu công từ phía sau chạy tới nhìn thấy dáng vẻ này của liễu mộng nhiên hắn nghi hoặc đi về phía trước đồng dạng cầm sấp tranh trước mặt nghệ phong lên xem hắn cũng muốn xem cái gì có thể khiến mộng nhiên cảm thấy kinh ngạc và ngượng ngùng như vậy chỉ có điều khi ánh mắt tiêu công chuyển rời đến bức tranh, trong nháy mắt hắn đứng ngây ra tại chỗ. Trên bức tranh chỉ có những nét vẽ rất đơn giản, thế nhưng lại phát họa được toàn bộ thần thái của Liễu Mộng Nhiên, trông rất sống động, phảng phất như người thật. Tiêu công vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nghệ phong, nhìn hình vẽ trên tranh hầu như không có gì khác biệt với Mộng Nhiên, đồng dạng đều là nữ nhân vô cùng xinh đẹp mỹ lệ. Tiêu công chưa từng nghĩ có thể sử dụng những nét vẽ giản đơn để phát họa ra một người trông rất sống động như vậy. Tiêu công hít sâu một hơi, tiếp tục xem những bức tranh phía dưới, càng xem tranh, vẻ khiếp sợ trên mặt tiêu công lại càng rõ ràng. Người trong tranh khi thanh thuần, khi cao quý, lại có lúc mị hoặc và diễm lệ, hoặc gợi cảm vô cùng. Hơn 10 bức tranh đã phát họa đầy đủ mỗi trạng thái biến hóa khí chất của mộng nhiên. Nhìn người trên tranh, nếu không phải tướng mạo vô cùng giống nhau, chỉ dựa vào khí chất ai có thể nghĩ, người gợi cảm quyến rũ trong bức tranh lại là liễu mộng nhiên. Thế nhưng nghệ phong lại có thể phát họa ra hơn 10 loại khí chất biến đổi của mộng nhiên, các bức tranh trông rất sống động, mỗi một bức đều giống như nữ thần. Trong đó có một số bức, nhìn Liễu Mộng Nhiên như nữ chiến thần, càng chấn động nhân tâm. Tiêu công nhìn những bức tranh trong tay, lúc này mới rõ vì sao Nghệ Phong nói thời gian ba nén hương là quá dài, đối với hắn mà nói, ba nén hương quả thực quá dài. Tiêu công lắc đầu, đặt những bức tranh lại trước mặt Nghệ Phong, rất kính nể quay sang nói với Nghệ Phong. Công tử đại tài, lão hủ thật sự không thể sánh bằng. Nghệ Phong cười ha ha nói. Chỉ cần Tiêu Công nguyện ý học phác họa, tuyệt đối còn giỏi hơn ta." Thật ra Nghệ Phong nói rất thật lòng, Nghệ Phong cũng chỉ biết phác họa mà thôi, hơn nữa cũng không được xem là đặc biệt giỏi, nếu dạy lý luận cho Tiêu Công, với trình độ đại sư của hắn, học phác họa cũng không khó lắm, sợ là không bao lâu có thể vượt qua Nghệ Phong. Nhưng ở dị thế này, phác họa là sáng tạo độc đáo của Nghệ Phong, chỉ có thể mang tới cho người khác một cảm giác mới mẻ. Đặc biệt là đối với ánh mắt chuyên gia tinh tường như Tiêu Công mà nói, Nghệ phong quả thực đã mở ra một trường phái mới. Tiêu Công mỉm cười, hắn đương nhiên nhìn ra được, phác họa cũng không quá khó, cái khó chính là người đầu tiên khai sáng ra phác họa. Trong mắt Tiêu Công, nghệ phong đã là tông sư, bất luận một người nào mở ra một trường phái mới, hầu như đều là cấp bậc tông sư. Công tử đại tài, không ngờ lão hủ đã nhìn nhầm. Nghệ phong nhún vai, đương nhiên cũng không phải hắn đạo văn, phỏng chừng cho dù hắn nói ra cũng không có ai tin. Tiêu Công, hết ba nén hương rồi, xin ngài quyết định gia chủ lý ra thấy Tiêu Công vẫn đứng bên cạnh Nghệ Phong, trên mặt có ý kính nể, hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ, chỉ là thân phận của hắn đã chú định sẽ không vì hiếu kỳ mà tiến lên trước hỏi thăm. "Ha ha, Nghệ, Phan An công tử, vậy ta đi xem người khác vẽ." Tiêu Công chắp tay nói với Nghệ Phong, mọi người đã dừng bút, nhìn thấy màn này, tất cả đều ngây người nhìn Tiêu Công, từ lúc nào Tiêu Công lại khách khí với người này như vậy. Tiêu Công cũng không để mọi người đợi lâu, sau khi giám định từng bức tranh, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tiêu công cười nói. Trong tỉ thí vẽ tranh, Phan An công tử, Long Minh Điện Hạ, còn có Hồ Vĩ công tử là kiệt xuất nhất. Nghệ Phong nghe tiêu công nói, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hồ Vĩ, thật không ngờ tên hắc mã này lại có thể áp đảo tứ đại tài tử, sợ là cuộc chiêu thân lần này, tên tuổi của tứ đại tài tử sẽ bị tước đoạt. Bức họa Mỹ nhân du sơn của Long Minh Điện Hạ mang tới cảm giác mới mẻ. Còn băng phong vạn lý của Hồ Vĩ công tử lại có thể khiến ta cảm nhận được sự tinh khiết và cao ngạo của mộng nhiên, tranh của Phan An công tử lại rất nhiều, có bức phác hòa vẻ mềm mại, ngượng ngùng, có bức lại lột tả mộng nhiên xinh đẹp, cái gì cần có đều có. Tranh của ba vị công tử đều được lựa chọn, chỉ là dựa vào thời gian và tổng số lượng, trong ba nén hương Phan An công tử có thể vẽ được hơn 10 bức, hơn xa các vị công tử. Hơn 10 bức, mọi người kinh hãi kêu lên, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Điều này sao có thể, cho dù vẽ bừa cũng không thể vẽ được hơn 10 bức. Tiêu công tử hồ cũng biết không người nào có thể tin, quay sang nói với người hầu. Mang tranh của nghệ phong công tử cho các vị công tử xem. Khi người hầu mang từng bức tranh xuống cho các vị công tử xem, trên mặt mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ, nghi hoặc nhìn nghệ phong. Sau khi, bọn họ nhìn thấy những nét phác họa đơn giản lột tả vẻ đẹp của mộng nhiên, bọn họ chỉ biết bọn họ nhất định sẽ thất bại. Mộng nhiên nhìn nghệ phong, trong mắt nàng mơ hồ cũng có vẻ mừng rỡ và kiêu ngạo, bàn tay bất giác sờ vào bức tranh đang giấu trong lòng, nếu như để người khác nhìn thấy bức tranh này, nàng làm sao sống được nhớ tới hình ảnh của mình trong bức tranh mộng nhiên cảm giác mặt mình nóng bừng không kìm lòng được giận dỗi liếc mắt nghệ phong tựa hồ chú ý tới ánh mắt của mộng nhiên nháy mắt ra hiệu với mộng nhiên ngầm nói về nhà lại đưa nàng bức tranh hành động này của nghệ phong càng khiến mộng nhiên nóng bừng mặt cũng không dám nhìn nghệ phong nữa gia chủ lý ra thấy hai người liếc mắt đưa tình khẽ hừ một tiếng chỉ có điều bức tranh phác họa trong tay phải thừa nhận nghệ phong xác thực có chút tài năng sự tức giận của hắn với vẻ mặt của nghệ phong lúc này cũng đã biến mất hơn phân nửa sắc mặt của tứ đại tài tử càng âm trầm kinh khủng bị nghệ phong và đại hoàng tử lấn át bọn họ còn có thể tiếp thu thế nhưng bị một người như hồ vĩ lấn át sau hôm nay toàn bộ đế đô sẽ đổn đãi tứ đại tài tử không bằng hồ vĩ trái lại hồ vĩ rất bình tĩnh nhìn phác họa trong tay nghệ phong cũng không biểu hiện tình tự biến hóa quá lớn đương nhiên đại hoàng tử là hồ ly lại càng không biểu hiện tâm tình ra trên mặt bên ngoài vẫn nở nụ cười hiền lành như trước nếu trận này mọi người không có dị nghị gì, vậy tiếp tục trận tỉ thí thứ hai. Tiêu công nói, mặc dù bên trong có người không cam lòng, thế nhưng lại không có lý. Do phản bác, chỉ có thể thuận thế nói, mời tiêu công ra đề mục, ở đây ta có một ván cờ, nếu như các vị công tử có thể phá được, vậy sẽ được tính là thắng trận này, thế nào hả? Tiêu công nói, các vị tài tử sửng sốt, lập tức đều gật đầu. Ngay tiêu công chuẩn bị gọi người hầu bày cờ, nghệ phong đột nhiên kêu lên. Chờ một chút, Tiêu công, ta cho như vậy không thích hợp, ý tứ của Phan An công tử là, ha ha, nếu như tất cả mọi người được giải được thì ván cờ tính thế nào? Hơn nữa một người giải ra, tất cả mọi người nhìn thấy, vậy không phải mọi người sau đó đều có thể dựa theo cách giải của hắn sao? Cái này không công bằng, Nghệ Phong mỉm cười nói, chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 862, vậy ý tứ của Phan An công tử là gì? tiêu công nhìn nghệ phong nói nghệ phong cười nói cái này quá phiền phức trước đây khi ta và trưởng bối sư môn chơi đua không cẩn thận bày ra một ván cờ nếu như các vị có thể giải được ván cờ này ta xin đi ngay không nói đến chuyện chiêu thân nữa nếu các vị không thể vậy trận này xem như ta thắng tiêu công sửng sốt lập tức nhìn nghệ phong nói phan an công tử muốn khiêu chiến tất cả tài tử còn lại sao nghệ phong quay đầu nhìn tứ đại tài tử và đại hoàng tử nói không sai Nghệ Phong vừa nói ra những lời này, tất cả đồng loạt ồn lên. Nghệ Phong kiêu ngạo lại muốn một mình đối kháng với tất cả tài tử, thợ dày thối mà dám đối đầu với chư cắt lược, những người này đều là long phượng trong đám người, hợp lại một chỗ cho dù là tiêu công có lẽ cũng không chống lại được. Tiểu tử này quá sức kiêu ngạo, trong lòng đám người tứ đại tài tử nhất thời toát ra ý nghĩ như vậy, chỉ hận không thể đánh chết Nghệ Phong. Dám hay không dám, Nghệ Phong khinh thường nhìn về phía đại hoàng tử, trong mắt tràn đầy ý khiêu khích đại hoàng tử không hề để ý đến thái độ khiêu khích của nghệ phong vẫn như trước dùng biểu tình giả nhân giả nghĩa nói ha ha không biết nghệ phong đế quân nói nếu chúng ta phá được ván cờ sẽ lập tức rời đi là thật hay không đại hoàng tử trực tiếp gọi tên nghệ phong những người ở hiện trường ngoại trừ hồ vĩ có vẻ sửng sốt trong lòng những người khác đều biết rõ ràng cũng không vì như vậy mà nói cái gì đương nhiên chỉ cần các ngươi có thể phá được ván cờ của ta ta sẽ lập tức rời đi nghệ phong khẳng định trong đáy lòng cười hắc hắc không ngừng về phần mộng nhiên có đi theo ta hay không ta đây cũng không biết nếu nghệ phong đế quân tự tin như vậy vậy chúng ta sẽ chơi với nghệ phong đế quân đại hoàng tử quay đầu nhìn về phía tứ đại tài tử đúng vậy tứ đại tài tử hư một tiếng hắn không cho ván cờ của nghệ phong có thể siêu phàm nhập thánh cho dù thật sự siêu phàm nhập thánh bọn họ liên thủ cũng có tự tin phá hắn chỉ cần có thể đánh đuổi đại địch nghệ phong này tất cả đều đáng giá tiêu công thế nào Nghệ Phong quay đầu nhìn tiêu công hỏi. Ha ha, nếu các vị công tử đều đồng ý, lão hủ cũng không nói gì. Đi, mang bàn cờ đến đây. Tiêu công quay sang nói với người hầu. Ba người nghệ lưu thấy nghệ phong khiêu chiến mọi người, cũng không khỏi nhíu mày. Mặc dù bọn họ không tham dự vào trong, thế nhưng sáu người còn lại cũng đủ khiến nghệ phong khốn đốn. Những người này cũng không phải lãng phí hư danh, đặc biệt là nghệ lưu, cũng không nghe nói nghệ phong có thể chơi cờ. Nhớ tới từng màn của nghệ phong, nghệ lưu không khỏi cảm giác như nằm mơ người đệ đệ này phảng phất như một ẩn số thì từ ca phú không cần phải nói lần trước hắn đã lĩnh giáo một phen không ngờ cầm kỳ thư hỏa cũng không kém cỏi từ trước đến giờ nghệ lưu chưa từng thấy nghệ phong xem qua sách làm thế nào hắn lại học được lẽ nào thế giới này thực sự có cái gọi là thiên tài trời sinh hay sao nghệ lưu cười khổ tinh lực của một người dù nhiều đến đâu cũng không thể tinh thông mọi thứ như vậy nhớ tới thực lực của nghệ phong càng làm cho người ta chấn động Nghệ lưu nghĩ người đệ đệ này của mình thật sự là toàn tài, chẳng trách vẻ mặt hắn lại bình thản như vậy. Nghệ phong tiếp nhận bàn cờ từ trong tay người hầu, bắt đầu đặt từng con cờ lên. Nghệ phong thấy dáng vẻ mọi người bán tín bán nghi, trong lòng hắn bất giác cười thầm, đây là một trong những ván cờ khó phá nhất kiếp trước của hắn, ta xem xem các ngươi làm sao phá. Nghệ phong đã từng khiến đại trưởng lão không tìm được cách phá ván cờ này. Trình độ của đại trưởng lão thực sự không cần phải nói, vậy mà vừa nhìn ván cờ này đã đổ mồ hôi, còn gọi năm vị trưởng lão của thánh địa đến nghĩ cách cùng nhau phá. Thế nhưng không có cách nào đi được mấy quân cờ. Đại trưởng lão tức giận, liền kêu tất cả những người biết đánh cờ trong thánh địa đến, nhưng vẫn không có ai đi quá được 10 quân cờ. Nghệ Phong không tin những người ở đây có thể phá được ván cờ này. Nghệ Phong bảy quân cờ càng lúc càng thuận lợi, mặc dù cờ của thế giới này và kiếp trước có chút khác biệt, nhưng bản chất không thay đổi. Trên tổng thể cũng không có biến hóa quá lớn, về phần những chi tiết, với chỉ số thông minh của Nghệ Phong dựa theo chi tiết hơi chuyển biến một chút cũng không phải khác biệt quá lớn cho nên sau khi bày cờ một lần ở thánh địa nghệ phong rất nhanh bày lại một lần nữa mời khi nghệ phong đặt xong quân cờ cuối cùng liền quay sang làm động tác mời với đám người đại hoàng tử đại hoàng tử nhìn ván cờ nghệ phong bày ra sắc mặt đại biến đưa mắt nước nhìn tứ đại tài tử đều thấy được ý kinh hãi trong đó ngay cả tiêu công khi nhìn thấy ván cờ này chán cũng toát mồ hôi lạnh Tất cả những người hơi hiểu về thuật cờ ở đây, nhìn thấy ván cờ này đều toát mồ hôi lạnh. Cho dù là liễu mộng nhiên, cũng cau mày nhíu chán. Nghệ Phong hoàn toàn không bất ngờ khi nhìn thấy dáng dấp của mọi người. Ván cờ này đã làm chết tế bào não của bao nhân người tài kiếp trước. Nếu các người có thể phá, vậy thực sự không có thiên lý. Sợ là đại trưởng lão sẽ tức giận giết tới, toàn bộ thánh địa cho tới bây giờ vẫn không có ai có thể phá được ván cờ này. Nghệ Phong thấy tất cả mọi người bỗng chốc yên lặng, hắn hơi mỉm cười, cũng không để ý đến những người đang chìm đắm trong ván cờ hắn đi tới bên cạnh ngồi trở lại chỗ ngồi rất nhàn nhã uống trà gia chủ lý gia nhìn thấy dáng vẻ tiêu sái của nghệ phong hắn bất giác cười khổ nghệ phong dám làm như vậy chắc chắn có niềm tin không có ai có thể phá được ván cờ này gia chủ lý gia vốn là dòng dõi thế gia cũng đã xem qua vô số sách dạy đánh cờ thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ván cờ nào quỷ quái như vậy gia chủ lý gia rất là hoài nghi có phải ván cờ này là do nghệ phong bày ra hay không không phải hắn ăn trộm của vị tiền bối cao nhân nào chứ đương nhiên suy đoán như vậy hắn không thể nói ra tất cả mọi người nhìn chăm chú vào ván cờ tất cả càng nhìn càng toát mồ hôi đến cuối cùng tất cả đều thu hồi ánh mắt người thu hồi đầu tiên chính là hồ vĩ hắn là người biết mình biết ta nhất sợ là cả kiếp này cũng chưa chắc có thể phá được ván cờ này phan an công tử đại tài không biết Phan An công tử có thể phá được ván cờ này hay không. Hồ Vĩ hiển nhiên cũng hoài nghi Nghệ Phong không phải người có thể bày ra ván cờ này. Nghệ Phong cười cười, quay sang nói với Hồ Vĩ, đợi khi các người chịu thua, ta đương nhiên sẽ đưa đáp án cho các ngươi. Ta thật sự mong chờ, Hồ Vĩ cũng không tiếp tục quấn quýt ván cờ nữa, hắn cũng ngồi xuống. Vị trí của mình, an tâm ẩm trà, khi ốm và mập mạp vốn kém xa đám người tứ đại tài tử, biết bọn hắn không thể tính toán được ván cờ này, cũng ngồi trở lại chỗ ngồi với mấy người nghệ lưu. Trong lúc nhất thời cũng chỉ còn lại nhóm 5 người đại hoàng tử đang nỗ lực cuối cùng. Nghệ Phong không vội vàng, hắn có thời gian chờ đợi. Nghệ Phong có tự tin, cho bọn hắn nhiều thời gian hơn nữa cũng không thể phá được ván cờ này. Ván cờ này ngưng tụ toàn bộ trí tuệ rất nhiều đời mới có thể phá được, nó còn được truyền bá rộng khắp trên mạng vào đời sau, mọi người không ngừng cho ý kiến, nhiều lần thực tiễn mới phá thành công. Nếu bọn họ muốn phá được ván cờ này còn kém xa. Nghệ Phong mỉm cười nhìn đôi mi thanh tú của Mộng Nhiên đang nhíu chặt, khóe miệng chợt hiện lên nụ cười, cô gái nhỏ này thật sự có chút si mê với những thứ này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 863, không biết Phong Thiếu có thể phá ván cờ này cho chúng ta xem được không? Tứ đại tài tử lúc này đã toát đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn không thể phá được ván cờ, cuối cùng sắc mặt bọn họ đỏ bừng lui xuống, nhìn Nghệ Phong cao giọng nói bọn họ cũng không tin nghệ phong có thể phá được ván cờ này mặc dù đây là ván cờ nghệ phong bày ra nhưng bọn hắn vẫn không tin có người có thể phá được ván cờ hóc búa như vậy nghệ phong thấy tứ đại tài tử chịu thua hắn khẽ mỉm cười lập tức nhìn đại hoàng tử vẫn đang cố gắng hắn có chút nghiền ngẫm nói ý tứ của đại hoàng tử như thế nào chỉ cần nghệ phong đế quân có thể phá được ván cờ này ta đương nhiên chịu thua đại hoàng tử hừ nói được bản thiếu phá cho các ngươi nhìn nghệ phong đứng dậy đi về phía bàn cờ. Đôi mắt xinh đẹp của Mộng Nhiên cũng chăm chú nhìn theo Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy ý chờ mong. Nghệ Phong nhìn nét mặt già nua của Tiêu Công cũng đỏ bừng, mỉm cười hỏi. Nếu như cho Tiêu Công phá, ngài có thể hạ được mấy quân cờ? Tiêu Công cười khổ nói, đây là ván cờ thần kỳ, ta nhiều nhất chỉ có thể hạ được ba quân cờ. Nghệ Phong nghe được Tiêu Công nói, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Đây mới là người đại tài, có thể hạ được ba quân cờ đã tương đối ghê gớm rồi. Những tiên hiền của hoa hạ thời đầu có thể hạ được ba quân cờ, cũng không nhiều. Tiêu công đại tài, nghệ phong thực lòng tán thán. So với nghệ phong chỉ mượn di sản kiếp tước, tiêu công xác thực mạnh hơn hắn rất nhiều, chẳng qua trước mặt di sản mấy nghìn năm kiếp trước, bất luận kẻ nào cũng phải thất sắc. Công tử thật biết nói đùa, tiêu công cười khổ một tiếng, trước mặt nghệ phong, hắn vĩnh viễn không thắng được một lần, làm sao xứng với xương hô đại tài của nghệ phong. Nghệ phong cười cười, cũng không giải thích quá nhiều, lấy từng quân, Cờ bên cạnh, đặt lên bàn cờ vô cùng sinh động, lưu loát. Đám người tiêu công nhìn nghệ phong đặt từng quân cờ xuống, nhất thời có cảm giác hiểu ra. Khi nghệ phong đặt quân cờ cuối cùng xuống, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả nhìn ván cỏ đã được giải ra hoàn toàn, tràn đầy vẻ kính nể, phương pháp phá giải đáng sợ như vậy, e là không ai có thể nghĩ đến. Nghệ phong nhìn mọi người yên tĩnh lạ thường, trong lòng cũng hơi cảm thấy buồn cười, ván cờ này là do một vị tiên hiền kiếp trước ngẫu nhiên linh cảm bày ra, ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng phá được, mãi cho đến hiện đại, nhờ mạng in tê của thời đại tin tức mới miễn cưỡng phá vỡ, có thể thấy được độ khó của nó như thế nào. Thế nào, nghệ phong nhìn tứ đại tài tử và đại hoàng tử, trong mắt có chút nghiền ngẫm, có thể kỹ thuật đánh cờ của hắn xác thực không bằng những người này, nhưng nếu muốn đánh bại bọn họ quả thực dễ dàng. Hừ, mặc dù tứ đại tài tử không muốn thừa nhận, thế nhưng da mặt cũng không quá dày, không ngoảnh đầu nhìn nghệ phong. Sắc mặt của đại hoàng tử lúc này lại vô cùng khó coi, Mặc dù hắn đã đánh mất Mộng Nhiên, thế nhưng điều khiến hắn sợ hãi hơn chính là hậu quả khi Nghệ Phong thành thân với Mộng Nhiên. Lúc này Kim Lâu và Tam hoàng tử Liên Thủ đã không có ai dám ngăn cản Phong mang của bọn họ, nếu như thêm lý ra, vậy địa vị của Tam hoàng tử sẽ vững chắc như Thái Sơn. Đặc biệt đại hoàng tử còn nghe nói, Bạch gia và Nghệ Phong cũng bí mật hiệp nghị, như vậy đại hoàng tử càng gặp nguy hiểm không thôi. Nếu các vị công tử không phá được ván cờ này, vậy trận đấu này vẫn là Phan An công tử chiến thắng. Phan An công tử liên tiếp thắng hai trận, vậy tiếp theo các ngươi không cần tỉ thí nữa, chỉ cần Phan An công tử có thể qua được cửa của Mộng Nhiên, ha ha, vậy có thể mang mỹ nhân về được rồi." Tiêu Công cười nói, trong lòng Tứ đại tài tử lại dâng lên một tia hy vọng, chỉ hy vọng Mộng Nhiên có thể gây khó dễ cho Nghệ Phong, như vậy Nghệ Phong chiêu thân thất bại, trong lòng bọn họ cũng có thể yên tâm hơn một chút. Chỉ có điều so sánh với lạc quan của Tứ đại tài tử, sắc mặt của đại hoàng tử lại một lần nữa biến đổi. Mộng Nhiên đã nguyện ý làm bạn nhảy của Nghệ Phong trong quốc yến, vậy nàng sao có thể làm khó dễ Nghệ Phong? Mộng Nhiên, ra đề mục đi. Nghệ Phong quay sang nói với Liễu Mộng Nhiên. Mộng Nhiên, ra đề mục đi. Hãy ra đề mục mà chúng ta chọn lúc trước. Gia chủ lý ra cũng cười nói. Liễu Mộng Nhiên liếc nhìn ra ra, lập tức quay sang nói với Nghệ Phong. Thiếu, Phan An công tử, vậy Mộng Nhiên xin ra đề mục, xin hỏi cá sống trong nước hay là trên đất liền? Cho dù nghệ lưu biết quan hệ giữa nghệ phong và mộng nhiên, thế nhưng nghe thấy những lời này của mộng nhiên vẫn choáng váng té ngã xuống đất, hắn cố gắng đứng dậy, trong lòng không nhịn được mắng chửi. Khốn khiếp, cho dù thiên vị cũng không cần thiên vị rõ ràng như vậy chứ. Tứ đại tài tử và đám người khỉ ốm cũng há to miệng, sửng sốt nhìn. Mộng nhiên, thầm nghĩ, đây là liễu đại tài nữ nổi tiếng khắp đế đô sao. Sao có thể hỏi vấn đề trình độ như vậy? Bọn họ cố gắng lắc đầu, cổ quái nhìn nghệ phong và liễu mộng nhiên, cho dù là kẻ ngu si, cũng biết giữa hai người này có chuyện mở ám. Gia chủ lý ra nghe thấy đề mục của mộng nhiên, hắn thiếu chút nữa viêm màng não tử vong ngay tại chỗ. Đề mục mộng nhiên vừa ra, đến ngày mai sẽ được đồn đãi toàn bộ đế đô, mộng nhiên có tình ý với nghệ phong. Mộng nhiên, đề mục chúng ta nói đâu phải đề mục này. Ha ha, mọi người đừng để ý, mộng nhiên nói đùa đấy. Gia chủ lý ra đánh chứ giảng hòa nói. Không, đề mục của ta chính là đề mục này. Hừ, Gia Gia có thể thay đổi chủ ý, tại sao ta không thể? Mộng nhiên hiển nhiên vẫn ghi hận Gia Gia của nàng. Nghệ Phong cũng không ngờ mộng nhiên lại ra đề mục như vậy, nhưng Nghệ Phong mơ hồ có thể suy đoán được ý tứ lý ra tổ chức chiêu thân, mặc dù hắn cũng cảm thấy buồn cười cho mộng nhiên, nhưng vẫn nói. Mộng nhiên, nàng hãy làm theo lời Gia Gia nói đi. Không, ta sẽ hỏi vấn đề này. Đây là lần đầu tiên mộng nhiên cự tuyệt Nghệ Phong, nàng liếc nhìn Gia Gia nói. Ta sẽ để mọi người biết, ta chính là thích thiếu gia. Câu nói này khiến những người không rõ nội tình đều giật mình kinh ngạc, thì ra, Mộng Nhiên đã sớm có tình cảm với Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe thấy lời này của Mộng Nhiên liền cảm động rối tinh dối mù, chết rồi, chết rồi, tình thoại của tiểu nữ nhân này càng ngày càng cao siêu. Gia chủ lý gia cũng chưa từng thấy tôn nữ bảo bối của hắn kiên định. Như vậy bao giờ, bất đắc dĩ cười khổ, không nói gì nữa, chỉ hung hăng chừng mắt nước nhìn Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong hết hồn. Trong nước, Nghệ Phong bất đắc dĩ trả lời đề mục mệt đầu này. Liễu Mộng Nhiên liền tươi cười, nụ cười của nàng khiến tất cả nam nhân si mê nhìn Liễu Mộng Nhiên. Mộng Nhiên cũng không còn cố kỵ gì nữa, tiến lên phía trước lấy khăn lau mặt cho đi Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong chỉ hận không thể ôm Mộng Nhiên vào lòng. Nhưng ánh mắt cảnh cáo của gia chủ Lý gia, khiến Nghệ Phong chỉ có thể từ nỏ ý niệm trong đầu. Nghệ Phong cũng không dám gây chuyện với gia gia tương lai của hắn, bằng không hắn sẽ lãnh đủ. Mộng Nhiên, người về trước đi, ta và Nghệ Phong còn có chuyện cần nói. Gia chủ Lý gia nói, không, mộng nhiên hiển nhiên còn đang ghi hận gia chủ lý ra đổi đề mục nghệ phong quay sang cười nói với mộng nhiên nàng về trước đi không có việc gì yên tâm mộng nhiên thấy nhãn thần an ủi của nghệ phong có chút không tình nguyện liếc mắt nhìn ra ra lúc này mới rời đi gia chủ lý ra không khỏi cười khổ không ngờ tôn nữ bảo bối của hắn bây giờ lại quý trọng người ngoài hơn hắn ha ha các vị tài tử cứ mặc sức chơi lão phu không tiếp các vị được cáo từ gia chủ lý ra quay sang nói với các tài tử sau đó rời đi. Nghệ Phong nhún vai, chỉ có thể đi theo. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 864, ngồi đi, ra chủ lý ra dẫn Nghệ Phong ra vườn hoa, trực tiếp mang Nghệ Phong tiến vào phủ đệ lý ra, đường đi không xa. Thế nhưng Nghệ Phong cũng không có chút vội vàng sao động. Nghệ Phong biết ra chủ lý ra có việc tìm hắn, với trí thông minh của ngươi, hẳn là có thể suy đoán lần này ta tổ chức chiêu thân là có dụng ý gì gia chủ lý gia nhìn nghệ phong nói tiểu tử tựa hồ có thể suy đoán được một chút nghệ phong cười nói nếu ngươi đã có thể suy đoán vậy ta sẽ nói rõ mộng nhiên là bảo bối của lý gia ta đồng thời có thân phận đặc biệt ở lý gia tuyệt đối không thể không minh bạch theo ngươi càng không thể làm thị nữ của ngươi gia chủ lý gia trầm giọng nói ha ha ta hiểu cho nên ngài mới tổ chức chiêu thân như vậy để mộng nhiên quang minh chính đại đi theo ta đúng không? Kỳ thực ngày quá lo xa, ta không khi nào xem mộng nhiên là thị nữ. Nghệ Phong cười nói, gia chủ lý ra gật đầu nói, ta biết, bằng không ngươi tưởng ngươi có thể thoải mái ngồi ở đây sao? Nhưng ta biết ngươi không xem nàng là thị nữ, lời đồn đãi có thể nói, lý ra là thư hương thế gia, sợ nhất chính là cái này. Huống chi mộng nhiên có thân phận đặc biệt, nếu như để bọn họ biết được mộng nhiên làm thị nữ cho ngươi, sợ là có thể tháo dỡ phủ đệ của ngươi xuống. Mộng nhiên thích ngươi, ta cũng không muốn cắt đứt duyên ương, lại càng không muốn hai nhà chúng ta trở thành thù địch. Nghệ Phong sừng sốt, lập tức đứng dậy cung kính hành lễ với gia chủ Lý ra nói. Cảm tạ Lý Công, Nghệ Phong không rõ mộng nhiên có thân phận đặc biệt gì, thế nhưng tấm lòng của gia chủ Lý ra thật sự khiến Nghệ Phong rất cảm động, dù sao Nghệ Phong cũng không muốn tạo ra mâu thuẫn với người nhà mộng nhiên. Điều này chỉ khiến mọi người đều khó xử, nhìn gia chủ Lý Gia yên lặng hàm tất cả, đủ để biết hắn sủng ái mộng nhiên đến mức nào. Người vốn thông minh hơn người khác, có lẽ biết sau này ta muốn làm cái gì. Gia chủ lý ra nói thẳng, nghệ phong cười nói, xin lý công cứ tận lực phân phó, cần tiểu tử hỗ trợ, ta nhất định không từ chối. Lý công lúc này mới thỏa mãn gật đầu, mặc dù mộng nhiên không câu nệ, thế nhưng ta là gia gia, đương nhiên phải suy nghĩ cho nó, ta muốn nó có thể nở mày nở mặt đi theo ngươi. Ta hiểu, lý công yên tâm, nghệ phong cười nói, mặc dù mộng nhiên không để ý, thế nhưng nếu... Làm vang động để nàng theo hắn, Mộng Nhiên có lẽ cũng sẽ rất vui sướng. Lý Công thấy Nghệ Phong nói như vậy, trên mặt hắn cũng thoáng xuất hiện vẻ tươi cười. Nhớ tới lúc Nghệ Phong tham gia yến hội, người hắn chọn làm nữ bằng hữu chính là Mộng Nhiên, để thăng Mộng Nhiên tới vị trí đế hậu, Lý Công thật ra cũng không hề nghi ngờ lời Nghệ Phong nói. Được rồi, cái khác ta cũng không nói nữa, bây giờ sẽ nói đến thân thế của Mộng Nhiên, gia chủ Lý gia nói tiếp, xin Lý Công cho biết. Trong lòng Nghệ Phong thật sự có một chút hiếu kỳ. Không rõ Mộng Nhiên có thân thế gì. Kỳ thực Lý gia cũng không phải một gia tộc, Lý gia có hai gia tộc, một là Lý gia ta, một là Liễu gia. Ngày trước phụ mẫu Mộng Nhiên sinh hạ một nam một nữ, kỳ thực cũng đại diện cho gia chủ đời thứ hai, Lý U nắm trong tay Lý gia, còn Mộng Nhiên nắm trong tay Liễu gia. Đây chính là duyên cớ vì sao Mộng Nhiên mang họ Liễu. Lý Công giải thích, Nghệ Phong khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, tại sao Lý gia lại có hai gia tộc? Lý Công vừa cười vừa nói, Người nghe ta từ từ giải thích, liễu gia ban đầu cũng không thuộc về lý gia, nhưng năm đó ngoại tổ mẫu của mộng nhiên đã giao gia tộc lại cho mẫu thân nàng, khi mẫu thân mộng nhiên thành thân mới đem liễu gia gia nhập vào lý gia. Thế nhưng vì một số duyên cớ bên trong, mặc dù nhập vào lý gia, nhưng liễu gia vẫn tồn tại độc lập. Người duy nhất có thể nắm thế lực liễu gia trong tay, cũng chỉ có người nối nghiệp mộng nhiên, cho dù là ta, muốn mời những lão nhân của liễu gia hỗ trợ, cũng chỉ có thể thỉnh cầu không thể ra lệnh. Nói đến đây, Lý Công không khỏi cười khổ nghệ phong mơ hồ hiểu ra sợ là thế lực ngoại tổ mẫu mộng nhiên để lại chỉ nghe lời người có huyết mạch liễu ra là liễu mộng nhiên lý u cũng sở hữu huyết mạch liễu ra lý u lãnh đạo bọn họ không phải tốt hơn sao nghệ phong nghi hoặc hỏi bởi vì hắn họ lý chứ không phải họ liễu ách nghệ phong nghe lý công nói xong bất giác cười khổ những người này phân biệt rất rõ ràng chỉ có điều bọn họ cũng rất trung thành và tận tâm ngoại tổ phụ của mộng nhiên ban đầu cũng tử nữ là thế gia của đế đô sao Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, rất khó lý giải tại sao ban đầu ngoại tổ phụ của Mộng Nhiên lại lưu lại một thế lực tận tâm và trung thành như vậy. Gia chủ lý ra lắc đầu nói, ban đầu ngoại tổ phụ của Mộng Nhiên có chút dính dáng với một vị đại nhân vật, thế lực liễu ra cũng là vị đại nhân vật kia lưu lại bảo vệ bà, từ đó truyền thừa đến nay. Vậy thế lực này rất mạnh, Nghệ Phong hỏi, ha ha, có thể đơn giản hủy diệt kim lâu của ngươi. Nghệ Phong thiếu chút nữa bị chấn động hù dọa, Nghệ Phong vốn tưởng cho dù liễu Mộng Nhiên nắm trong tay một thế lực, cũng không quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một thế gia mà thôi. Thế, nhưng thật không ngờ lại kinh khủng như vậy, có thể đơn giản hủy diệt kim lâu. Nghệ Phong đột nhiên nhớ tới câu nói của Tần Y, Tần Y đã từng nói cho Nghệ Phong, lý ra có thể có tôn cấp, Nghệ Phong mơ hồ có chút tin tưởng. Tôn cấp, Nghệ Phong bật hỏi nghi vấn trong lòng, ha ha, gia chủ lý ra mỉm cười, không trả lời chính diện, thế nhưng Nghệ Phong cũng đã sáng tỏ. Ngoại tổ phụ của Mộng Nhiên và vị đại nhân vật kia có quan hệ gì? nghệ phong chép miệng hiếu kỳ hỏi có thể đem một thế lực tôn cấp tùy ý đưa cho ngoại tổ phụ của mộng nhiên để bảo vệ bà ta có thể thấy được nhân vật kia kinh khủng như thế nào nghệ phong cuối cùng cũng minh bạch vì sao lý gia không thể khống chế thế lực liễu gia một thế lực tôn cấp há có thể để một thế gia khống chế được sao gia chủ lý gia lắc đầu nói chuyện này ta cũng không biết đương nhiên nếu như ngươi muốn biết có thể hỏi liễu lão nghệ phong biết cái gọi là liễu lão chính là tôn cấp kia nhưng nghệ phong không phải kẻ ngu si hắn đương nhiên sẽ không đi tìm rắc rối vậy lý công nói cho ta biết những chuyện này có ý tứ gì nghệ phong nghi hoặc hỏi hắn không tin gia chủ lý ra nói nhiều như vậy lại không có ý tứ gì khác gia chủ lý ra cười nói mặc dù ta sẽ không phá vỡ chuyện tình cảm của các ngươi thế nhưng bọn người liếu lão thì khác yêu cầu của bọn họ đối với vị hôn phu của tiểu thư rất cao về phần ngươi có thể thành thân với mộng nhiên hay không còn phải xem bọn họ có đồng ý hay không nghệ phong ngẩn người lập tức nói liễu lão có điều kiện gì ha ha chuyện này ngươi phải đi hỏi liễu lão ta đã phái người thông báo kết quả trận tỉ thí này cho liễu lão đồng thời cũng thông báo quan hệ giữa mộng nhiên với ngươi cho hắn về phần ngươi có thể được hắn tán thành hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi nghệ phong nghe ra chủ lý ra nói như vậy hắn khẽ gật đầu bất kể thế nào nghệ phong cũng muốn thử qua một lần dù sao bọn họ cũng là trưởng bối của mộng nhiên nghệ phong cũng muốn được bọn họ tán thành vậy nhờ lý công dẫn ta đi ta khuyên ngươi nên lau sạch vết son môi trên mặt đi, đổi y phục trên người, bằng không, sợ là chưa gặp liễu lão đã bị hắn đánh ra rồi. Ách, nghệ phong ngẩn người, lập tức ngượng ngùng nói, cái này, những thị nữ mà ngài an bài có chút điên cuồng, ta không chống đỡ được. Gia chủ lý ra nghe nghệ phong nói, sắc mặt không thay đổi, quay sang phân phó người hầu, ý bảo nghệ phong đi theo. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 865, nghệ phong nhanh chóng rửa mặt trải đầu, nhất thời cảm giác rất thoải mái, thậm chí đấu khí hơi có chút đề cao. Khi nghệ phong đi ra, gia chủ lý gia đã ở bên ngoài đợi sẵn. Gia chủ lý gia không nói nhiều với nghệ phong, trực tiếp dẫn nghệ phong đi về một phương hướng. Nghệ phong rất nhanh đã đi đến một kiến trúc hình tháp. Gia chủ lý gia chỉ vào tòa bảo tháp nói, liễu lão ở tầng thứ 5, người hãy tự lên gặp. Ta không đi, nghệ phong hơi ngây người, lập tức gật đầu, đi về phía trước. Nghệ Phong, cẩn thận, gia chủ lý gia bỗng nhiên nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe thấy lời gia chủ lý gia nói, khẽ gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, sợ là muốn được liễu lão tán thành, thực sự không phải chuyện dễ dàng, bằng không gia chủ lý gia cũng sẽ không nhắc nhở như vậy. Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đi về hướng bảo tháp. Vì liễu mộng nhiên, Nghệ Phong hoàn toàn không sợ nguy hiểm này. Gia chủ lý gia thấy Nghệ Phong cũng không có ý dừng lại, trên khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Trong lòng hắn vẫn tán thành Nghệ Phong, không phải vì điều gì khác, bởi vì ban đầu Nghệ Phong đã phong Mộng Nhiên làm đế hậu. Tuy chỉ là một danh nghĩa, thế nhưng cũng nhìn ra Nghệ Phong thật sự có tình cảm với Mộng Nhiên. Về phần giữa Nghệ Phong và ám tử nữ Vương có quan hệ mờ ám, hắn cũng không phải chưa từng nghe nói, thế nhưng một người nam nhân, đặc biệt là nam nhân ưu tú, chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Nghệ Phong đi vào trong bảo tháp, trong nháy mắt cánh cửa bị đóng lại. Toàn bộ bảo tháp nhất thời chìm trong bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón. Chỉ có điều đối với thực lực của Nghệ Phong mà nói, mặc dù không đạt được thị lực sáng như ban ngày, thế nhưng miễn cưỡng vẫn có. Thể thấy rõ lộ tuyến, nhưng cũng chỉ mơ hồ, chứ không rõ ràng. Nghệ Phong cũng muốn lấy một viên ma tinh chiếu sáng, chỉ cần có chút ánh sáng, hắn có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Nhưng Nghệ Phong suy nghĩ một lát vẫn quyết định từ bỏ, dựa vào mặt đất mơ hồ mà hắn nhìn thấy, Nghệ Phong từ từ đi lên tầng 2. Nghệ Phong đi cũng không nhanh, tinh thần có chút căng thẳng nếu đối phương đã biến bảo tháp tối đen như vậy nhất định là có mục đích vù khi nghệ phong đi đến cầu thang một tiếng xé gió mạnh mẽ bay về phía hắn thân thể nghệ phong cấp tốc di chuyển đưa tay bắt thứ bay đến nghệ phong để vật đó ở trước mắt nhìn phát hiện đó là mũi tên nhọn trái tim nghệ phong càng bị bóp chặt thảo nào ra chủ lý ra dặn hắn phải cẩn thận nghệ phong vứt lợi kiếm trên mặt đất tiếp tục đi lên trên thị giác mơ hồ cũng có thể miễn cưỡng giúp đỡ hắn tìm được đường chuẩn xác vù vù Nghệ Phong đi chưa được mấy bước, hai tiếng xé gió lại từ hai phương hướng bay về phía hắn, thân pháp Nghệ Phong mạnh mẽ biến động, một tay liên tục bắt về phía hai phương hướng đó. Sức mạnh trên mũi tên nhọn cũng không lớn, Nghệ Phong tùy ý quăng mũi tên nhọn sang bên cạnh, tiếp tục đi lên phía trên. Mũi tên nhọn phảng phất như có quy luật, Nghệ Phong cứ đi được một đoạn, số lượng mũi tên lại tăng thêm. Cuối cùng Nghệ Phong thật sự không thể chống đỡ bằng một tay, tay kia cũng phải xuất thủ, khi quăng 16 mũi tên sang bên, lượt mũi tên tiếp theo lại được bắn ra. Mặc dù Nghệ Phong đã mượn tốc độ rất nhanh của mị ảnh thân Pháp, thế nhưng cũng không thể tiếp nhận được toàn bộ 32 thanh lợi. Kiếm trong nháy mắt, không chỉ vì tốc độ, mà vì tay của hắn cũng không bắt được. Nghệ Phong hừ một tiếng, đấu khí huy vũ bay ra, tiêm hổ kiếm mạnh mẽ huy động, 32 thanh lợi kiếm bị cắt thành hai nửa. Số lượng mũi tên bắn ra càng lúc càng nhiều, Nghệ Phong cũng không bảo lưu. Lợi kiếm bay múa phòng ngự toàn bộ cơ thể, kín không còn kẽ hở, Lực lượng của những mũi tên này cũng không phải quá mạnh mẽ, dưới phòng ngự của Nghệ Phong cũng không tạo ra uy hiếp nào cho Nghệ Phong. Nghệ Phong thuận lợi tiến lên tầng 2, chỉ có điều tầng 2 hình như còn tối hơn tầng 1. Nghệ Phong hít sâu một hơi, lực nhận biết cường đại lúc này cũng được vận dụng, dưới sự phối hợp của lực nhận biết và nhãn thần, Nghệ Phong tiếp tục đi lên tầng 3. Nghệ Phong vẫn rất cẩn thận như trước, nếu ở tầng 1 có mũi tên, vậy ở tầng 2 ai biết sẽ có thứ gì. Quả nhiên, Nghệ Phong đi lên tầng 2 không bao lâu, nghệ phong nhận thấy phía bên phải có một luồng sức mạnh gào thét đập về phía hắn nghệ phong không chút nghĩ ngợi dùng nắm tay đánh tới ầm uhm, trong thời khắc va chạm nghệ phong chỉ biết thứ va chạm với mình đồng dạng cũng là một nắm tay sau khi người đó và nghệ phong mạnh mẽ đối chọi liền bay ngược ra ngoài nghệ phong vừa định thừa thắng truy kích thế nhưng lại cảm giác được tay trái của đối phương đang hung hăng đánh về phía đầu hắn nghệ phong chỉ có thể buông tha truy kích của mình thân ảnh chợt lóe tránh thoát công kích của đối phương thế nhưng rất nhanh nghệ phong phát hiện từ bốn phương tám hướng có rất nhiều nắm tay đánh về phía hắn nghệ phong khẽ nhíu mày thực lực của hắn đương nhiên cảm giác được thực lực của những người này cũng không mạnh nhiều nhất cũng chỉ có hai tướng cấp còn lại đều là sư cấp cánh tay của nghệ phong mạnh mẽ huy động bước lui những nắm đấm kia với thực lực của nghệ phong nếu muốn đả thương những người này cho dù không thấy rõ cũng có thể làm rất dễ dàng Thế nhưng Nghệ Phong biết rõ thân phận của những người này là người thủ hộ của Mộng Nhiên, dù thế nào Nghệ Phong cũng không thể hạ thủ. Nhưng Nghệ Phong không hạ thủ được, những người đó càng đánh càng dũng cảm. Mặc dù thật sự không có chút uy hiếp với Nghệ Phong, thế nhưng như vậy cũng khiến Nghệ Phong phải vất vả ứng phó. Nghệ Phong bất đắc dĩ cười khổ, cũng không nghĩ nhiều nữa, lực nhận biết khổng lồ tập trung vào một bóng người, thi triển mị ảnh thân pháp, đấu khí trên tay mạnh mẽ tuôn ra. Nghệ Phong túm lấy một người, hung hăng quăng ngã, rất nhanh trên tầng 2 vang lên từng trận đập đất. Mặc dù Nghệ Phong dùng lực rất khéo, thế nhưng đập xuống mặt đất vẫn khiến tầng 2 vang lên những tiếng rên rỉ. Sau khi Nghệ Phong dùng một quyền bước lui một tướng cấp, những người đó cuối cùng cũng chậm rãi di tản. Nghệ Phong nghe thấy thanh âm, hắn cũng biết rõ, những người này khẳng định mượn công cụ gì đó, cho nên vẫn có thể nhìn thấy ở nơi tối đen như vậy. Nghệ Phong thấy cả quyền phong và tiếng rên rỉ đều biến mất sạch sẽ, hắn biết mình đã qua cửa thứ hai. Hiện tại Nghệ Phong mơ hồ có chút hiểu ra, lý do lựa chọn vị hôn phu cho Liễu Mộng Nhiên là lựa chọn tài tử, còn Liễu gia lại muốn tìm võ giả. Hai cái này hợp lại chính là văn võ song toàn, Nghệ Phong thầm nghĩ yêu cầu của bọn họ thật sự rất cao. Nhưng nhớ tới sự ưu tú của Mộng Nhiên, Nghệ Phong lại cảm thấy yêu cầu như vậy cũng không có gì quá đáng. Nghệ Phong bước chân đi lên tầng 3, trên đường đi ngược lại rất yên tĩnh. Tới tầng 3, vẫn tối đen như mực, nhưng Nghệ Phong cũng không, vội vàng lên tầng 4. Hắn biết rõ, trên tầng 3 tất nhiên có gì đó đang chờ hắn. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Nghệ Phong nghe thấy âm hưởng. Lúc này Nghệ Phong phải thừa nhận, lực nhận biết mà tà đế truyền thừa lại quả thực rất kinh khủng, chỉ có động tĩnh rất nhỏ cũng có thể phát hiện. Âm, um, một nắm tay hung hăng đập về phía Nghệ Phong, nhưng Nghệ Phong sớm có chuẩn bị, thân ảnh mạnh mẽ lóe lên, né tránh nắm tay này. Ồ, oh, đối phương cũng kinh ngạc phát ra âm thanh này, có lẽ không ngờ Nghệ Phong có thể né tránh được một quyền này của hắn nhưng động tác của hắn không dừng lại, tiếp tục tung một quyền đánh về phía Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 866, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút kinh ngạc, Nghệ Phong cảm giác lực đạo của người này có lẽ chỉ có tướng cấp đỉnh Phong, thế nhưng phải thừa nhận, phương pháp ẩn nấp của đối phương rất cao siêu, nếu không phải Nghệ Phong có lực nhận biết không giống người thường. Sợ là đã chịu thiệt thời lớn dưới phương pháp ẩn nấp của đối phương Nghệ Phong thầm nghĩ người này thật sự có khiếu làm sát thủ thật, trong sát lâu, ngoại trừ lão ma đầu và thiên nghịch, Nghệ Phong chưa từng gặp người nào có thuật ẩn nấp vượt qua hắn. Nhưng điều khiến Nghệ Phong có chút nghi hoặc chính là, trong phương pháp ẩn nấp của người này mơ hồ có hình bóng của sát lâu, thế nhưng, lại không quá giống, Nghệ Phong lại một lần nữa né tránh đòn công kích của đối phương, trước đây khi Nghệ Phong chưa truyền thừa tà đế, trước mặt phương pháp ẩn nấp của thiên nghịch, hắn sẽ chịu thiệt rất lớn, hiện tại có lực nhận biết truyền thừa của tà đế, Nghệ Phong muốn tránh thoát công kích của một tướng cấp, quả thực rất dễ dàng. Mặc dù tướng cấp này có chút đặc biệt, tướng cấp này tựa hồ cũng có chút không nhịn được, lại một lần nữa tung quyền đánh về phía Nghệ Phong, sau khi bị Nghệ Phong tránh thoát, trong lòng càng kinh ngạc. Trong hoàn cảnh tối đen như vậy, cho dù một vương cấp dưới tay hắn cũng sẽ cực kỳ chật vật. Thế nhưng người trước này lại có thể dễ dàng ứng đối như vậy. Người tiếp được quyền này của ta, xem như người vượt qua được cửa này người đó thấy phương pháp ẩn nấp của mình vô hiệu với nghệ phong bình thản nói mời nghệ phong thấy đối phương nói như vậy cũng không tiếp tục lẩn trốn nữa lẳng lặng đứng tại chỗ đợi hắn ra quyền nghệ phong rất nhanh nhận thấy được một luồng sức mạnh khổng lồ áp bách hư không trong bảo tháp vắng vẻ bộc phát ra một số tiếng gào thét vang dội hung hăng đánh vào ngực nghệ phong nghệ phong không di động vươn bàn tay trắng trẻo của mình nhẹ nhàng ấn về phía đối phương ầm um, một tiếng trầm muộn vang lên đối phương liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước nghệ phong vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích đa tạ khi người đó đứng vững chậm rãi nói ra câu này mặc dù nghệ phong không nhìn thấy hắn thế nhưng lại có thể cảm giác được hắn đang hành lễ người này hiển nhiên cũng phát hiện nghệ phong không hề lưu tay sợ nếu hắn không lùi lại mấy bước có thể sẽ bị thương không cần nghệ phong cười nói xem ra ba cửa thiết kế phía trước của chúng ta quá đơn giản có lẽ ngươi không cần dùng đến một nửa thực lực đối phương đột nhiên nói nghệ phong mỉm cười cũng không trực tiếp trả lời Quả nhiên, đối phương nói xong, cũng thấy có tiếng động nào khác nữa, Nghệ Phong biết đối phương đã rời khỏi. Nghệ Phong nhớ tới ba cửa phía trước, đối với hắn mà nói có thể dễ dàng vượt qua, thế nhưng lại có thể kiểm tra thực lực của chân chính, cửa thứ nhất có thể chỉ cần là một tướng cấp là có thể vượt qua. Cửa thứ hai sợ là cần một tướng cấp cao giai, cửa thứ ba cho dù là vương cấp bình thường cũng chưa chắc có thể vượt qua. Nghệ Phong lắc đầu, thầm nghĩ điều kiện của bọn họ thật sự hà khắc. Người trẻ tuổi như Liễu Mộng Nhiên có thể đạt đến vương cấp thật sự không nhiều. Nhưng bọn họ vẫn đặt yêu cầu thấp nhất là vương cấp. Nghệ Phong tiếp tục đi lên tầng 4, nếu tầng 3 yêu cầu thực lực vương cấp, vậy tầng 4 sẽ yêu cầu cái gì? Nghệ Phong bỗng nhiên mơ hồ có chút mong đợi, bước nhanh lên tầng 4. Nghệ Phong vừa đến tầng 4, nhận thấy cách đó không xa có một người, đối phương cũng không ẩn nấp, Nghệ Phong có thể cảm thấy rõ. Giang khi nghệ phong cảm giác được trên người đối phương khí thế chuyển đến dâng trào trong lòng hắn cũng cả kinh tựa hồ đối phương biết nghệ phong đang điều tra mình hắn hoàn toàn không để ý sau một lát bình thản nói với nghệ phong ngươi chuẩn bị xong rồi chứ mời tiền bối xuất thủ nghệ phong chắp tay nói mặc dù hắn không thấy rõ đối phương thế nhưng nghệ phong biết đối phương có thể thấy rõ hắn cửa này rất đơn giản chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba quyền của ta cửa này của ta coi như vượt qua đối phương nói Nghệ Phong khẽ cười nói, mời, được, nếu như ngươi cảm thấy không thuận tiện trong bóng tối, ta có thể kêu bọn họ thắp sáng cho ngươi. Hiển nhiên đối phương không muốn chiếm tiện nghi của Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún vai nói, không cần, ta quen rồi, được, vậy ngươi hãy tiếp quyền đầu tiên của ta. Sáu thành lực đảo, nói xong, đối phương hung hăng tung quyền về phía Nghệ Phong, Nghệ Phong có thể nghe được âm thanh không gian bị áp bách rung động, không khí xung quanh cũng phảng phất bị ngưng tụ. Âm, um, nắm tay của đối phương hung hăng đánh vào người Nghệ Phong, bắn ra. Từng đạo kinh khí, Nghệ Phong vẫn đứng thẳng tại chỗ, để mặc gió lốc thổi bay tóc mình. Ồ, oh, đối phương hiển nhiên cũng rất hiếu kỳ, không ngờ một quyền sáu thành lực đạo của hắn lại không thể đẩy lui Nghệ Phong một bước. Hắn biết rõ sức mạnh một quyền này của mình còn mạnh hơn một bậc so với vương cấp nhất giai. Mặc dù hắn không hy vọng có thể đánh bại Nghệ Phong, thế nhưng muốn bước lui Nghệ Phong vài bước có lẽ không thành vấn đề thế nhưng đối phương lại không hề bị đẩy lui bước nào. Thú vị lắm, vậy thử tám thành lực đạo của ta xem. Đối phương nói xong, bỗng nhiên bay vọt lên, không gian vốn đen kịt cũng dần dần có thể thấy rõ. Toàn bộ lực lượng khổng lồ ngưng tụ trên nắm tay đối phương, nơi quyền thân đi qua, không gian vỡ vụn, uy áp khổng lồ khiến không khí xung quanh trầm trọng, khiến nghệ phong hô hấp có chút khó khăn. Nghệ phong thấy lực đạo của một quyền này, hắn cũng thận trọng, lực tà đế nhập vào cơ thể thoát ra, đấu khí toàn thân cũng vào tới nắm tay nghệ phong, Nghệ Phong thầm suy nghĩ, vẫn nên bao trùm năng lượng của phệ châu lên trên nắm tay. Hai nắm tay đối chọi, không gian chỗ trung tâm bắt đầu vỡ vụn từng khối. Nghệ Phong lui về sau ba bước, lúc này khó khăn lắm mới đứng vững, khẽ áp chế huyết khí có chút bốc lên trong lòng. Nghệ Phong biết rõ lực đạo của một quyền này, hoàn toàn không thua kém một kích toàn lực của vương cấp tam giai, thế nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy hơi khó nhọc. Nghệ Phong thậm chí hoài nghi người trước mặt có phải đã đạt đến vương cấp ngũ giai. Không ngờ ngươi có thể dễ dàng tiếp được tám thành lực đạo của ta như vậy, ha ha, vậy hãy thử 10 thành lực đạo của ta xem thế nào. Người này căn bản không cho Nghệ Phong cơ hội để nói, đấu khí mạnh mẽ bộc phát ra, toàn bộ ngưng tụ trên nắm tay, năng lượng trên quyền thân nhảy lên, khẽ bóp méo hư không. Nghệ Phong nhìn thấy màn này, nhãn thần cũng vô cùng ngưng trọng, hắn mơ hồ cảm giác được luồng lực lượng này có uy hiếp lớn lao đối với hắn. Nghệ Phong hít sâu một hơi, cũng không bảo lưu, đấu khí toàn thân và lực tà đế đều tuôn lên quyền thân. Năng lượng vệ Châu cũng bao trùm trên nắm tay. Từng đạo năng lượng vệ Châu tuôn lên nắm tay Nghệ Phong, quyền thân của Nghệ Phong cũng bạo phát quang mang trắng xanh. Ầm, um, khi nắm tay của Nghệ Phong và đối phương đụng độ nhau, trong hư không xuất hiện một khe nứt rất lớn, thân ảnh của Nghệ Phong bay ngược ra ngoài, hắn cố nuốt xuống huyết dịch thiếu chút nữa phun ra. Dưới chân hung hăng khởi động, xuất hiện những vết chân thật sâu, tháo gỡ lực đạo trên người hắn. Nghệ Phong dùng Lăng Thần quyết cố gắng dẹp loạn huyết khí đang cuồn cuộn trong lòng. Khi huyết khí trong cơ thể được dẹp loạn, nghệ phong mới khẽ thở dài. Mặc dù bị chút nội thương, thế nhưng đối với một y sư cao cấp như hắn mà nói, vết thương này tựa như không đáng nói. Nhưng sức mạnh của đối phương thật sự khiến nghệ phong kinh hãi. Dưới sự trợ giúp của phệ châu, chỉ cần dựa vào lực lượng đã có thể đả thương hắn. Đối phương thấy nghệ phong vẫn đứng yên tại chỗ như trước, đồng dạng cũng kinh hãi không thôi. Hắn biết rõ sức mạnh một quyền này của mình, mặc dù không bằng vương cấp ngũ sai thế nhưng cũng là lực lượng của tứ giai đỉnh phong, thế nhưng lại bị nghệ phong đỡ được. Người nọ hít sâu một hơi, trong lòng vừa kinh ngạc, lại hơi có chút vui vẻ. Đi tiếp đi, liễu lão đang đợi ngươi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 867, sau khi nghệ phong đi vào, gia chủ lý gia vẫn đứng ở ngoài bảo tháp, chứ không rời đi. Khi gia chủ lý gia đang chờ đợi kết quả, mộng nhiên cũng chạy tới đây gia chủ lý gia kinh ngạc nói sao ngươi lại chạy tới đây liễu mộng nhiên hừ lạnh trách cứ nói với gia chủ lý gia 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 sao người không giữ lời người nói ai giành được quán quân thì tại sao ngươi lại lật lọng gia chủ lý gia cười khổ khi đối mặt với chất vấn của liễu mộng nhiên đối với tôn nữ hắn cảm thấy vô cùng yêu quý này hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ liễu gia gia ngươi chỉ muốn gặp nghệ phong không có việc gì đâu gia chủ lý gia an ủi liễu mộng nhiên nhưng Mộng nhiên vẫn lo lắng nhìn bảo tháp đóng chặt cửa, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ha ha, nhà đầu ngốc, lẽ nào ngươi còn chưa tin nghệ phong, yên tâm đi. Tiểu tử đó sẽ không có việc gì. Gia chủ lý ra nói, ta tin tưởng thiếu gia. Nghe thấy gia chủ lý ra nói như vậy, trong mắt mộng nhiên cũng có vẻ kiên định. Điều này khiến gia chủ lý ra lại một lần nữa lắc đầu, trong lòng nữ nhi bảo bối của hắn, nghệ phong có vị trí không tầm thường. Ánh mắt liếu mộng nhiên chăm chú nhìn phía trước, nắm chặt tay. Gia chủ lý ra thấy Liễu Mộng Nhiên như vậy, cũng không có ý tứ kêu nàng trở về, nhưng ánh mắt chuyển rời đến phương hướng Mộng Nhiên đi đến, thấy Lý U đang ẩn nấp, hắn không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Mộng Nhiên biết nghệ phong tới đây, khẳng định là Lý U nói cho nàng. Lý U nghe thấy tiếng hừ của gia chủ lý ra, hắn vội vàng chạy đến nịnh bợ. Ra ra, là tỷ tỷ bước Tôn Nhi, Tôn Nhi không có cách nào mới nói. Đợi lát nữa, ta sẽ xử lý ngươi. Gia chủ lý ra quay sang nói với Lý U, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía bảo tháp hắn đồng dạng cũng muốn biết kết quả Li U khẽ dùng mình trong lòng nghĩ làm thế nào mới tránh thoát tai kiếp này thân thể bất giác cũng dính sát vào liễu mộng nhiên chỉ có mộng nhiên mới có thể cứu hắn mộng nhiên nhìn chăm chú vào cửa lớn nhưng thấy trời sắp tối mà nghệ phong vẫn chưa đi ra mộng nhiên không khỏi khẩn trương cuối cùng nàng không kiên nhẫn nổi đi về phía bảo tháp mộng nhiên ra chủ lý ra muốn ngăn cản liễu mộng nhiên thế nhưng hắn vừa chuẩn bị kéo mộng nhiên lại Chợt phát hiện cửa lớn đóng chặt được mở ra. Từ bên trong nghệ phong nhàn nhã bước ra ngoài, gia chủ Lý gia định thần nhìn nghệ phong, phát hiện nghệ phong vẫn tiêu sái như trước, không hề có dáng vẻ trật vật. Hắn không khỏi ngẩn người, gia chủ Lý gia biết rất rõ an bài của Liễu lão, cho dù nghệ phong có thực lực siêu quần, cũng không thể dễ dàng đi ra như vậy. Trong đầu gia chủ Lý gia không khỏi xuất hiện một ý niệm hoang đường, lẽ nào Liễu lão không làm theo kế hoạch ban đầu. Liễu Mộng Nhiên thấy nghệ phong nhẹ nhàng tiêu sái xuất hiện, trên mặt nàng liền vui mừng rạng rỡ vội vàng chạy về phía nghệ phong kiểm tra khắp người hắn thiếu ra người không sao chứ nghệ phong mỉm cười nắm chặt tay liễu mộng nhiên lắc đầu nói không có việc gì liễu mộng nhiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm ta biết liễu gia gia sẽ không làm khó dễ ngươi nghệ phong cũng không phản bác lời nói của liễu mộng nhiên nói nếu không phải hắn có vài phần thực lực sợ là đã bị liễu gia gia bỏ lại bảo tháp thành công sao gia chủ lý gia nhìn nghệ phong nghi hoặc hỏi may mắn được liễu lão tán thành. Nghệ Phong cười nói, Nghệ Phong nhớ tới liễu lão ở tầng thứ 5, đối với người đã gặp qua rất nhiều tôn giả như Nghệ Phong, liễu lão đối với hắn mà nói cũng không hề có áp lực. Hai người ở trên tầng 5 cũng tùy ý hàn huyên một chút. Nghệ Phong cũng hiểu rõ, chỉ cần Nghệ Phong có thể thông qua ba tầng phía dưới sẽ nhận được sự tán thành của bọn họ. Tầng thứ tư chính là chắc khí thực lực thật sự của Nghệ Phong, Liễu Lão thật sự rất hài lòng với thực lực của Nghệ Phong. Đương nhiên, đối với bảo bối tiểu thư Liễu Mộng Nhiên của bọn họ, Liễu Lão cũng có chút hít uy hiếp với Nghệ Phong. Đại khái có ý tứ nếu Mộng Nhiên có bất cứ chuyện gì không tốt, tuyệt đối sẽ không buông tha cho Nghệ Phong. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không để mình bị uy hiếp như vậy, đối với nữ tử giống như Liễu Mộng Nhiên, còn ai có thể nỡ khi dễ nàng. Sau khi nói chuyện với Liễu lão, Nghệ Phong mới hiểu được lực lượng mà Liễu gia truyền thừa lại kinh khủng như thế nào, không chỉ có tôn cấp, ngay cả vương cấp cũng không chỉ có một hai người, về phần sư cấp tướng cấp thì không cần phải nói, thảo nào Lý lão nói có thể dễ dàng tiêu diệt Kim Lâu với thế lực này sợ là ở đế đô ngoại trừ hoàng thất không ai có thể so sánh nghệ phong cũng vì vậy càng cảm thấy hiếu kỳ với ngoại tổ phụ của liễu mộng nhiên sao người này có thể lưu lại thế lực kinh khủng như vậy nhưng nhớ tới yêu cầu liễu lão đưa ra nghệ phong lại dở khóc dở cười liễu lão nói vì nhiệm vụ của bọn họ là bảo hộ huyết mạch của liễu gia cho nên nếu như liễu mộng nhiên đi theo nghệ phong vậy bọn họ cũng muốn rời khỏi lý gia gia nhập vào phủ đệ của nghệ phong mặc dù phủ đệ của nghệ phong cũng lớn Thế nhưng tinh anh của Kim Lâu, còn có sát lâu của thiên nghịch, rất nhiều người đều đang ở phủ đệ của hắn, căn bản không còn chỗ trống nào. Mặc dù nghệ phong đang có một số thế lực ủng hộ, nhưng so với những thế gia lâu đời này, vẫn là khuyết thiếu, chỉ ít không có đủ không gian sắp xếp cho những người này. Nhưng chuyện này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là nếu như thành thân với Liễu Mộng Nhiên, vậy chẳng khác nào bắt Liễu ra rời khỏi Lý Gia, không biết Lý Gia sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên nghệ phong cự tuyệt Liễu Lão mặc dù liễu lão không nói rõ suy nghĩ của hắn thế nhưng ý tứ biểu lộ là liễu mộng nhiên ở nơi nào thế lực của liễu gia sẽ ở nơi đó đương nhiên nghệ phong cũng không hy vọng xa vời thế lực này có thể giúp hắn cái gì bọn hắn ở lý gia lâu như vậy cũng không thấy làm gì cho lý gia đúng như liễu lão đã nói bọn họ chỉ vì bảo vệ truyền thừa huyết mạch của liễu gia mà tồn tại ngoài liễu mộng nhiên không ai có thể chỉ thị bọn họ nếu như nghệ phong muốn chỉ thị bọn họ Sợ rằng một cái tát của liếu lão cũng đủ đập chết hắn. Lý công, liễu lão nói muốn tới phủ đệ của ta, ý tứ của ngài thế nào? Nghệ phong cười khổ hỏi. Gia chủ lý Gia liếc nhìn liễu mộng nhiên cứ quấn quyết bên cạnh nghệ phong, cười nói. Sau này ngươi cũng phải gọi gọi ta là Gia Gia như mộng nhiên. Nếu liễu lão muốn tới phủ đệ của ngươi, vậy cứ để hắn đi. Gia chủ lý Gia thật sự rất rộng lược, cười nói, hắn sớm đã biết những này sẽ xảy ra. Ách, nghệ phong thật không ngờ ra chủ lý ra lại rộng rãi như vậy. Lý, ra ra, ta cảm thấy vẫn nên để liễu lão ở lý ra, mộng nhiên đã có ta chăm sóc, ngài cứ yên tâm, cho dù ta chết, nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Liễu mộng nhiên nghe nghệ phong nói như vậy, liền nắm chặt tay nghệ phong, trên mặt đầy dạng dỡ. Ha ha, được rồi, ta sẽ nói với liễu lão, chỉ có điều chuyện đó chỉ trong thời gian ngắn, đến lúc mộng nhiên tiếp nhận liễu ra, liễu lão vẫn muốn theo các ngươi. Nghệ phong có chút ngại ngùng nói. Ngài cũng biết ta đến đế đô không bao lâu, nếu muốn an bài đông người như vậy, ha ha. Ha ha, gia chủ lý gia không nhịn được, phá lên cười, của hồi môn của liễu mộng nhiên quá nhiều, nghệ phong nhận không nổi. Gia chủ lý gia không khỏi đồng tình nhìn nghệ phong, được rồi, liễu lão sẽ tạm thời ở chỗ ta. Gia chủ lý gia đáp ứng, có hắn đứng ra, mặc dù liễu lão không đến mức nhập vào lý gia bọn họ, thế nhưng ở lại chỗ của bọn họ cũng không phải vấn đề quá lớn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 868, lúc này toàn bộ đế đô cũng đang bàn luận sôi nổi chuyện chiêu thân của Liễu Mộng Nhiên, khi Lý Gia tuyên bố chuyện của nghệ phong ra ngoài, nhất thời khiến cao tầng đế đô xôn xao. Ý nghĩa đại diện trong quan hệ thông gia giữa Lý Gia và Nghệ Phong không khỏi không khiến bọn họ tính toán. Đương nhiên, đối với người ở xã hội hạ tầng mà nói, rất nhiều người không biết cái tên Nghệ Phong này có ý nghĩa gì, bọn họ chỉ cho đó là một vị quý tộc, còn rất trẻ đã có thể đánh bại tứ đại tài tử và đại hoàng tử đặc biệt sau khi nghệ phong rầm rộ đưa sính lễ đến lý gia câu chuyện tài tử giai nhân đã được mọi người truyền tụng khắp đế đô mặc dù liễu mộng nhiên không nói rõ thế nhưng sính lễ rầm rộ như vậy khiến trên mặt tiểu nữ nhân này lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ xem ra không có nữ nhân nào không mong muốn nở mặt nở mặt đi theo nam nhân mà nàng thích mặc dù liễu mộng nhiên rất nhu mì thế nhưng xét cho cùng nàng vẫn là một nữ nhân gia chủ lý gia cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của nghệ phong mặc dù liễu lão có chút không tình nguyện ở lại lý phủ thế nhưng vẫn giữ lại toàn lực ở đây nghệ phong mang theo liễu mộng nhiên quay lại nghệ phủ đương nhiên đồng hành còn có lý u tiểu hai tử xấu xa này hình như rất bất mãn khi thấy nghệ phong lừa tỉ tỉ hắn vẫn thích làm kẻ phá đám nghệ phong liền quảng hắn vào trong mật thất để hắn theo đám người nguyên trực huấn luyện nhưng điều khiến nghệ phong kinh ngạc chính là tiểu tử này lại rất thích huấn luyện gian khổ mặc dù mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi thế nhưng vẫn vô cùng thích thú mỗi ngày không cần nghệ phong gọi hắn đã sớm tiến nhập mật thất điều này vừa làm cho nghệ phong kinh ngạc vừa thở phào nhẹ nhõm không có tiểu tử này lắc lư trước mặt hắn cũng thấy bớt chướng mắt liễu mộng nhiên trở lại trong phủ đệ mặc dù không ai xem nàng là thị nữ thế nhưng nàng vẫn làm hết chức trách hầu hạ nghệ phong điều này làm cho nghệ phong càng cảm thấy yêu thương nàng sau khi tần y nghe nghệ phong kể về chuyện của liễu gia thấy liễu mộng nhiên không hề thay đổi so với trước kia nàng càng yêu thương liễu mộng nhiên chỉ cần Nghệ Phong làm gì không đúng với Mộng Nhiên, nàng liền oán trách Nghệ Phong. Nghệ Phong cười khổ, thầm nghĩ cũng chỉ có Liễu Mộng Nhiên mới có thể khiến tần y giữ gìn như vậy. Phủ đệ Nghệ Phong có hai mỹ nhân làm bạn, thật sự có chút vui quên trời đất. Nhưng hắn cũng không quên chuyện lão đầu phân phó, mỗi ngày đều tranh thủ thời gian đi gặp quái lão đầu. Mặc dù tính tình của quái lão đầu vẫn cổ quái như trước, thế nhưng lại rất tận tình trả lời những câu hỏi của Nghệ Phong, thật sự rất xứng đáng là một lương sư. Chỉ có điều quái lão đầu không hề chỉ dạy một chiêu thức nào của nhiếp hồn sư cho nghệ phong, hắn vẫn chỉ dạy nghệ phong cơ sở liên quan đến việc lợi dụng nhiếp hồn thuật. Tuy rằng trong cuốn bút khí động phủ của nghệ phong cũng có những điều này, nhưng có hệ thống giáo dục của quái lão đầu. Nghệ phong cũng dần dần cảm thấy quen thuộc với nhiếp hồn thuật, không còn là một tên gà mờ không biết gì giống như trước. Nghệ Phong càng ngày càng hiểu thêm về nhiếp hồn thuật, lại càng có thể minh bạch vì sao nhiếp hồn thuật được gọi là chức nghiệp quỷ dị nhất nhiếp hồn sư không chỉ có thể công kích từ xa cũng không chỉ có thể khống chế linh khí thiên địa quan trọng nhất lợi hại của nhiếp hồn thuật chính là có thể trực tiếp tác dụng vào linh hồn càng có thể trói buộc linh hồn điều khiển linh hồn linh hồn là thứ thần bí nhất của con người người sở hữu sức mạnh điều khiển linh hồn sẽ kinh khủng như thế nào chỉ có điều nếu muốn lợi dụng nhiếp hồn thuật làm những chuyện này ngoại trừ cường độ của nhiếp hồn thuật càng phải duy trì công pháp đặc thù của nhiếp hồn thuật nghệ phong không chút nghi ngờ quái lão đầu có công pháp như vậy thế nhưng khi Nghệ Phong hỏi hắn, quái lão đầu đều hoàn toàn không để ý, vẫn ung dung dạy Nghệ Phong cơ sở nền tảng gì đó của nhiếp hồn thuật. Nghệ Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn biết nếu như mình không vượt qua được cửa ải nền tảng, sợ rằng quái lão đầu cũng không thể chỉ dạy hắn nhiếp hồn thuật cụ thể gì cả. Nghệ Phong biết điều này, nên an tâm học tập cơ sở của nhiếp hồn thuật, nhưng có cơ hội, Nghệ Phong cũng sẽ luyện tập hai cuốn bí tịch nhiếp hồn thuật của quái lão đầu và học viện Trạm Lam thường cho. Mặc dù trước kia Nghệ Phong cũng có thể miễn cưỡng luyện tập, thế nhưng lại cảm giác vô cùng chúc chắc, thế nhưng sau khi trải qua chỉ dạy cơ sở của quái lão đầu, rất nhiều thứ đều bừng tỉnh đại ngộ, điều này làm cho nghệ phong càng an tâm học tập cơ sở nhiếp hồn thuật. Nghệ phong thỉnh thoảng cũng tới phủ đệ tử âm, chỉ có điều có linh nhi ở đó quấy dày, mặc dù hắn và tử âm muốn một mình ở bên nhau, cũng không thể như ý nguyện. Nhưng nhìn linh nhi dần dần lớn lên, vô cùng đáng yêu, tâm tình nghệ phong cũng rất vui vẻ. Mấy năm nay Nghệ Phong hầu như hạ vốn ban đầu để đắp nặn cơ sở cho Linh Nhi, lấy đan dược cho nàng làm đậu ăn, thỉnh thoảng còn dùng đấu khí tẩy rửa thân thể của nàng. Mặc dù Linh Nhi rất nhỏ bé, thế nhưng muốn tẩy rửa thân thể nàng, cho dù nghệ phong có lăng thần quyết cũng rất khó khăn. Với thực lực vương cấp của hắn, muốn hoàn toàn tắm rửa thân thể của Linh Nhi cũng phải mất 7-8 lần. Nghệ phong bất giác nhớ tới lão đầu tử, nếu có thêm hắn hỗ trợ, thiên phú của Linh Nhi còn có thể đề cao mấy lần. Nhưng hành tung của lão gia hỏa đó rất bí ẩn, nếu muốn mời hắn tựa hồ là nằm mơ. Nhìn Linh Nhi từng ngày lớn lên, Nghệ Phong cũng bất giác có chút lựa chọn khó khăn, dù sao nàng cũng tới tuổi học tập đấu khí rồi. Nghệ Phong lại nghĩ tới chữ huyên, chữ huyên giáo dục Linh Nhi thật ra rất chu đáo, chỉ là không biết nàng có đáp ứng hay không. Nghệ Phong rút cuộc vẫn luyến tiếc để Linh Nhi ở thánh địa, vì sẽ quá cô tịch. Quan trọng nhất là, cảnh cáo của lão đầu tử lần trước khiến Nghệ Phong hiểu rằng cho dù hắn có thân phận đặc thù, cũng không thể tùy ý mang người ngoài tiến vào thánh địa. Không thể đưa Linh Nhi đến thánh địa, nghệ phong cũng thầm nghĩ nhất định phải đến chỗ lão đầu tử tìm một bộ công pháp cho linh nhi học tập nghệ phong tuyệt đối tin tưởng gia sản phong phú của lão đầu tử ngay cả công pháp thiên giai cũng có tìm một bộ công pháp thích hợp cho linh nhi tuyệt đối không khó cho dù hắn không có lẽ nào hắn không cướp được sao nếu liễu nhiên biết suy nghĩ muốn làm cường đạo của nghệ phong phỏng chừng có thể bị tức chết quyết định xong chuyện của linh nhi nghệ phong vốn muốn thương lượng một chút với tử âm nhưng suy nghĩ lại thôi tới lúc đó nói cũng không muộn danh tiếng ám tử nữ vương của tử âm, hầu như không ai không biết. Nghĩ đến nữ nhân phong vận thuần thuộc này cũng là của mình, nghệ phong không kìm được cảm giác tự hào. Nữ nhân này, sợ là có thể kích động nam nhân chiếm giữ nàng trực tiếp nhất. Đồng dạng, nghệ phong nhớ tới điệp vận du, nữ nhân đó vô cùng quyến rũ, nhưng nghệ phong tới Thúy Lâm các mấy lần vẫn không gặp được nàng. Điều khiến nghệ phong kinh ngạc chính là, bên cạnh Thúy Lâm các con người giám thị, nếu không phải nghệ phong có lực nhận biết cường đại, căn bản cũng không phát hiện được nghệ phong thầm quan sát người giám thị lại phát hiện thực lực của bọn họ đều đạt được tới tướng cấp điều này khiến nghệ phong kinh ngạc không thôi có thể sử dụng mấy tướng cấp giám sát một thúy lâm các nhỏ bé ở đế đô ngoại trừ hoàng thất còn ai có thể làm được nghệ phong hít sâu một hơi cũng mơ hồ hiểu rõ điệp vận du sợ là có biến động hơn nữa hoàng đế trạm lam cũng đã nhận ra nghĩ vậy nghệ phong không khỏi lo lắng cho điệp vận du điệp vận du đối nghịch với trạm lam hoàng thất hơn nữa còn có một hộ quốc tông nàng chẳng khác nào đi siếc trên dây. Nghệ Phong không khỏi có chút buồn bực, lão đầu tử đi nhanh như vậy, bằng không cũng có thể giúp hắn một tay, không đến mức Nghệ Phong trở tay không kịp. Nghệ Phong suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên thương lượng với Tam Hoàng tử, bất kể thế nào, Nghệ Phong cũng muốn tạo thêm một chút áp lực với Hoàng đế Trạm Lam, để giảm bớt áp lực cho Điệp Vận Du. Trong mắt Nghệ Phong cũng hiện lên một tia ngoan quang, nếu thực sự không được, để Hoàng đế Trạm Lam đi tìm chết đi. Hắn chưa hề quên độc trước kia đã hạ, Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện tiên hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 869. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đế đô thay đổi bất ngờ. Tam hoàng tử Phảng Phất giống như được cái gì kích thích, hoàn toàn không cố kỵ, bắt đầu công kích trận doanh của hai đại hoàng tử, hơn thế Kim Lâu cũng tham dự trong đó. Những quý tộc biết Nghệ Phong và Tam hoàng tử bị vây giết, đều hiểu rõ đây là trả thù của Nghệ Phong và Tam hoàng tử. Nghệ Phong và Tam hoàng tử liên thủ đủ ngăn chặn bất cứ thế lực nào của hai vị hoàng tử, trận doanh của hai đại hoàng tử đều bị nghệ phong và tam hoàng tử liên tiếp đẩy lui, đến cuối cùng hai người tựa hồ cũng biết hậu quả. Dựa theo tốc độ này, sợ rằng không bao lâu sau bọn họ có thể bị nuốt chừng. Hai người vốn là cừu gia, lúc này lại cùng nhau hợp tác. Hai người hợp tác, nhất thời toàn bộ đế đô một lần nữa nằm trong thế cân đối. Hai bên đều không thể làm gì đối phương, chỉ có điều đế đô lại yên tĩnh bất lợi, cuốn theo bốn luồng thế lực cực mạnh của đế đô, toàn bộ đế đô cũng không yên ổn nhưng nghệ phong vẫn cảm thấy chưa đủ hạ lệnh cho kim lâu không để lại lối thoát công kích trận danh của hai đại hoàng tử phảng phất muốn lật tung toàn bộ đế đô long trời lở đất tử âm cũng rất kinh ngạc với hành động lần này của nghệ phong nghệ phong làm như vậy cũng không phải không có lợi ích chỉ là kết quả lưỡng bại câu thương thế nhưng nghệ phong căn bản không nghe khuyên bảo vẫn liều mạng nhiễu loạn đế đô tử âm thấy lời nói của nàng nghệ phong hoàn toàn không để ý thế nhưng vẫn ủng hộ nghệ phong vô điều kiện đứng phía sau nghệ phong giúp đỡ nghệ phong bố trí từng bước theo tử âm thấy kim lâu vốn chính do nghệ phong tạo thành cho dù hủy diệt toàn bộ nàng cũng không thấy đau lòng mặc dù tam hoàng tử không rõ vì sao nghệ phong lại khác thường như vậy thế nhưng hắn cũng chỉ có thể phối hợp với nghệ phong cũng toàn lực oanh kích trận danh của hai đại hoàng tử dưới tranh đấu của bốn người toàn bộ đế đô sôi lên sùng sục có thể hạ dân không cảm giác được dị trạng gì thế nhưng những quý tộc thượng tầng cảm giác toàn bộ không khí giống như ngưng tụ cực kỳ áp lực, thậm chí không ai dám ra khỏi nhà. Quý tộc vốn tác uy tác quái, lúc này đều trốn trong nhà, điều này làm cho bình dân đế đô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng mơ hồ cảm nhận được biến hóa, toàn bộ đế đô cũng dần dần tràn ngập một loại áp lực đến cực điểm. Một số người thông minh thậm chí suy đoán, sợ là lần này sẽ định ra ngôi vị hoàng đế tiếp theo, nghĩ vậy, mọi người càng cảm giác tranh đấu hiện tại chỉ là xáo trộn nhỏ bé, có thể không lâu sau đế đô sẽ máu chảy thành sông. Trận doanh hai bên không ngừng tranh đấu, đều tự chiếm lấy thượng phong. Thế nhưng hạch tâm hai bên vẫn không nhúc nhích, mặc dù phía dưới hừng hực khí thế. Thế nhưng Nghệ Phong, Tam hoàng tử và bọn người đại hoàng tử vẫn không hề lộ diện. Tranh đấu như vậy rằng có hơn nửa tháng, cho dù là bình dân đến sau này cũng phát hiện ra điểm báo mưa gió sắp tới, đế đô cũng trở nên yên tĩnh dị thường, đặc biệt buổi tối giống như cấm đi lại ban đêm, không có ai đi lại bên ngoài. Tình cảnh như vậy vẫn rằng có 20 ngày nữa đến cuối cùng giữa hai đại trận doanh càng không biết tại sao thu liếm, cho dù là bình dân cũng thường xuyên có thể nghe thấy tiếng tranh. Điều này càng khiến bầu không khí cả đế đô khẩn trương. Nếu ngươi đã đấu với bọn người đại hoàng tử đến cùng như vậy, vì sao vẫn không cho bọn cuồng hổ xuất thủ? Tử âm thấy nghệ phong đứng trên đỉnh kim lâu, ánh mắt nhìn đế đô đang yên tĩnh dị thường, nghi hoặc hỏi. Thế tiến công của nghệ phong từng đợt liên tiếp, thế nhưng lại không vận dụng thế lực tinh nhuệ nhất của kim lâu. Nghệ Phong hình như cố ý tạo ra một xu thế không chết không nghỉ, cố ý muốn nhân tâm toàn bộ đế đô hoảng sợ. Nghệ Phong nhìn nữ nhân phong vận thuần thục trước mặt, toàn thân nàng tỏa ra khí thức mị hoặc xinh đẹp, nếu như bình thường Nghệ Phong tất nhiên không nhịn được, sợ rằng đã hung hăng ôm ấp nàng. Nhưng hiện tại mặc dù trong mắt Nghệ Phong có chút hỏa diếm, thế nhưng lại bị hắn mạnh mẽ khắc chế. Vẫn chưa đến lúc chúng ta phát động toàn bộ thực lực, không xuất ra thì hơn. Nghệ Phong giải thích với tử âm, tử âm thấy nhãn thần Nghệ Phong có chút nóng cháy, nàng hơi đỏ mặt. Hiện tại các người đấu hung như vậy, còn có thể bảo lưu sao? Nghệ Phong khẽ cười nói, chúng ta có thứ bảo lưu, ba vị hoàng tử đều có thứ bảo lưu. Bởi vì tất cả mọi người rất minh bạch, bất kể tranh đấu như thế nào đều là để cho vị phía trên nhìn thấy, nếu không cho dù thắng, nếu hắn không thừa nhận, cũng là thất bại. Hoàng đế chạm lam, tử âm kinh hãi kêu lên, Nghệ Phong gật đầu nói, đây là ba vị hoàng tử bức hoàng đế chạm lam đưa ra lựa chọn, đồng dạng bọn họ cũng cố kỵ hoàng đế chạm lam cho nên mặc dù tranh đấu rất mạnh mẽ thế nhưng lại khống chế trong phạm vi có thể cũng không dám nhiễu loạn toàn bộ đế đô tử âm nghe nghệ phong nói cũng hiểu ra thế nhưng tất cả chuyện này đều là ngươi chủ động khơi mào bọn họ tranh chấp ngôi vị hoàng đế theo lý mà nói không nên để ngươi đánh trận tiên phong nghệ phong lắc đầu nói ta còn có mục đích khác tử âm cổ quái nhìn nghệ phong suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra làm như vậy có chỗ tốt gì với nghệ phong điều này sẽ chỉ làm hoàng đế chạm lam đổ tức giận lên đầu hắn. Từ âm tỷ cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, yên tâm đi. Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã nằm ở thế bất bại. Từ âm nghe thấy câu nói này của nghệ phong, càng nghi hoặc vạn phần. Nàng không rõ nghệ phong nói vậy có ý tứ gì. Ha ha, nghệ phong thấy vẻ mặt nghi hoặc của tử âm, hắn cũng không giải thích thêm. Được rồi, tử âm tỷ, cuồng hổ đi bao lâu rồi? Tử âm nói, hắn đã đi 2 giờ rồi, xem ra tam hoàng tử sẽ đến đây rất nhanh. Được, làm phiền tử âm tỷ xuống dưới an bài, đưa tam hoàng tử đến đỉnh lâu, sau đó tử âm tỷ tự mình chấn thủ bên ngoài, không được để ai tiếp xúc đỉnh lâu. Tử âm nghe nghệ phong nói thận trọng như vậy, cũng biết chuyện này cực kỳ quan trọng, sợ là nghệ phong và tam hoàng tử muốn kế hoạch làm chuyện gì. Ta hiểu rồi, ta sẽ tự mình chấn thủ, các người cứ yên tâm nói chuyện. Tử âm gật đầu, nghệ phong mỉm cười, trong mắt cũng hiện lên một tia ngoan sắc, chuyện kế hoạch, cho dù lá gan của nghệ phong lớn thế nào cũng không dám để lộ ra ngoài. Người nghệ phong có thể tin tưởng tuyệt đối chỉ có tử âm, nghệ phong chỉ có thể gọi tử âm hỗ trợ. Không bao lâu tam hoàng tử cũng tới kim lâu, nghệ phong và tam hoàng tử không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến nhập vào trong mật thất của kim lâu. Tử âm đuổi tất cả mọi người bên trong, bao gồm cả cuồng hổ, nàng tự mình chấn thủ bên ngoài. Tử âm hiểu rõ, chuyện có thể khiến nghệ phong cẩn thận như vậy, tuyệt đối là chuyện kinh thế hãi tục. Tử âm không dám có chút phân tâm. Nghệ Phong và Tam Hoàng Tử nói chuyện trong mật thất đến tận đêm khuya, Tam Hoàng Tử mới Huệ oải đi ra, thấy tử âm chấn thủ bên ngoài, hắn gật đầu chào hỏi, sau đi cực kỳ vội vàng rời đi. Nghệ Phong sợ chuyện lần trước xảy ra, kêu cuồng hổ hộ tống Tam Hoàng Tử rời đi, hơn nữa Tam Hoàng Tử cũng đồng dạng cố kỵ chuyện lần trước, dẫn theo một vương cấp hộ vệ. Cho dù đám người đại hoàng tử muốn vây sát tam hoàng tử cũng ít có khả năng. Nghệ Phong thấy tam hoàng tử rời khỏi, liền gọi Triệu Hải tới phân phó thủ tiêu tất cả công kích với hai vị hoàng tử, vây mà không công, tăng thêm áp lực với bọn họ. Tử âm nghe thấy những lời này của nghệ phong, trái tim không hề thả lỏng, ngược lại càng bóp chặt hơn. Đặc biệt câu nói cuối cùng của nghệ phong càng khiến nàng hết hồn. Bầu trời đế đô cũng đến lúc thay đổi rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 870, sau khi Nghệ Phong và Tam Hoàng tử tụ hội ở mật thất, lại mấy ngày trôi qua, Mặc dù mấy ngày nay đế đô yên tĩnh lạ thường, thế nhưng tất cả mọi người rất minh bạch đây là yên tĩnh trước bão tố, ngược lại càng khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Trong bầu không khí này, bọn họ ngược lại càng hy vọng hai bên tranh đấu. Mấy ngày này nghệ phong cũng không đi đâu, yên lặng ở trong kim lâu. Kim lâu lúc này cũng vô cùng yên tĩnh, không có quý tộc nào tới đây hưởng thụ. Ngày thứ năm nghệ phong ở kim lâu, hoàng cung rốt cục phái người tới. Nghệ Phong nghe sứ giả truyền đạt ý tứ của hoàng đế Trạm Lam, trên mặt Nghệ Phong rốt cuộc cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Hoàng đế Trạm Lam cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn, phải mời bọn họ tới. Trên khóe môi Nghệ Phong xuất hiện một nụ cười tà mị, thầm nghĩ hắn một loạt động tác này của hắn có lẽ đã khiến hoàng đế Trạm Lam cảm giác được áp lực cực đại. Dù sao đế đô là cái lồng của hắn, nếu toàn bộ đế đô rối loạn, vậy đế quốc Trạm Lam tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. "Ngươi cẩn thận một chút." Từ âm ôm chặt Nghệ Phong, Nghe thấy hoàng đế chạm lam mời nghệ phong tới hoàng cung, nàng liền cảm thấy lo lắng, dù sao tất cả những chuyện nghệ phong làm hiện tại đều là khiêu khích hoàng đế chạm lam. Nghệ phong hung hăng ôm chặt thân thể tử âm trong lòng, cười nói. Yên tâm đi, ta nói rồi chúng ta không nằm ở vị trí bất bại, không sao. Đâu, được, mặc dù tử âm vẫn lo lắng, thế nhưng vẫn thả nghệ phong ra, nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn. Ta chờ ngươi trở về, nghệ phong lấy tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của tử âm, Cự tuyệt yêu cầu đi theo của cuồng hổ. Một mình theo sứ giả tiến về hoàng cung. Lối vào hoàng cung, đúng như nghệ phong suy nghĩ, ba vị hoàng tử đều được mời đến. Trên khóe miệng nghệ phong xuất hiện nụ cười, có chút nghiền ngẫm nhìn đại, nhị hoàng tử vốn là cầu ra. Hừ, hai vị hoàng tử chú ý tới ánh mắt của nghệ phong, bọn họ hừ một tiếng, chuyển hướng ánh mắt sang một bên, chỉ là trong mắt đã có ánh sáng tàn nhẫn. Tam hoàng tử thấy nghệ phong, cũng đi về hướng nghệ phong. Hai người hoàn toàn không ngại ngần giơ tay ôm nhau giao tình của bọn họ xuất phát từ trong vây sát lần trước cũng vì lần đó hai người đã kết bái ngươi quyết định rồi sao nghệ phong nhẹ giọng hỏi tam hoàng tử tam hoàng tử cười khổ cũng không trả lời nghệ phong nghệ phong thấy thế cũng không nói gì thêm nếu như đến lúc đó hắn không chịu động tay vậy mình sẽ tự động thủ nghệ phong nhớ tới mười mấy ngày trước nghệ phong đã đại khái báo kế hoạch của hắn cho a tú của thúy lâm các chỉ là không biết a tú có thể truyền tới điệp vận du hay không nghệ phong tin tưởng nghệ phong làm động tác trên diện rộng như vậy tất nhiên không lừa được điệp vận du điệp vận du đương nhiên biết tất cả những chuyện này đều làm vì nàng thúy lâm các là địa điểm liên lạc duy nhất của nàng và nghệ phong với trí thông minh của điệp vận du nhất định sẽ nghĩ đến nghệ phong sẽ lưu tin tức ở thúy lâm các cho nàng chỉ cần điệp vận du có thể phân thân vậy nhất định sẽ đến thúy lâm các một lần cho dù hắn không được đi cũng sẽ phái người đi chỉ là không biết điệp vận du rốt cuộc thế nào có thể phân thân hay không xem tình hình hoàng đế trạm lam phái người giám thị thúy lâm các điệp vận du sợ là bị hoàng đế trạm lam cố kỵ sâu sắc cũng không biết hoàng đế trạm lam áp dụng thi thố này với điệp vận du nhưng nghệ phong thật ra cũng không quá lo lắng cho an toàn của điệp vận du điệp vận du đã từng nói cho dù hoàng đế trạm lam muốn đối phó nàng nàng cũng có thể vặn gãy mấy cái răng của hoàng đế trạm lam nghệ phong hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của điệp vận du huống chi thực lực của điệp vận du đồng dạng cũng kinh khủng hơn nữa nghệ phong đã đưa cho nàng hai cây kim châm nếu như tôn cấp muốn làm khó điệp vận du cũng có khó khăn nhất định độc châm dùng để đánh lén cho dù là tôn cấp trở tay không kịp cũng có thể chịu thiệt lớn với mỹ thuật của điệp vận du nếu muốn đánh lén thành công có lẽ cũng không quá khó khăn huống chi nghệ phong cũng không có nghe được hoàng thất dung chuyển tin tức kia nói rõ điệp vận du ít nhất là an toàn thứ ta cho người có hữu hiệu hay không nghệ phong đột nhiên hỏi tam hoàng tử tam hoàng tử gật đầu mặc dù lần trước ở trong mật thất nhìn thấy thứ đó hắn đã bị chấn động thế nhưng hiện tại vẫn có chút không thể tin được không rõ vì sao nghệ phong lại có thứ đó tam hoàng tử đương nhiên biết thứ đó trong tay nghệ phong cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn nhiều nhất cũng có thể mệnh lệnh một số thế gia nhỏ hoặc là cáo mượn oai hùm mà thôi thế nhưng nếu thứ đó nằm trong tay hoàng tử sở hữu huyết mạch hoàng thất tựa hồ có thể ép thiên tử lệnh chư hầu nhớ tới vẻ khiếp sợ của những người khi nhìn thấy khối lệnh bài kia Tam hoàng tử cũng kính nể Nghệ Phong không thôi, hắn là làm sao có thể có được khối lệnh bài này, chẳng lẽ lấy trộm. Nghệ Phong nhìn sắc mặt của Tam hoàng tử cũng biết Thánh Long lệnh đã có hiệu quả. Trên khóe miệng Nghệ Phong xuất hiện nụ cười, sợ rằng hoàng đế Trạm Lam cũng không ngờ, Thánh Long lệnh hắn cấp cho Nghệ Phong, chẳng qua là muốn mượn Nghệ Phong cảnh cáo hai vị hoàng tử, thật không ngờ Nghệ Phong lại đưa Thánh Long lệnh cho Tam hoàng tử. Thánh Long lệnh nằm trong tay Tam hoàng tử sở hữu huyết mạch hoàng thất và nằm trong tay Nghệ Phong, tuyệt đối là khác biệt một trời một vực nghệ phong nhớ tới kế hoạch của hắn và tam hoàng tử mặc dù thánh long lệnh không phải của tam hoàng tử thế nhưng tam hoàng tử âm thầm lợi dụng ai biết thứ này không phải của hắn sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là hoàng đế trạm lam cấp cho tam hoàng tử chỉ cần bọn họ hiểu lầm ý tứ của hoàng đế trạm lam tam hoàng tử còn không dễ lợi dụng một phen nghệ phong không rõ thánh long lệnh có hiệu quả nhiều thế nào thế nhưng xem ra nó cũng có thể giúp đỡ rất nhiều cho kế hoạch của bọn họ như vậy cũng là đủ rồi đoàn người nghệ phong đi không bao lâu đã tới một cung điện xanh vàng rực rỡ, nghệ phong nhìn bước chân của tam hoàng tử có chút trần chờ, hắn khẽ vỗ vai tam hoàng tử nói. Ngươi đã từng làm một lần, lúc này làm sao vậy? Nếu như ngươi không muốn, ta nguyện ý thay ngươi xuất thủ. Thân thể tam hoàng tử lập tức cứng đờ, cười khổ nói. Ngươi biết sao, nghệ phong khẽ cười cười nói. Không hổ là người nhà đế vương sinh ra, tam hoàng tử cười khổ nói. Nói thật, kỳ thực ta vẫn không muốn làm như vậy. Thế nhưng ngươi biết rõ, ta không làm như vậy vậy chẳng khác nào chờ chết nói xong ánh mắt của tam hoàng tử chuyển hướng về hai vị ca ca của hắn hai vị ca ca thấy hắn và nghệ phong thì thầm nói chuyện trong mắt cũng hiện lên vẻ cố kỵ nghệ phong vỗ vai tam hoàng tử nói sai ở chỗ sinh ra trong gia đình đế vương đúng vậy ngay từ đầu ta đã sinh sai chỗ cho nên ta không có lựa chọn nào khác tam hoàng tử có chút bất đắc dĩ nghệ phong thấy tam hoàng tử như vậy biết rõ trong lòng hắn đã có quyết định hắn tiến lên một bước bọn họ cũng tiến lên một bước căn bản không có khả năng lui về phía sau nếu lui về phía sau bị hoàng đế chạm lam phát giác vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong đi thôi đi đưa cho phụ hoàng ngươi nghệ phong thở dài quay sang nói với tam hoàng tử không thể chọn lựa chuyện sinh ra ở nhà đế vương đúng vậy có lẽ nên đưa cho hắn hy vọng hắn không trách ta tam hoàng tử cười khổ sau đó sắc mặt khôi phục lại bình thường vẻ mặt bình tĩnh cùng nghệ phong tiến vào trong cung điện Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 871, bốn người nghệ phong đi vào trong cung điện, thấy Hoàng đế Trạm Lam ngồi trên long ỉ, sắc mặt tiều tùy. Nghệ phong vừa nhìn đã biết Hoàng đế Trạm Lam nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm một năm. Xem ra áp lực của Tam Đại Hoàng tử và Điệp Vận Du mấy ngày này đã khiến hắn giải yếu đi nhiều. Ánh mắt nghệ phong lại chuyển tới lão nhân bên cạnh hắn, ánh mắt thoáng chốc ngưng tụ, trong mắt cũng có vẻ kinh hãi, lực nhận biết cường đại của nghệ phong lại không thể phát hiện thực lực của đối phương, tình huống như vậy chỉ xuất hiện trên người cường giả tôn cấp. Nghệ phong quay đầu nhìn tam hoàng tử, thấy tam hoàng tử khẽ gật đầu ra hiệu. Nghệ phong hít sâu một hơi, cũng chậm rãi dẹp loạn ý kinh ngạc trong lòng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, ra mắt tôn lão, ba vị hoàng tử đồng thanh nói, miễn lễ, hoàng đế chạm lam có chút huệ oải phất tay, phảng phất trong nháy mắt đã dùng hết khí lực. Nghệ phong đế quân, mời hoàng đế trạm lam chỉ sang tọa ỷ bên cạnh nghệ phong quay đầu nhìn qua thấy bên cạnh có một chiếc tọa ỷ trình độ xa hoa không hề thua kém hoàng đế trạm lam nghệ phong biết đây là hoàng đế trạm lam đối đãi với hắn như đế vương nghệ phong cũng không khách khí ngồi xuống ghế lúc này mới giả vờ hồ đồ quay sang nói với hoàng đế trạm lam không biết bệ hạ tìm ta có chuyện gì có phải nàng cũng do ngươi chỉ thị hoàng đế trạm lam đi thẳng vào chủ đề nghệ phong bất giác cảm thấy một luồng khí thế khổng lồ đang tập trung vào ngươi hắn Nghệ Phong sửng sốt, lập tức cười khổ. Người khác không rõ, nàng, trong câu nói này là ai, Nghệ Phong còn có thể không rõ sao. Xem ra Hoàng đế Trạm Lam đã nhận thấy được quan hệ giữa hai người bọn họ. Bệ hạ cho rằng, ta có thể chỉ thị nàng được sao. Không biết bệ hạ có biết quá khứ của nàng hay không, nếu ngài biết, có lẽ hiểu rõ tại sao. Nghệ Phong không che giấu, nói thẳng, chẳng trách, ha ha, không ngờ ngay cả quá khứ của mình, nàng cũng nói cho người biết, quan hệ giữa các người quả thật không bình thường trong mắt hoàng đế trạm lam có chút tức giận ánh mắt lạnh lùng nhìn nghệ phong rất có một lời không hợp sẽ để nghệ phong ngã xuống ở tại chỗ này nghệ phong hít sâu một hơi hắn bình thản nói tiếp quan hệ của ta và nàng đúng như bệ hạ đã nghĩ nghệ phong không che giấu hắn nói thẳng nghệ phong biết rất rõ dù thế nào hoàng đế trạm lam cũng không thể sống nghệ phong cũng không cần nói dối hắn tiện nhân sắc mặt của hoàng đế trạm lam biến hóa vô cùng hắn nắm thứ trước người hung hăng đập xuống nghệ phong định thần nhìn kỹ mới phát hiện là ngọc tỷ ngay cả ngọc tỷ mà hoàng đế trạm lam cũng có thể tức giận đập vỡ có thể thấy được hắn vô cùng tức giận nghệ phong người thật sự tưởng rằng ta không dám giết ngươi sao hoàng đế trạm lam nổi giận nghệ phong nhận thấy được luồng khí thế tập trung lên người hắn tăng vọt mấy phần ba vị hoàng tử thấy hoàng đế trạm lam nổi cơn tức giận với nghệ phong thật sự có suy nghĩ muốn chém giết nghệ phong tất cả vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc trong lòng đại hoàng tử nhị hoàng tử lại vô cùng vui vẻ còn tam hoàng tử lại kinh sợ không thôi, nếu thiếu sự giúp đỡ của nghệ phong, tỷ lệ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Phụ hoàng, tam hoàng tử vội vàng quỳ dạp xuống đất, dập đầu trước mặt hoàng đế chạm lam chuẩn bị nói gì đó. Cầm miệng, hoàng đế chạm lam thấy tam hoàng tử đứng ra, hắn càng nổi giận, nói với tam hoàng tử. Những việc các ngươi làm mấy ngày qua, đừng tưởng ta không biết. Các ngươi thật to gan, ta còn chưa có chết. Ba vị hoàng tử nghe thấy hoàng đế chạm lam tức giận mắng chửi, tất cả đều câm như hến, hai vị đại hoàng tử cũng vội vàng quỳ dạp xuống đất, thân thể run rẩy không dám nói một câu. Hừ, hoàng đế chạm lam quay đầu tiếp tục nhìn về phía nghệ phong, sát ý trong mắt hoàn toàn không che giấu. Nghệ phong, lẽ nào ngươi thực sự ngây thơ cho rằng, ngươi là tà đế đương đại thì ta không dám giết chết ngươi sao? Nghệ phong nhún vai, mặc dù luồng khí thế đè lên người hắn rất khổng lồ, thế nhưng hắn đã trải qua truyền thừa tà đế, luồng khí thế này cũng không đến mức khiến hắn không chịu đựng nổi. Nhìn sát ý của hoàng đế chạm lam, hắn biết rõ nếu không phải cố kỵ danh hiệu tà đế phía sau hắn, sợ rằng hoàng đế đã sớm gọi người giết chết hắn rồi. Dù sao, không có một nam nhân nào nguyện ý để nữ nhân của mình bị nam nhân khác cướp đoạt. Cho dù nữ nhân đó vẫn xem hắn là cựu địch thì trên danh nghĩa nàng vẫn là nữ nhân của hắn. Bệ hạ không giết được ta, nghệ phong bình thản nói, ta giết người rất dễ dàng. Hoàng đế chạm lam tức giận nói, tôn lão ở bên cạnh không khỏi cười khổ, theo lý mà nói hiện tại có lẽ hắn phải động thủ, thế nhưng hắn không dám, không phải vì sợ nghệ phong, mà là sợ tà tông phía sau nghệ phong. Nghệ phong bình thản nói tiếp, trừ phi ngươi không cần đế quốc mà tổ tông ngươi đã giành giật, bằng không ngươi không giết được ta. Nghệ phong nói xong, lấy từ trong giới chỉ ra một khối lệnh bài, đây là lệnh bài năm đó ngũ trưởng lão cho hắn, được xưng là lệnh bài có thể mệnh lệnh cả thánh tông một lần. Tôn lão nhìn thấy lệnh bài quỷ dị trong tay nghệ phong, hơi nhíu mày, nhưng một lát sau hắn kinh hãi kêu lên thánh chủ lệnh, ha ha, ta còn lo lắng lấy ra thứ này không ai nhận ra, không ngờ trong hoàng thất còn có người biết. Nghệ phong bình thản nói, đây chính là nền tảng để hắn đứng ở thế bất bại, trừ phi hoàng đế chạm lam có thể vứt bỏ cả giang sơn vì một nữ nhân, làm một vị vua vong quốc. Bằng không, hắn cũng không dám quang minh chính đại giết nghệ phong. Về phần ám sát, đương nhiên là không thể tránh khỏi, cho nên khi hoàng đế chạm lam vừa nhắc đến điệp vận du, nghệ phong đã phán tội chết cho y. Cho dù tam hoàng tử không động thủ, hắn cũng sẽ động thủ tôn lão nhìn thánh chủ lệnh trong tay nghệ phong thân thể hắn cũng hơi run rẩy trong ghi chép của hoàng thất có ghi lại về khối lệnh bài này khối lệnh bài là lệnh bài tôn quý nhất của thánh tông lúc đó khi thánh tông còn chưa phân liệt đây chính là lệnh bài tông chủ sử dụng lệnh bài vừa ra tất cả mọi người của thánh tông đều phải cúi đầu mặc dù không biết tại sao thánh tông lại tin dùng vật này thế nhưng mọi người đối với tiền bối thánh tông đã vô cùng kính trọng đối với thánh chủ lệnh càng kính trọng vạn phần mặc dù lúc này thánh chủ lệnh đã không có công hiệu như trước đây thế nhưng khi thánh tông phân liệt tất cả tông chủ phân tông của thánh tông đều chính miệng thừa nhận địa vị của thánh chủ lệnh đồng thời bảo quản địa vị đặc biệt của thánh tông ở thánh địa cho thánh địa ba cơ hội sử dụng thánh chủ lệnh thánh chủ lệnh vừa ra bất luận tông môn nào đều phải nghe lệnh hành sự cho dù là thánh âm tông cường đại cũng không ngoại lệ nếu không sẽ bị thánh tông liên hợp phây sát chưa nói đến toàn bộ thánh tông liên hợp phây sát chỉ cần giữ gìn thánh chủ lệnh tôn nghiêm cũng không có tông môn nào có thể ngăn cản. Điều này cũng tạo thành địa vị tối cao của Thánh chủ lệnh. Tôn lão dù thế nào cũng không nghĩ tới, Nghệ Phong lại có vật như vậy. Những lão gia hỏa của Thánh địa tại sao lại đưa thứ này cho Nghệ Phong? Điều này khiến Tôn lão hoài nghi quan hệ giữa Nghệ Phong và Thánh địa. Nếu như Thánh tông chỉnh hợp, đừng nói tiêu diệt một đế quốc Trạm Lam, cho dù là tiêu diệt chín, 10 đế quốc như vậy cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Tôn lão, hoàng đế Trạm Lam chưa từng thấy Tôn lão thất thần như vậy bao giờ hắn nhíu mày kêu lên, tôn lão thấy hoàng đế chạm lam tựa hồ thật sự không muốn buông tha. Nghệ phong, hắn thở dài nói, bệ hạ hãy suy nghĩ cho kỹ, cái mạng này của ta không chân quý. Thế nhưng đế quốc xác thực là tâm huyết của các tiền bối long gia. Hoàng đế chạm lam nghe thấy tôn lão nói như vậy, sắc mặt hắn cũng đại biến, hắn biết rõ tính cách của tôn lão. Ý tứ của những lời này là, nếu như hôm nay động đến nghệ phong, vậy toàn bộ đế quốc chạm lam sẽ tiêu tan thành mây khói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 872, sắc mặt Hoàng đế chạm lam âm trầm bất định, ánh mắt đầy sát ý nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong không thèm để ý vẫn ngồi bình thản, tùy ý để ánh mắt của Hoàng đế chạm lam đâm vào người mình. Hừ, Hoàng đế chạm lam hừ một tiếng, mặc dù tận đáy lòng muốn lăng trì Nghệ Phong thành vạn miếng, thế nhưng đồng dạng cũng cố kỵ cơ nghiệp của Tổ Tông. Trong lòng Hoàng đế chạm lam thoáng do dự, nếu cho qua chuyện này há chẳng phải là quá dễ dàng. Hoàng đế chạm lam lại đưa ánh mắt nhìn về phía ba hoàng tử, trước kia khi nghe được tam hoàng tử và nghệ phong hợp tác, hắn cũng không có phản cảm quá lớn, thế nhưng lúc này lại hận không thể đồng thời trừng trị tam hoàng tử. Tam hoàng tử thấy ánh mắt của hoàng đế chạm lam, trong lòng hắn cũng có chút run rẩy. hắn chưa từng thấy hoàng đế chạm lam nhìn bọn hắn với ánh mắt sắc bén như vậy bao giờ. Trước kia mặc kệ hắn và tam vị đại ca hành động quá chớn như thế nào, dù sao cũng là huyết mạch của, hoàng đế chạm lam, hoàng đế vẫn phải một mắt nhắm một mắt mở. Thế nhưng lúc này hoàng đế lại hoàn toàn không che giấu sát ý trong mắt. Tam hoàng tử mơ hồ có chút hiểu ra, nghệ phong nhất định đã làm chuyện gì khiến hoàng đế chạm lam không thể chịu được, cho nên hắn cũng bị liên lụy. Hai người các ngươi tiến lên, hoàng đế chạm lam bỗng nhiên quay sang nói với hai vị hoàng tử, gà tam hoàng tử ra ngoài. Hắn cúi đầu nhặt ngọc tỷ trên mặt đất, hai vị hoàng tử thấy hoàng đế chạm lam làm như vậy, cố gắng kiềm chế biểu tình mừng rỡ của mình, từng bước run rẩy tiến về phía ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế chạm lam đưa mắt nhìn hai vị hoàng tử, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đại hoàng tử. Tôn lão thấy hoàng đế chạm lam làm như vậy, trong đáy lòng cũng mơ hồ có chút minh bạch. Hắn không khỏi nhớ tới câu nói của tần y, bất giác cười khổ. Hy vọng con quái vật tần gia trang sẽ không vì một câu nói của tần y mà thật sự xích mích với hoàng thất. Tôn lão không khỏi có chút đồng tình nhìn tam hoàng tử, nếu không phải nghệ phong gây ra mọi chuyện, khả năng lớn nhất ngôi vị hoàng đế có thể rơi vào trong tay hắn thế nhưng cho dù lúc này hoàng đế chạm lam không dám giết nghệ phong thế nhưng cũng tuyệt đối không để ngôi vị hoàng đế cho tam hoàng tử tam hoàng tử đồng dạng mơ hồ biết suy nghĩ của phụ hoàng hắn hắn thở dài tay len lén thỏ vào trong lòng rất nhanh trong cung điện rộng lớn lay động một mùi hương nhàn nhạt, nhạt mùi hương cũng không quá nồng trong cung điện ngoại trừ nghệ phong rất quen thuộc với mùi hương này căn bản cũng không ai phát giác ra phụ hoàng hai vị hoàng tử đi tới bên cạnh hoàng đế chạm lam, không người quỳ dạp xuống dưới gối hắn. Đứng lên đi, hoàng đế chạm lam càng có vẻ vô lực, hắn bình tĩnh liếc nhìn hai người, cầm ngọc tỷ trong tay lên. Long Minh, ta để, hoàng đế chạm lam còn chưa nói xong, trong lỗ mũi và con mắt hắn đã chảy xuống từng dòng máu đỏ tươi. Đại hoàng tử nhìn thấy hoàng đế chạm lam truyền ngôi vị hoàng đế cho mình, thế nhưng màn bất ngờ này khiến hắn hoảng hốt, hắn vội vàng ôm lấy hoàng đế chạm lam sắp ngã xuống, gấp giọng hô, phụ hoàng thế nhưng lúc này huyết dịch trong thất khổng của hoàng đế trạm lam giống như dòng nước không ngừng dũng mãnh tuôn ra tôn lão thấy thế cũng kinh hãi hắn phi thân đến bên cạnh hoàng đế trạm lam đưa tay sờ lên người hoàng đế trạm lam muốn điều tra tình huống thân thể hắn long minh người thật to gan người đâu bắt những tên loạn thần tặc tử này lại cho ta tam hoàng tử nhìn thấy màn này sắc mặt trở nên khó coi toàn thân nổi giận dị thường hắn quay ra bên ngoài hô lớn đại hoàng tử vừa kêu xong Toàn bộ thị vệ bên ngoài tuôn vào, nhìn thấy màn này khiến bọn họ kinh ngạc không thôi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ba người đứng bên cạnh Long ỉ, trong tay bọn họ còn có Hoàng đế Trạm Lam chảy máu mà chết, dáng dấp của Hoàng đế Trạm Lam vừa nhìn đã biết là không phải tử vong bình thường. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử đang nổi giận dị thường, đồng thời nhìn Đại hoàng tử đang sờ tay trên ngọc tỷ. Bọn họ mơ hồ suy đoán đến một loại khả năng, bắt ba tên loạn thần đặc tử hành thích vua lại cho ta. Tam hoàng tử nổi giận càng chứng minh suy đoán của bọn họ, tất cả đều kinh hãi chạy về phía ba vị hoàng tử. Tôn lão nhìn vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của những thị vệ vừa tiến đến, hắn biết ba người bọn họ có nhảy xuống họ ăn hà cũng không tẩy rửa hết được tội đồ này. Bởi vì lúc này bọn họ cách hoàng đế chạm lam gần nhất, tay của đại hoàng tử lại đang chạm vào ngọc tỷ trong tay hoàng đế chạm lam. Mà thảm trạng của hoàng đế chạm lam, vừa nhìn đã biết là bị người khác tàn sát. Tôn lão nhìn tam hoàng tử đang gào thét không thôi, hắn cười ha ha nói. Hay hay, thủ đoạn hay lắm, đại hoàng tử tựa hồ cũng hiểu ra, hắn nhìn những thị vệ đang lao tới, trong mắt cũng kinh hãi không thôi, không dám tin nhìn tam hoàng tử, hắn không phải kẻ ngu si, mơ hồ hiểu được quan hệ trong đó. Thế nhưng hắn không sao nghĩ ra, vì sao khi phụ hoàng vừa định truyền ngôi vị hoàng đế lại cho hắn, thất khiếu lại chảy máu mà chết. Ban đầu không có người nào tiếp xúc với hoàng đế chạm lam. Đi, tôn lão quay sang đại hoàng tử quát lớn, đấu khí trong cơ thể tăng vọt, lao tới hướng những thị vệ, những thị vệ này trong nháy mắt đã bị đánh chết tôn lão phản kháng càng chứng thực tội danh của bọn họ bắt những tên loạn thần tặc tử này lại thị vệ xông vào trong cung điện càng lúc càng nhiều mặc dù biết trước mặt có một tôn cấp cao thủ thế nhưng không có người nào lui về phía sau tất cả liều mang lao về phía ba người tôn lão tôn lão cười khổ không thôi liếc mắt nhìn nghệ phong đứng bên cạnh sắc mặt bình tĩnh dị thường hắn thở dài một hơi thế nhưng chỉ có thể dùng thực lực cường đại đẩy lui từng đội binh sĩ tôn lão biết rất rõ Lúc này hắn chỉ có thể phản kháng, màn vừa rồi khiến tất cả mọi người cho rằng ba người bọn hắn đã hành thích vua. Hắn không hy vọng xa vời có thể giải thích rõ ràng, huống chi nếu bọn họ thúc thủ chịu trói, Nghệ Phong và Tam hoàng tử còn có thể cho bọn hắn cơ hội giải thích sao? Đi, Tôn Lão kéo Đại hoàng tử đã bị hù dọa đến ngây người, đưa tay bước lui từng đám binh sĩ, mang theo Đại hoàng tử bay lên. Đồng thời, Tôn Lão cũng không quên lấy ngọc tỷ trong tay hoàng đế chạm lam. Màn này càng khiến đám thị vệ nổi giận dị thường điên cuồng lao về phía tôn lão tôn lão hiển nhiên không có ý tứ tranh đấu với những người này hắn bay lên trời bàn tay vung lên phía trên nóc đỉnh cung điện được mở ra lộ ra một cái động lớn sau đó hắn và đại hoàng tử chui vào trong đó biến mất không thấy tôn lão rời đi khiến đám thị vệ cũng không biết làm thế nào mặc dù có một hai vương cấp bay vút lên không trung đuổi theo thế nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của tôn cấp chỉ có điều cho dù là thực lực của tôn lão tôn cấp cũng không dám mạo hiểm cứu cả hai đại hoàng tử. Dù sao ở cấm địa hoàng cung, thực lực của hắn dù mạnh, nếu mang theo hai người, cũng sẽ suy giảm rất lớn. Nhị hoàng tử lưu lại rất nhanh đã bị thị vệ trói lại, áp giải tới trước mặt tam hoàng tử. Hừ, tam hoàng tử không chút nghĩ ngợi, lấy binh khí từ trong tay thị vệ, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhị hoàng tử, một đao bổ xuống đầu nhị hoàng tử. Mặc dù có một số thị vệ biết rõ như vậy là không hợp quy củ, thế nhưng không ai dám có dị nghị nào khác. Người đâu, truyền lệnh của ta, đi tịch biên nhà của những tên loạn thần tặc tử này lại, còn nữa, hạ lệnh truy sát, người lấy được đầu loạn thần tặc tử, phần thưởng trăm vạn kim tệ, phong công tước. Tam hoàng tử quát lớn, gió, nghệ phong nhìn nhị hoàng tử chết thảm trên mặt đất, lại nhìn hoàng đế chạm lam đồng dạng cũng chết thảm. Trong lòng cũng có chút hoảng hốt, sinh ra trong nhà đế vương, đã định trước là một loạt bi kịch. Nhìn thi thể của hoàng đế chạm lam, nhớ tới một hoàng đế uy nghiêm của quốc gia năm nào, thế nhưng bây giờ lại chết thê thảm như vậy, Nghệ Phong không khỏi có chút thổn thức. Nghệ Phong hít sâu một hơi, cố gắng xua đuổi suy nghĩ trong đầu, quay sang nói với Tam Hoàng Tử. Đi giải quyết thế lực tàn dư của đám loạn thần tặc tử này thôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 873, Nghệ Phong lại một lần nữa lĩnh hội sự tàn nhẫn của Tam Hoàng Tử, hắn cầm thánh long lệnh trong tay, rất nhanh đã nắm giữ toàn bộ Hoàng Cung hắn trực tiếp dẫn người sát nhập tẩm cung mẫu hậu của đại hoàng tử và nhị hoàng tử chém giết mẫu hậu của hai vị tử hoàng trước mặt mọi người cho dù là đám nha hoàn thái giám cũng không buông tha cho bất cứ người nào những phi tần vốn qua lại gần gũi với hai vị đế phi cũng không tránh thoát độc thủ của tam hoàng tử trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hoàng cung máu chảy thành sông cùng lúc đó tam hoàng tử lấy danh nghĩa tiêu diệt loạn thần tặc tử lục xét tịch biên toàn bộ phủ đệ của hai vị hoàng tử người nhà và người hầu của hai vị hoàng tử cũng không buông tha thế lực ban đầu của hai vị, hoàng tử ở đế đô bị hắn lật đổ hoàn toàn, toàn bộ đế đô đâu đâu cũng thấy máu chảy, không một ai dám tùy ý xuất môn, cho dù là tiếng khóc của trẻ nhỏ đều bị phụ mẫu lấy tay che miệng. Tiếng giết chóc tràn ngập toàn bộ đế đô, nghệ phong cũng không tham dự vào trong. Nhưng Kim Lâu lại mượn cơ hội này, không ngừng lớn mạnh, thế lực của hai vị hoàng tử bị nghệ phong từng chút nuốt chừng. Khi tam hoàng tử làm xong những giết chóc này, bắt đầu vơ vét tội danh của hai vị hoàng tử. Đương nhiên điều đầu tiên chính là hành thích vua, tam hoàng tử tuyên bố hoàng đế chạm lam truyền ngôi vị hoàng đế lại cho hắn, thánh chủ long chính là chứng cứ. Thế nhưng hai vị hoàng tử bất mãn, liên hợp với hoàng thất tôn lão, gây ra thảm kịch hành thích vua giết cha khiến nhân thần đều phẫn nộ. Đồng thời treo giải thưởng, chỉ cần có thể lấy đầu kẻ trộm, thu hồi ngọc tỷ, phần thưởng là trăm vạn kim tệ, phong công tước. Toàn bộ đế đồ bắt đầu từ ngày nào đó, cũng thay đổi bất ngờ, vua nào chiều thần ấy thế lực phân bố của toàn bộ đế đô hoàn toàn thay đổi thế lực vốn thâm căn cố đế rất nhanh bị thế gia hưng khởi thay thế đương nhiên là người hợp tác lớn nhất của tam hoàng tử kim lâu tựa hồ có nhiều lợi ích nhất từ đó không có một thế lực thế gia nào có thể so sánh với kim lâu tên tuổi của ám tử nữ vương tử âm và tam hoàng tử vang vọng toàn bộ đế đô nghệ phong không để ý chuyện của kim lâu tất cả những chuyện này đều là tử âm nắm giữ nghệ phong chỉ ở hoàng cung mỗi ngày nghe thủ hạ của tam hoàng tử đến bẩm báo với hắn tình huống mới nhất Siết chóc vẫn tiếp tục như trước tam hoàng tử cũng không có bất cứ che giấu nào với nghệ phong hỏi thăm tin tức của hoàng thất khi tam hoàng tử nổi trận lôi đình hắn thật sự không ngờ lực hiệu triệu của tôn lão lại lớn như vậy cầm ngọc tỷ trong tay lại có thể dẫn theo phân nửa lực lượng hoàng thất ra ngoài cho dù là nghệ phong cũng hiểu rõ phân nửa lực lượng của hoàng thất sẽ kinh khủng đến mức nào nghệ phong biết rất rõ ban đầu hoàng đế trạm lam nói muốn giết hắn là chuyện rất dễ dàng nếu không vì thánh chủ lệnh uy hiếp sợ rằng hắn đã chết từ lâu rồi nhưng luồng thế lực như vậy lại bị tôn lão mượn hiệu lực của ngọc tỷ dẫn đi làm sao không khiến hắn nổi trận lôi đình trong sự chờ đợi nghệ phong cuối cùng cũng có được tin tức của hộ quốc tông không có hộ quốc tông của hoàng đế trạm lam lúc này cũng nội loạn không thôi với thế lực dẫn đầu một phương của điệp vận du đối chọi với thế lực lâu đời sở hữu huyết thống hoàng thất các bên đều không chiếm được chỗ tốt sư tôn của điệp vận du và tông chủ đương nhiệm của hộ quốc tông đều lưỡng bại câu thương nghệ phong nghe người trong hoàng thất truyền đến tin tức của hộ quốc tông toàn thân hắn cũng căng cứng trong lòng thầm cầu khẩn cho điệp vận du đến cuối cùng khi nghệ phong nghe được điệp vận du phối hợp với một cường giả trong thế lực của nàng chém giết đối phương là một tôn cấp phân định thắng bại nghệ phong mới thở dài nhẹ nhõm nghệ phong cũng biết được vị tôn cấp này mất mạng rất kỳ quặc nghệ phong biết điệp vận du đã thi triển độc châm chỉ có độc châm mới có thể khiến người khác cảm thấy cái chết kỳ lạ như vậy. Bên thất bại cũng bỏ chạy, mặc dù Điệp Vận Du muốn lưu bọn họ lại, thế nhưng điều này có vẻ không khả thi. Trong thời gian ngắn, Điệp Vận Du tiếp nhận hộ quốc tông. Sau khi Nghệ Phong biết được những tin tức này, hắn cũng khẽ thở dài một hơi, một loạt kế hoạch này của hắn cuối cùng không mất đi hiệu lực, chỉ cần nàng an toàn, vậy là đủ rồi. Nhưng Tam Hoàng tử nghe xong mấy tin tức này lại kinh ngạc không thôi, hắn không hiểu hộ quốc tông luôn luôn hòa thuận cũng có nội đấu, trong lòng cũng đau đớn không thôi, mặc dù hoàng đế không thể nắm hộ quốc tông trong tay, thế nhưng dù sao đôi khi cũng có thể mượn trợ lực một phen. Lúc này hắn cần nhất là lực lượng tương trợ, nhưng điều khiến tam hoàng tử cảm thấy có chút an ủi chính là người. Tiếp nhận hộ quốc tông hiện tại là điệp vận du, có quan hệ vô cùng tốt với mẫu hậu hắn. Hắn cũng hơi thở vào nhẹ nhõm, mặc dù lúc này hộ quốc tông vì đang nội đấu, khả năng bang trợ hắn không lớn, thế nhưng cũng không ngáng chân sau của hắn. Khi Nghệ Phong nghe xong được tin tức của Điệp Vận Du, cuối cùng cũng rời khỏi Hoàng Cung, sau khi trở về báo tin bình an cho Tần Y, Mộng Nhiên và Tử Âm, hắn lại tới Thúy Lâm Các. Mặc dù đế đô lúc này giết chóc tràn ngập, thế nhưng Thúy Lâm Các vẫn an tĩnh như vậy. Nhưng khác với trước kia, Thúy Lâm Các đã không có người giám thị. Nghệ Phong biết rất rõ, sau khi Điệp Vận Du xử lý xong tất cả mọi chuyện trong tông môn, nhất định sẽ tới Thúy Lâm Các chờ hắn. Mặc dù Nghệ Phong đã biết tin Điệp Vận Du bình an, thế nhưng trong lòng lại không kìm được nỗi nhớ nàng. Nữ nhân này sợ là trong khoảng thời gian này đã phải chịu đựng rất nhiều gian khổ. Bạo loạn của đế đô vẫn rằng có hơn một tháng mới dần dần dẹp loạn. Kim lâu lúc này cũng lớn mạnh đến trình độ tột đỉnh. Điều khiến nghệ phong kinh ngạc chính là, thượng quan gia và nghệ gia vẫn tồn tại như trước. Nghệ gia nghệ phong ngược lại còn có chút minh bạch, tam hoàng tử giữ lại sợ là giao cho hắn xử lý. Dù sao nghệ gia lúc này, nghệ phong muốn tiêu diệt cũng rất dễ dàng thế nhưng thượng quan gia nghệ phong lại không rõ đến sau này nghệ phong mới biết được lúc đó khi tam hoàng tử bố cục xuất động thánh long lệch gia tộc thượng quan đã đứng bên tam hoàng tử sau này còn phối hợp với tam hoàng tử tiêu diệt thế lực vốn thuộc về hai vị hoàng tử vì vậy tam hoàng tử mới không động đến hắn nhưng cho dù tam hoàng tử không tiêu diệt hắn thế lực này vẫn ngâm nước hơn phân nửa cũng không có uy phong của tam đại thế gia ngày trước toàn bộ đế đô ngoại trừ thế gia lâu đời không tham dự tranh đấu thế ra còn lại ít nhiều đều phát sinh biến hóa địa vị. Thúy Lâm Các vẫn như trước chỉ có mấy thị nữ như A Tú, mấy thị nữ này dù sao cũng là tâm phúc của Điệp Vận Du, mọi người cũng không phải kẻ ngu dốt nhớ tới tin tức nghệ phong mang tới cho Điệp Vận Du trước kia, A Tú cũng minh bạch, đế đô thiên biến nhanh như vậy, nguyên nhân rất lớn chính là kế hoạch của nam nhân trước mặt. A Tú trước đây vẫn cảm thấy bất mãn khi thấy tiểu thư các nàng theo nghệ phong, bởi vì các nàng nghĩ tiểu thư là nhân vật như vậy, sao lại có thể đi theo nghệ phong. Thế nhưng sau khi Nghệ Phong làm những chuyện này, thái độ của đám người A Tú đối với Nghệ Phong cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn họ đã có thể cảm giác được Nghệ Phong đối với tiểu thư của các nàng rất tốt. Kế hoạch nghịch thiên như vậy, chỉ cần không cẩn thận là mất mạng, bất kể Nghệ Phong có năng lực thế nào, chỉ cần nguyện ý nỗ lực vì tiểu thư của các nàng, đều khiến các nàng kính trọng hắn thêm vài phần. Không giống với trước kia, khi Nghệ Phong bước vào Thúy Lâm Các, A Tú rất thực lòng bắt đầu hầu hạ Nghệ Phong, rất có ý tứ xem Nghệ Phong như thiếu gia nhà mình. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 874, Nghệ Phong ở Thúy Lâm các 7 ngày, không đánh đàn thì là chế thuốc. Đối với tu luyện Lăng Thần Quyết, Nghệ Phong đã không cần tu luyện. Tốc độ tu luyện của Lăng Thần Quyết không còn giống như trước đây, cho dù Nghệ Phong không cố ý tu luyện, nhưng thực lực cũng đề cao cực nhanh. Nghệ Phong mơ hồ chạm đến bình cảnh nhất giai, sợ là không bao lâu nữa có thể đột phá đến nhị giai. Về phần bình cảnh của nhiếp hồn sư, nghệ phong lại có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đã nằm ở đỉnh phong nhiếp hồn sư ngô tinh, thế nhưng vẫn không thể đột phá. Nghệ phong hỏi quái lão đầu, thế nhưng lão đầu căn bản không nói cho nghệ phong, vẫn chỉ dạy nền tảng nhiếp hồn thuật cho nghệ phong như trước. Nghệ phong chỉ có thể tự mình đột phá, thế nhưng lần nào cũng thất bại, điều này khiến nghệ phong cảm thấy mất lòng tin. Nghệ phong ở Thúy Lâm các bồn chán liền phát động phượng cầu hoàng, mấy thị nữ nghe nói liền đỏ mặt đỏ tía tai, cũng không dám hầu hạ nghệ phong lâu, tất cả đều mơ hồ tránh né nghệ phong. Khi nghệ phong tùy ý kích thích cầm huyền, một hương vị quen thuộc dũng mãnh hắn mũi. Trong lòng nghệ phong vui vẻ, vừa định quay đầu lại liền phát hiện bị một thân thể ôn hương nhu nhuyễn ôm chặt. Quay đầu nhìn điệp vận du, cảm thụ khí thức của nàng, vừa định mở miệng nói, đột nhiên bị điệp vận du chặn lại. Hôn ta, nghệ phong ngẩn ra, chỉ sợ là đối với yêu cầu như vậy, không có nam nhân nào có thể cự tuyệt. Nghệ phong ôm chặt điệp vận du, khí tức cũng có chút mê loạn hiển nhiên điệp vận du bị áp lực thật lâu phát ra tình cảm khiến nghệ phong có chút không chịu nổi nàng có vẻ cực kỳ mơ màng nhanh chóng kéo nghệ phong vào trong sự điên cuồng so với trước kia điệp vận du chưa bao giờ điên cuồng đến vậy nghệ phong có thể cảm giác được phía sau lưng hắn khẳng định có vết máu khi điệp vận du điên cuồng lên giống như muốn như kéo toàn thân nghệ phong dung nhập trong cơ thể nàng động tác chủ động và bá đạo khiến nghệ phong cực đủ hưởng thụ đồng thời lại có chút đau đớn Điệp Vận Du điên cuồng, trung quy cũng phải trả giá. Sau khi điên cuồng, nàng gần như không còn chút khí lực, giúp vào trong lòng Nghệ Phong không muốn nhúc nhích. Sau khi điên cuồng, trên mặt vẫn còn ửng độ, mị hoặc mà lại liêu nhân. Nghệ Phong nhìn nữ nhân đã khơi hỏa trong lòng, trung quy hắn không. Thể tự kiềm chế, cảm giác như vậy càng mạnh mẽ hơn trước kia. Điệp Vận Du nằm ở đó, Nghệ Phong cũng đã thiếu chút nữa bị đánh mất chính mình. Nghệ Phong thầm nghĩ may mắn là hắn, nếu là nam nhân khác nói, sợ là thật sự sẽ chết ở trên người điệp vận du mỹ thuật của nàng lại tinh tiến nghệ phong hiểu rất rõ điệp vận du có thể khiến hắn đã bước vào vương cấp cũng không chịu nổi vậy chỉ có một khả năng mỹ thuật của điệp vận du lại tinh tiến ừ hẳn là sắp đột phá trên mặt điệp vận du cũng lộ vẻ tươi cười sau khi đột phá nàng sẽ bước vào tôn giai khi đó nàng nắm hộ quốc tông trong tay mới không ai dám dị nghị nghệ phong nhẹ nhàng hôn một chút lên đôi môi mềm mại mọng đỏ của điệp vận du ta đã có chút không chịu nổi, nàng cũng không thể chờ ta một chút sao, thối, dáng đỏ điệp vận du từ bên tai ra điệp vận du lan rộng ra. Nàng nhớ tới sự điên cuồng vừa rồi cảm giác mặt nóng lợi hại. Nàng cũng thật sự không ngờ được vừa nhìn thấy nghệ phong, lại bạo phát lợi hại như thế. Thậm chí điệp vận du nghi ngờ, có phải bởi vì mỹ thuật của nàng đã đột phá hay không? Không thể chống đỡ, vậy về sau thành thật một chút. Điệp vận du không phải tiểu nữ sinh ngây ngô, tuy rằng sắc mặt nóng lên, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế, trắng mắt liếc Nghệ Phong một cái nói. Nghệ Phong cười ha ha hai tiếng, thấy người trong lòng còn điên cuồng. Như vậy, tất cả lo lắng trong lòng hắn đều thả xuống. Cảm ơn ngươi, Điệp Vận Du ghé vào ngực Nghệ Phong, chậm rãi nói. Nếu không phải Nghệ Phong giết Hoàng đế chạm lam, khiến áp lực Hoàng thất biến mất, nàng sợ là giữ nhiều lành ít. Nghệ Phong lắc đầu nói, nàng là nữ nhân của ta. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói những lời này, trên mặt nở rộ một nụ cười của tội nhân dùng một chút khí lực vừa khôi phục lại, ôm chặt Nghệ Phong. Hiện tại nàng có thể an tâm làm nữ nhân của ta hay không? Bỗng nhiên Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du nói, không còn Hoàng đế chạm lam, bọn họ cũng không cần e rè cái gì. Vẫn chưa được, Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong cau mày, nàng tiếp tục nói. Người biết tất cả lão già có huyết mạch hoàng thất trong của hộ quốc tông trốn đi đâu sao? Nghệ Phong thoáng nhíu mày nói, nghe nói là phía nam, và đám người tôn lão mang đi, hợp cùng với thế lực hoàng thất. Điệp Vận Du gật đầu một cái nói, có lẽ ngươi không biết, lúc này đế quốc Trạm Lam đã phân thành hai. Đại Hoàng tử mượn Ngọc Tỷ, dựa vào tôn lão và một thế lực hộ quốc tông khác, chiếm đóng phía Nam. Ha ha, ngay từ đầu chúng ta đã quá xem thường hắn. Tuy rằng kế hoạch của các ngươi không chê vào đâu được, nhưng lại coi thường lực ảnh hưởng của đám lão già huyết mạch. Hoàng thất này cùng với tác dụng của Ngọc Tỷ, Đại Hoàng tử ở phía Nam có triều đình nhỏ, mấy ngày nay Nghệ Phong vẫn ở trong túy lâm các, thật không biết những điều này. Điệp Vận Du gật đầu, hiện tại, đế quốc Trạm Lam đã bị Đại Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử chia cắt. Một người chiếm đóng phương Bắc, một người chiếm đóng phía Nam, lúc trước dù sao tôn giả cũng là thân tín được Hoàng đế Trạm Lam tín nhiệm nhất. Có hắn, có Ngọc Tỷ, còn được lão gia huyết mạch Hoàng thất này trợ giúp. Thành trì phía Nam dưới sự cưỡng bức dụ dỗ này, đều thần phục Đại Hoàng Tử. Càng có chiêu bài thảo phạt Tam Hoàng Tử, nghệ phong nhân mày, thật sự không ngờ được chuyện sẽ phát triển trở thành như vậy nhiều ánh mắt nhìn hoàng đế chạm lam chết ở trong lòng bọn họ, cũng sẽ có người tin. Ha ha, tranh đấu trong hoàng thất, kỳ thật chân tướng cũng không quan trọng, quan trọng chỉ là một cái cớ mà thôi. Người có lực lượng tuyệt đối, vậy tất cả những điều ngươi nói đều là chân lý. Điệp Vận Du mỉm cười nói, nghệ phong gật đầu, chuyện đế quốc chạm lam phân thành hai, vậy để tam hoàng tử quan tâm đi thôi. Cái đó và chúng ta không có quan hệ quá lớn, Điệp Vận Du lắc đầu nói, ta vừa tiếp nhận hộ quốc tông, rất nhiều chuyện cần xử lý. cuống chi lúc này nếu tam hoàng tử không có ta hỗ trợ, sợ là không ngăn cản được sự tấn công của đám người đại hoàng tử. Nếu bọn họ tiêu diệt tam hoàng tử, người kế tiếp chính là ta. Cho nên ta phải hoàn toàn nắm hộ quốc tông trong tay trước, cũng phải bảo vệ chính quyền của tam hoàng tử. Điều đó và chuyện chúng ta quang minh chính đại ở cùng nhau thì có quan hệ gì? Nghệ Phong không hiểu, Điệp Vận Du Trắng mắt lườm Nghệ Phong một cái nói. Sao người biến thành ngu ngốc như vậy? Nếu tất cả mọi người biết ta và ngươi cùng một chỗ, vậy cái chết của Hoàng đế Trạm Lam đáng để suy nghĩ. Khẳng định bọn họ có thể nghĩ ra là ta và ngươi còn có Tam Hoàng tử liên kết thực hiện. Cho dù ta và Tam Hoàng tử cũng không nhất định có thể ngăn chặn Hoàng thất và Hộ Quốc Tông từng trung thành và tận tâm với Hoàng đế Trạm Lam. Tất cả điều này đều phải có thời gian. Nghệ Phong nghe Điệp Vận Du nói như vậy, hắn mới chợt hiểu ra, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Nhưng tôn lão cũng biết, nàng không sợ hắn công bố ra, ta hiểu rất rõ về tôn lão, có chút ngu chung. Cho dù hoàng đế chạm lam đã chết, hắn cũng sẽ bảo vệ thanh danh của hắn, sẽ không nói ra ngoài. Cho dù nói ra, cũng muốn có người tin mới được. Điệp vận du đối với cái này vẫn khá tự tin, nghệ phong nhớ tới cách làm việc của tôn lão, ngược thật sự rất ngu chung. Trước khi hoàng đế chạm lam chết truyền ngôi vị hoàng đế cho đại hoàng tử, hắn cũng vẫn trợ giúp đại hoàng tử đoạt lại được tất cả những gì hắn sở hữu ha ha, thật ra tam hoàng tử cũng đủ khiến hắn đau đầu. Nghệ Phong nghĩ ra đế quốc trạm lam phân thành hai, hắn không khỏi nở nụ cười, nghĩ đến hiện tại tam hoàng tử hẳn đang đau đầu khác thường. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. mươi 875, Điệp Vận Du cũng không ở Thúy Lâm Các quá lâu, nếu không phải muốn gặp Nghệ Phong, nàng căn bản không có thời gian tới Thúy Lâm Các cho nên sau khi điệp vận du và nghệ phong ở thúy lâm các một đêm điệp vận du lại lần nữa rời khỏi hộ quốc tông vừa hết nội loạn còn có một đống những chuyện chờ nàng xử lý quan trọng nhất nàng có thể đột phá chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn chặn đám người vẫn còn đang dục dịch trong hộ quốc tông này sau khi nghệ phong biết điệp vận du an toàn hắn cũng rời khỏi thúy lâm các đế đô trải qua thời gian tu dưỡng lại khôi phục vẻ phồn hoa trước kia đối với bình dân mà nói chỉ cần cuộc sống hàng ngày tốt đẹp ai làm hoàng đế cũng giống nhau. Duy độc còn chịu ảnh hưởng chính là đám quý tộc, bọn họ được tam hoàng tử cho biết, hoàng đế chạm lam đã cho hạ độc bọn họ. Tam hoàng tử tuyên bố hắn đã ở hoàng cung đã tìm được giải dược cần thiết. Mượn dụ hoặc của giải dược, đám quý tộc này cũng bắt đầu cố gắng hết sức phối hợp với am hoàng tử. Lúc này quý tộc đế đô lại đều muốn làm hết phận sự và đoàn kết hơn so với bất kỳ một thời kỳ nào trước kia. Đế đô cũng từ từ đi vào quy đạo, tam hoàng tử có được nửa đế quốc chạm lam, tại đây vài quý tộc không có lối thoát, dưới sự trợ giúp, cũng bắt đầu từ từ vận chuyển lên. Bởi vì hoàng đế chạm lam chết mà có vài cơ quan quốc gia bị tê liệt, đã dần dần khôi phục lại bình thường. Về điểm này, tam hoàng tử chiếm được ưu thế lớn hơn rất nhiều so với đại hoàng tử ở phía nam. Có lẽ hoàng đế chạm lam vĩnh viễn không tưởng tượng được, bố cục lúc ấy của hắn sẽ có lợi cho tam hoàng tử. Sau khi bắc đế quốc Trạm lam bước vào quỹ đạo, rốt cuộc tam hoàng tử bắt đầu đăng cơ, quốc hiệu, thiên thống. Ngô ý đế quốc trạm làm chắc chắn thống nhất, loạn thần tặc tử chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Mà hắn tự xưng Long Thiên đại đế, khi Tam hoàng tử đăng cơ nghệ phong cũng không đến, mà kêu tử âm tới chào. Lúc này, Tử Âm ở đế đô, ngoài Tam hoàng tử ra, đã không ai có thể ngăn được nàng. Mơ hồ có người gọi nàng là Điệp Vận Du thứ hai. Dung mạo của nàng đặc biệt không thua Điệp Vận Du, khiến mọi người đặt nàng song song với Điệp Vận Du thành hai nữ vương đế đô. Điệp Vận Du nắm hộ quốc tông trong tay, trong đó cao thủ đếm không hết. Khẽ dậm chân một cái cũng có thể khiến cả đế đô chấn động vài cái. Tử âm nắm kim lâu trong tay, tuy rằng cao thủ không nhiều bằng hộ quốc tông, nhưng thế lực lại lan rộng khắp đế đô. Nếu nàng muốn nháo, một lát sau có thể khiến đế đô lâm vào cảnh bạo loạn. Đương nhiên những điều đó cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất đứng phía sau hắn cũng là một đế quân nghệ phong. Có lẽ đám người bọn họ không biết hàm nghĩa đại biểu cho đế quân, nhưng một vài người thông minh mơ hồ suy đoán được nghệ phong được gọi là đế quân lực uy hiếp cũng không thấp hơn đế vương chân chính đồng thời hai tồn tại khổng lồ này cũng khiến mọi người thông cảm với tam hoàng tử dù sao không có một đế vương nào nguyện ý mình để ngay dưới mắt mình một thế lực có được khả năng chống lại mình sau khi tam hoàng tử đăng cơ không lâu đổi tên thành long thiên đại đế chính phủ phía nam cũng được thành lập đại hoàng tử đăng cơ được gọi là long minh đại đế trong khoảng thời gian ngắn Toàn bộ đế quốc Trạm Lam đều nghị luận, đồng thời đế quốc Trạm Lam phân chia, cũng chấn động đến mấy đế quốc xung quanh đại lục. Đế quốc Trạm Lam cũng thành đề tài đứng đầu đại lục. Mà hai vị đại đế là diễn viên, lại giống như cái gì cũng không biết. Mỗi ngày đều là ngoan cố với sự thống trị của bọn họ. Giữa hai bên lại không hề phát sinh một chút ma sát nào. Điều này khiến tất cả chờ đợi nhìn người hai bên tranh đấu để mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên tuy rằng bình tĩnh như thế, nhưng tất cả mọi người hiểu được đây chỉ là bình yên trước cơn bão sợ là không bao lâu nữa khi hai người nắm thủ đô đế quốc trong tay quá ngoan cố khi đó sợ là sẽ tranh đấu không ngừng mà một trong những diễn viên một tay thúc đẩy tất cả điều này là nghệ phong lúc này lại đứng ở phủ đệ của nghệ phong ôm tần y quá nhàn nhã thong thả dường như tất cả điều này không liên quan đến hắn tần y đối với bộ dạng như không liên quan không thể chạm tới của nghệ phong nàng chỉ có thể không ngừng cười khổ sau khi tần y nghe được tin tức của một đám người kia liền hiểu được nghệ phong đóng vai trò gì trong đó toàn bộ tâm nàng đều bị kéo lên, những thiết kế liên tiếp này, không cẩn thận chính là tử cục của bản thân. Dù sao mưu sát một đế vương, tưởng tượng cũng có thể thấy được sự nguy hiểm đáng sợ trong đó. Về sau không nên làm những chuyện như vậy nữa, ta cũng không dám nói cho mộng nhiên biết, bằng không tiểu ni tử kia có thể bị hù chết. Tần y có chút oán trách nói, nghệ phong mỉm cười nói, không phải đã thành công sao, tần y tráng liếc mắt nghệ phong một cái, ngay lập tức có chút bất đắc dĩ nói thật không rõ vì sao đệ phải mạo hiểm như vậy, điểm này không giống đệ, chẳng lẽ đệ thật sự chỉ vì muốn mở rộng thế lực của Kim Lâu thôi sao? Nghệ Phong cười ha ha, tất nhiên hắn không dám nói cho Tần Y, hắn làm vậy là vì điệp vận du. Bằng không cho dù với tính cách của Tần Y, sợ là cũng sẽ không còn thái độ hòa nhã với Nghệ Phong nữa. Tam Hoàng Tử là huynh đệ kết nghĩa của ta, ta không giúp hắn thì giúp ai? Nghệ Phong tùy ý tìm một lý do, Tần Y trắng mắt nhìn, Thế giới này không ai ở cùng một chỗ với Đệ Lâu bằng ta. Đệ là người nào ta còn không rõ ràng sao? Nếu Đệ thật sự muốn trợ giúp Tam hoàng tử như vậy, hiện tại sẽ không mặc kệ chuyện đế quốc Trạm Lam bị phân chia. Huống chi nếu Đệ ra tay, muốn giúp Tam hoàng tử thống nhất toàn bộ đế quốc, thời gian cũng sẽ ngắn lại rất nhiều. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, tuy rằng ta được gọi là một tà đế, nhưng là một tướng không quân. Ta muốn giúp cũng giúp không được, huống chi nếu Tam hoàng tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế, vậy vẫn là chờ chết. Vậy chẳng phải không có một chút thú vị gì sao? Chuyện thống nhất đế quốc, coi như là tăng thêm chút thú vị cho thanh danh của hắn đi. Tần y thấy nghệ phong cả vú lấp miệng em như vậy, nàng mỉm cười hai tiếng. Chuyện mà ngay cả nàng cũng không nói, vậy chắc hỏi thế nào nghệ phong cũng sẽ không nói. Để tính xử lý chuyện nghệ ra thế nào, tần y bất đắc dĩ hỏi. Lúc trước khi nghệ ra đầu nhập vào đại hoàng tử, dựa theo bản tính của tam hoàng tử, sợ là đã sớm tiêu diệt hắn, nhưng lại không thể không để ý tới cảm xúc Nghệ Phong, cho nên tuy rằng chèn ép Nghệ gia rất lợi hại, nhưng lại không có ý tiêu diệt. Hẳn là lưu lại cho Nghệ Phong chờ hắn xử lý. Nghệ Phong nghe Tần Y hỏi như vậy, hắn cũng không rõ mình nghĩ cái gì, bỗng nhiên hắn nhìn Tần Y nói: "Hiện tại Nghệ Khải Mạc đã ở Nghệ phủ sao? Tiểu Di đang ở đó." Tần Y nói, Nghệ Phong nghe mẫu thân hắn đang ở Nghệ gia, hắn hừ một tiếng nói: "Bọn họ thực có ý tưởng tốt, chẳng lẽ cho rằng ta không dám tiêu diệt bọn họ hay sao?" Tần y nở nụ cười. Được rồi, đệ không cần phải giả vờ hung ác. Đệ là người thế nào ta còn không rõ ràng sao. Đệ không hạ thủ được. Tần y thấy nghệ phong không quyết, nàng mở miệng nói hộ. Nghệ phong quay đầu đi chỗ khác, không muốn đưa củ khoai lang nóng bỏng tay này cho tần y. Tần y thấy nghệ phong như vậy, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ cũng biết nghệ phong sẽ làm như vậy. Tuy nhiên nếu chỉ cần nghệ phủ hắn còn dễ nói, nhưng nghệ ra phóng ra một tin tức, khiến nàng không thể không nói với nghệ phong nghệ gia công bố gia chủ tiếp theo, tần y nói, nghệ phong cười lạnh một tiếng nói, cũng sắp bị diệt, còn có tâm tư công bố gia chủ tiếp theo, bọn họ thật sự quá nhàn rỗi. Chính bởi vì sắp bị diệt, bọn họ mới công bố gia chủ tiếp theo, chính là muốn bảo vệ cái mạng của bọn họ. Tần y mỉm cười nói, nghệ phong sừng sốt, có chút không hiểu nhìn tần y. Tần y mỉm cười nói, gia chủ tiếp theo là nghệ lưu, nghệ phong ngẩn ra, ngay lập tức nghệ phong phẫn nộ cười ngược. Tốt, tốt cho một nghệ gia. Bọn họ tính toán rất tốt. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 876, nghệ phong thật sự không ngờ được nghệ gia tự bảo vệ mình, đã đẩy nghệ lưu về phía đầu sóng miệng gió. Trong lòng nghệ phong bắt đầu cảm thấy tức giận dâng trào. Không thể tưởng tượng được nghệ gia của mình lại máu lạnh tới mức này. Nghệ lưu làm gia chủ tiếp theo. Nếu tam hoàng tử động đến nghệ gia, vậy tuyệt đối không có khả năng buông tha nghệ lưu. Bọn họ làm vậy là dùng nghệ lưu làm tấm mộc đẩy nghệ lưu tới trước mũi giáo. Tần y thấy nghệ phong nổi giận, nàng cũng biết nghệ gia làm như vậy sẽ chỉ càng làm nghệ phong thêm phản cảm. Tần y nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nổi đầy gân xanh vì tức giận của nghệ phong, ôn nhu nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên đệ lĩnh hội được sự máu lạnh của nghệ gia, không cần quá tức giận như vậy. Nghệ phong hít một hơi thật sâu, hừ một tiếng nói. Bọn họ thật sự tưởng rằng để nghệ lưu làm tấm mộc, Ta sẽ không diệt được bọn họ sao? Cách làm này của Nghệ gia khiến Nghệ Phong bắt đầu cảm thấy tâm tình đổi ngược. Nếu hắn muốn thu thập Nghệ gia, chẳng lẽ còn không thể bảo vệ Nghệ Lưu sao? Tần Y vỗ ngực Nghệ Phong, muốn Nghệ Phong bớt tức giận. Tuy rằng Nghệ Lưu bị đẩy tới trước mũi kiếm, nhưng dù sao cũng nhận được trước gia chủ. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, cho dù Nghệ Lưu là gia chủ, cũng chỉ là một con rối mà thôi. Đại ca chấp nhận sự sắp xếp của bọn họ, Tần Y gật đầu một cái, nhìn Nghệ Phong nói: hiện tại nghệ lưu đang ở trong phủ đệ có muốn ta gọi hắn qua hay không nghệ phong lắc đầu nói chúng ta đi gặp hắn đi ta đoán lúc này hắn cũng thất vọng đau khổ tần y thấy nghệ phong nói như thế cũng không có gì nghị nàng cùng nghệ phong dắt tay cùng nhau đến gặp nghệ lưu nhị đệ nghệ lưu thấy nghệ phong xuất hiện trong phòng hắn hắn đứng dậy có chút chua xót gọi một tiếng nghệ phong không nói thêm gì đi về phía trước vỗ hai bờ vai nghệ lưu chỉ vào ghế nói ngồi đi Tần y pha cha cho hai người, đặt một ly trước mặt nghệ lưu hiện đã có chút tiểu tủy. Uống một ngụm trà giải khát rồi nói sau, nghệ lưu lắc đầu, quay đầu nhìn về phía nghệ phong nói. Nhị đệ chuẩn bị làm như thế nào? Nghệ phong không trả lời, mà nhìn nghệ lưu nói. Nếu đại ca không muốn nhận chức gia chủ này, ta lập tức có thể giúp đại ca từ chối. Nghệ lưu lắc đầu nói, nhận hay không nhận cũng giống nhau, chẳng lẽ ta không nhận, trong lòng có thể sống dễ chịu hơn một chút sao? Chuyện bọn họ đã làm đến nước này. Huống chi, cho dù bọn họ máu lạnh, dù sao ta cũng là người của nghệ gia. Nghệ Phong nghe nghệ lưu nói như vậy, hắn nói. Nghệ gia bọn họ không quan tâm tới đại ca, chẳng qua đại ca chỉ có tác dụng là tấm mộc thôi sao. Ta biết, nhưng còn huyết mạch này có thể bỏ qua được sao. Nhị đệ, nhị đệ không cần làm bộ dạng máu lạnh như vậy. Nếu nhị đệ thật sự phải dẫn người đi diệt nghệ gia, nhị đệ hạ thủ được không? Nghệ lưu nhìn thẳng vào nghệ phong, thật lâu sau hắn thản nhiên nói chúng ta là cùng một loại người, máu lạnh trong máu nghệ ra, cũng không chảy trên người chúng ta. Nghệ Phong nghe nghệ lưu nói như vậy, ngược lại hắn có chút thư giãn, đúng vậy. Thật sự muốn hắn đi diệt nghệ ra, trung quy hắn không thể làm được. Vậy cần gì phải dối dám chứ? Chỉ là, chuyện bọn họ để nghệ lưu làm tấm mộc, vẫn khiến nghệ Phong không áp chế được tức giận trong lòng. Vậy đại ca cam tâm làm một con rối gia chủ chịu sự khống chế của bọn họ sao? Nghệ Phong thản nhiên hỏi. Nghệ Lưu nói, Ta vốn ở nghệ gia cũng không được đãi ngộ mấy, chẳng lẽ nhị đệ còn cho rằng ta thật sự có thể nắm được nghệ gia trong tay sao?" Nghệ Phong hừ một tiếng nói, "Nếu bọn họ dựng đại ca làm gia chủ, vậy phải có tâm lý sẽ bị ngươi nắm trong tay." Trong ánh mắt nghi hoặc của Nghệ Lưu, Nghệ Phong nhìn Nghệ Lưu nói, "Khi đại ca trở về dẫn lục sát và cuồng hổ theo, nói bọn họ phái một đội tinh anh ở Kim Lâu tới cho đại ca. Đại ca nói cho lão gia hỏa nghệ gia kia biết, ta mặc kệ hắn có chủ ý gì, nếu nghệ gia muốn sinh tồn, ta nhận định gia chủ là đại ca. Nhị đệ, đệ, con mắt nghệ lưu mở lớn nhìn nghệ phong, nghệ phong thản nhiên nói, ta tin tưởng lão gia hỏa kia sẽ biết lựa chọn, sau khi đại ca trở về liền tiếp nhận nghệ gia, có ai ngăn cản đại ca, đại ca cũng không cần khách khí. Nếu đại ca không hạ thủ được, kêu lục sát làm. Hắn rất hứng thú đối với việc giết người, ngược lại ta muốn nhìn xem, còn ai dám để đại ca làm con dối. Nhị đệ, cần gì phải làm vậy? Nghệ lưu cười khổ nói, nghệ phong lắc đầu nói ta chỉ có một người là đại ca ta không thể trơ mắt nhìn đại ca làm con dối nhưng dù sao đó cũng là huyết mạch của nghệ gia nghệ lưu cười khổ nói nghệ phong thản nhiên nói cho nên bọn họ chỉ cần nghe lời ta bảo đảm cả đời bọn họ phú quý nếu bọn họ căn bản không xem đại ca là gia chủ chỉ là tấm mộc mà thôi giữ bọn họ lại cũng vô dụng ta tin tưởng bọn họ sẽ có lựa chọn nghệ lưu nghe nghệ phong nói như vậy hắn thở dài một hơi cũng không tiếp tục nói cái gì. Nghệ gia thật sự khiến lòng hai huynh đệ bọn họ lạnh giá. Nếu bọn họ thật sự ngăn cản, đó thật sự là tự nhận hậu quả. Bọn họ bây giờ, vinh hoa phú quý đều là hy vọng rất xa vời. Nghệ phong có thể đưa ra lời hứa hẹn này, chứng tỏ trong lòng hắn không quên được huyết mạch nghệ gia. Đại ca, đại ca có thiên phú, cũng có trí tuệ, nhưng lại thiếu một phần tàn nhẫn. Nếu đại ca tàn nhẫn hơn một chút, ta nghĩ đại ca sẽ có thành tựu lớn hơn nữa. Bỗng nhiên Nghệ Phong nói với Nghệ Lưu, Nghệ Lưu lắc đầu nói, trước kia đệ nói là đệ theo đuổi tử túy kim mê phong hoa tuyết nguyệt. Đó chưa từng không là mục đích ta theo đuổi, ta cũng chỉ muốn ăn chơi chắc táng mà thôi. Nghệ Phong nở nụ cười, cho dù đại ca muốn tử túy kim mê, cũng cần phải có tiền vốn. Với đại ca trước kia, chỉ có thể ở tử túy kim mê ở mạc thành nho nhỏ. Đại ca dám đến đế đô đến tử túy kim mê sao? Ta và đại ca lại khác nhau, với ta hiện nay, cho dù đi cướp đoạt dân nữ, thậm chí thiên kim quý tộc cũng không ai dám nói gì. đây là tiền vốn để ta tử túy kim mê nghệ lưu nghe nghệ phong nói, trắng mắt nhìn nhưng không thể không thừa nhận quả thật nghệ phong có khả năng này nhưng nếu hắn đi làm có thể bị loạn côn đánh chết. nghệ phong vỗ vỗ bờ vai nghệ lưu nói, đừng được chăng hay chớ giống như trước kia cố gắng khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ. gia chủ quản lý nghệ gia truyền cho đại ca là phiêu lưu cũng cơ hội phiêu lưu ta chống đỡ cho đại ca. Nhưng cơ hội lại phải do chính Đại Ca tìm. Nghệ Lưu không rõ vì sao Nghệ Phong đột nhiên nói với hắn những lời như vậy, hắn nghi hoặc liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, vẫn gật đầu. "Được rồi, Đại Ca đi tìm Cuồng Hổ và Lục Sát đi, nếu việc không dễ làm, bảo Lục Sát đi làm." Nghệ Phong vỗ vỗ Nghệ Lưu bờ vai nói. "Ừ." Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong nói như vậy, tuy rằng hắn còn là có chút nghi hoặc về những điều Nghệ Phong đã nói, nhưng cắn răng tiếp nhận đề nghị của Nghệ Phong. Tần Y thấy Nghệ Lưu rời khỏi nàng rất nghi hoặc hỏi nghệ phong nói sao đệ đột nhiên nói với nghệ lưu nghiêm túc như vậy dường như bảo hắn không ngừng phát triển thế lực vậy nghệ phong mỉm cười nói đế đô bây giờ đã có hai nghệ phủ ta cảm thấy có một cũng đã đủ rồi tần y sửng sốt ngay lập tức nhìn nghệ phong kinh ngạc nói đệ muốn đưa phủ đệ này cho nghệ lưu quản lý nghệ phong gật đầu một cái nói để xem hắn có bản lĩnh này hay không ta chỉ có một đại ca như vậy không để cho hắn còn có thể cho ai Nghệ Phong hiểu rất rõ, từ khi hắn trở thành tà đế, thậm chí ngay từ giây phút nhận địa vị thánh địa đặc biệt kia, đã định trước không thể đứng lâu dài ở đế đô. Tương lai, nghệ phủ thậm chí kim lâu, đúng là vẫn giao vào trong tay nghệ lưu. Tần y thấy nghệ phong có tính toán như vậy, cũng hiểu được vì sao. Nghệ phong nhất định phải giúp đỡ nghệ lưu nắm nghệ ra trong tay. Chính là vì để tương lai hắn tiếp nhận nghệ phủ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 877, có lục sát và cuồng hổ trợ giúp, nghệ lưu nhanh chóng nắm giữa. Tuy rằng người nghệ gia không cam lòng, nhưng sau khi lục sát tàn sát mấy người, rốt cuộc bọn họ cũng thu liếm tâm tư muốn dục dịch của mình, trơ mắt nhìn nghệ lưu bắt đầu hợp nhất nghệ gia. Nghệ lưu có nghệ phong làm hậu thuẫn, bọn họ không phản kháng được, cũng không thể phản kháng. Nghệ gia rõ ràng nghe được nghệ phong kêu nghệ lưu nói cho bọn họ biết, hoặc là hưởng một đời vinh hoa phú quý, hoặc là sẽ chết. Mặc kệ bọn họ lựa chọn thế nào, đều phải rời xa trung tâm quyền lực. Có lẽ ngoài Nghệ Phong ra, người duy nhất cao hứng là Nghệ Khải Mạc phụ thân của Nghệ Lưu. Mặc dù hắn cũng không hề có quyền lực, nhưng dù sao gia chủ cũng là con hắn. Dường như Nghệ Lưu nhớ rõ lời Nghệ Phong nói, không phân chia chút quyền lực nào cho con cháu trực hệ của Nghệ gia, cho dù sử dụng họ khác để quản lý, cũng tuyệt đối không dùng con cháu trực hệ Nghệ gia. Nghệ gia thấy cách làm của Nghệ Lưu, bọn họ cũng hoàn toàn hết hy vọng. Nghệ Lưu làm vậy là hoàn toàn tước bỏ quyền lực của bọn họ sợ là về sau bọn họ có thể hưởng thụ thật sự chỉ là vinh hoa phú quý mà thôi tuy rằng nghệ lưu quản lý gia tộc cũng khá trúc chắc nhưng có thêm lục sát và cuồng hổ trợ giúp cũng dần dần đi vào quỹ đạo trong nghệ gia rốt cuộc nghệ lưu đã làm được nói một không hai hắn đã hoàn toàn nắm nghệ gia trong tay nghệ phong nghe cuồng hổ báo cáo trong lòng cũng cao hứng không thôi nghệ lưu có khả năng hơn so với sự tưởng tượng của hắn hắn cũng không là người ngu dốt đại đế quốc phân thành hai yên tĩnh một cách khác thường Nghệ Phong làm xong tất cả, cũng hoàn toàn trở nên nhàn nhã. Mỗi ngày ngoài việc đến quái lão nhân học tập nhiếp hồn thuật ra, chính là ở cùng Tần Y và Liễu Mộng Nhiên. Thậm chí chuyện phủ đệ cũng giao cả cho Tần Y, khiến Tần Y hờn dỗi không thôi, nhưng lại quản lý rất rõ ràng. Đế quốc Trạm Lam biến đổi rất nhanh, cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến học viện Trạm Lam. Ngoài việc học sinh học viện nghị luận lẫn nhau ra, còn lại tất cả đều bình thường quái lão nhân dường như cũng không biết gì mỗi ngày chỉ để ý truyền thụ cho nghệ phong về tri thức nhiếp hồn thuật điều này khiến nghệ phong không thể không cảm thán học viện trạm lam thật sự đã thoát khỏi đế quốc trạm lam nghệ phong mơ hồ có thể cảm giác được quái lão nhân có chút nóng vội tri thức truyền thụ nhiếp hồn thuật của nghệ phong cũng dần dần cao thâm hơn nghệ phong không rõ vì sao nhưng trong lòng đã có chút cao hứng dù sao học về cơ sở lâu như vậy nghệ phong cũng có chút mệt mỏi ngày mai ngươi không cần đến nữa một ngày sau khi quái lão nhân dạy nghệ phong xong, hắn bỗng nhiên nói. Nghệ phong ngẩn ra, ngay lập tức kinh ngạc hỏi. Vì sao, ngài có việc, quái lão nhân gật đầu một cái nói. Liễu nhiên lão gia hỏa kia nói rất đúng. Nhìn trước ngó sau sợ là một người cũng không thể đột phá được. Còn không bằng đọ sức một phen. Trong lòng nghệ phong kinh ngạc nói. Có nguy hiểm tới tính mạng sao? Quái lão nhân cười khổ một tiếng nói. Tới trình độ như chúng ta, nếu muốn đột phá cực hạn. Chỉ có cầu phú quý trong nguy hiểm. Nghệ Phong nghe quái lão nhân nói, hắn cũng hiểu ra một chút. Tuy nhiên hắn nghĩ ra một điều nói, ngài không phải nói, chờ sau khi yêu ngọc trưởng thành, máu của nó có thể trợ giúp ngài đột phá mà. Quái lão nhân lắc đầu nói, yêu hồn long xà quả thật có thể trợ giúp ta, nhưng nếu muốn đợi nó trưởng thành, không biết phải chờ bao lâu, thời gian trăm năm đối với những thánh thú mà nói chỉ là trong nháy mắt, nhưng chúng ta lại chờ không nổi. Nghệ Phong khẽ gật đầu, ai biết khi nào yêu ngọc mới có thể trưởng thành. Đối với yêu ngọc thần bí mà nói, thời gian để nó trưởng thành nhất định cực lâu. Nghệ Phong không khỏi sờ sờ, yêu ngọc vẫn đang ngủ say trong lòng. Đối với vật nhỏ này Nghệ Phong cảm thấy hết sức cảm kích. Về sau người phải thường lấy máu của yêu ngọc, như vậy có thể khiến nó tiến hóa nhanh hơn. Hơn nữa máu yêu ngọc long xà cũng một loại thánh dược. Mặc dù nó còn vị thành niên, nhưng cũng bảo vật hiếm có. Quái lão nhân nói, Nghệ Phong gật đầu một cái hỏi, vậy ngài chuẩn bị đi đâu? Quái lão nhân thản nhiên nói, Chỗ giao giữa đế quốc Trạm Lam và đế quốc Thiên Long có một cấm. Địa rộng tới mấy vạn dặm, nơi này là thiên đường của nhiếp hồn sư, cũng là địa vực của nhiếp hồn sư. Ngài muốn nói chính là làm mị cốc huyết sắc thiên đường. Nghệ phong kinh hãi kêu lên thành tiếng, không sai, đây lựa chọn cuối cùng của ta. Quái lão nhân thản nhiên nói, nghệ phong hít một hơi thật sâu, huyết sắc thiên đường kia là nơi gần như chỉ nghe thấy đã biến sắc. Nơi đó khắp nơi đều là linh và mị, ở trong đó có thể có ma thú sống, không có một con nào là đê dai. Ở bên trong mỹ cốc, mỗi ngày đều có vô số linh mị cùng chém giết với ma thú. Cũng bởi vì như vậy, nơi này có linh khí thiên địa nồng hậu đến mức đáng sợ. Càng vào sâu bên trong, càng nồng hậu, đây cũng lý do vì sao nó được gọi là huyết sắc thiên đường. Nơi đó là thiên đường của tu luyện giả, cũng cũng là cấm địa máu chảy thành sông. So với khủng cụ xâm lâm, nơi đây càng khiến người ta hoảng sợ. Ít nhất tiến vào nơi sâu nhất trong khủng cụ xâm lâm, không khiến người ta có cảm giác khủng bố. Nhưng huyết sắc thiên đường thì khác, nói không chừng ngươi vừa bước vào một bước, liền có một con mị hoặc là ma thú có thể sánh ngang tôn giai chờ ngươi. Đây là nơi nhiếp hồn sư đi săn, cũng mổ chôn nhiếp hồn sư. Không biết có bao nhiêu nhiếp hồn sư kỳ tài ngút trời chết ở bên trong. Ngài nghĩ kỹ rồi, tuy rằng nghệ phong biết quái lão nhân rất mạnh, nhưng ở huyết sắc thiên đường, cho dù lão đầu tử nghệ phong cũng không có tin tưởng. Trung quy chết như vậy tốt hơn là chờ chết, quái lão nhân thản nhiên nói. Nghệ Phong thấy quái lão nhân cũng chuẩn bị tốt tâm lý với kết quả xấu nhất, khiến Nghệ Phong cảm nhận sâu sắc sự khủng khiếp của huyết sắc thiên đường. Tiểu tử, đây là một ít tâm đắc của ta về nghiên cứu nhiếp hồn thuật trong nhiều năm qua, ngươi lấy đi. Tuy nhiên lấy đẳng cấp nhiếp hồn thuật hiện tại của ngươi, vẫn không nên xem là tốt nhất, bằng không dễ bị lạc đường. Quái lão nhân thản nhiên nói, Nghệ Phong nhìn bản ghi chép ố vàng trên tay quái lão nhân, chỉ biết đây là tâm huyết cả đời hắn. Nghệ Phong thật cẩn thận tiếp nhận, trầm giọng nói, ta hiểu được, Quái lão nhân gật đầu, ngay lập nhìn nghệ phong thản nhiên nói. Trong đó còn có một vài phương pháp chế luyện mị đan, cùng với một ít đan phương mị đan. Về phần các loại bí kỹ nhiếp hồn thuật, ta không dạy cho ngươi. Với trình độ của ngươi hiện nay, giới thiệu vắn tắt là được rồi. Càng nhiều nhiếp hồn thuật sẽ chỉ làm ngươi phân tâm, trước hết ngươi nhuần nhuyễn cơ sở nhiếp hồn thuật đã, về phần nhiếp hồn thuật đã có sư tôn ngươi ở đây, còn sợ không có sao. Nghệ phong nghe quái lão nhân nói, thoáng ngẩn người hắn ngay lập tức gật đầu khom người nói tiểu tử hiểu được lúc trước ta chính là nhờ quấn quyết lấy sư tôn của ta nâng cao đẳng cấp nhiếp hồn sư nên móng quá nhỏ bé cho nên dừng lại tại giai tầng này vẫn không đột phá chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ về tầm quan trọng của cơ sở bằng không lão gia hỏa kia cũng không đến mức đó ba lần trọng tố kinh mạch cho ngươi có lẽ giai đoạn trước không nhìn ra hiệu quả nhưng càng về sau ngươi có thể phát hiện ra chỗ tốt trong đó ngươi đột phá sẽ dễ dàng hơn so với người khác gấp trăm lần Quái lão nhân nói, nghệ phong nghe quái lão nhân lặp đi lặp lại như vậy, hắn biết rõ ý tứ của quái lão nhân. Ý của hắn là nếu mình không muốn nhanh chóng bay cao đi xa, làm đến nơi đến trốn một vài nhiếp hồn thuật mới là tốt nhất. Đối với người hiện nay mà nói, có hai môn nhiếp hồn thuật hồn chiến thiên hạ và chấn hồn cuộn phách, vậy đã là đủ rồi. Huống chi có phệ châu trợ giúp, cho dù đối mặt nhiếp hồn sư vừa mới bước vào lục tinh, người cũng có lực chiến đấu một trận. Quái lão nhân thản nhiên nói, nghệ phong nghe quái lão nhân nói, ngược lại có vẻ trầm trọng khác thường. Hắn hiểu rất rõ, quái lão nhân đã tính toán một kết quả xấu nhất. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 878, Nghệ Phong từ chỗ quái lão nhân đi ra, tuy rằng hắn có được rất nhiều thứ hắn vẫn muốn, nhưng Nghệ Phong cũng không có cảm giác cao hứng. Quái lão nhân nói rõ rằng là thu xếp chuyện hậu sự, khiến Nghệ Phong trầm trọng khác thường. Tuy rằng Nghệ Phong vô số lần khinh bỉ quái lão nhân, nhưng đối với hắn quái lão nhân gần như là nửa sư phụ nghệ phong vẫn rất kính trọng nghệ phong thở nhẹ một hơi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện quái lão nhân có thể thành công đột phá cực hạn bằng không nghệ phong thấy bộ dạng quái lão nhân như thế liền hiểu được hắn đã tính nếu không thành công liền xả thân nghệ phong sờ chán một cái nhớ tới tri thức mà quái lão nhân vừa hồn độ cho cho hắn đó là về phương pháp vận dụng vệ châu nhưng lúc này nghệ phong lại không hề điều tra được gì theo ý tứ của quái lão nhân chờ sau khi nghệ phong đột phá đến lục tinh tri thức hồn đột tự nhiên sẽ xuất hiện ở trong đầu hắn nhớ tới phệ châu trong cơ thể nghệ phong lại có chút kích động chiếm được phương pháp khống chế phệ châu hẳn là thực lực của hắn còn có thể tăng thêm gấp bội chẳng qua nếu muốn đột phá lục tinh lại nói dễ hơn làm nghệ phong tập trung tinh thần trong thức hải nguyên hồn trong thức hải vẫn không nhanh không chậm ở chỗ đó phun ra nuốt vào mặc dù hồn lực đang chậm rãi nâng cao nhưng nếu muốn đột phá bình cảnh lại không biết khi nào mới có thể nghệ phong hít một hơi thật sâu thu tinh thần quay trở về sau đó đi về phía thúy lâm các thúy lâm các nghệ phong vẫn không nhìn thấy điệp vận du ban đầu nghệ phong muốn đi kim lâu một chút nhưng nhớ tới kim lâu cũng bước vào quỹ đạo nghệ phong quay đầu đi về phía hoàng cung từ sau khi đế đô bạo loạn nghệ phong vẫn chưa gặp tam hoàng tử cũng không biết dạo này hắn thế nào nghệ phong thoáng mỉm cười nghĩ đến lúc này hẳn hắn đang đau đầu khó nhịn một đế quốc phân thành hai nếu muốn thống nhất nói dễ vậy sao Nghệ Phong đi đến trước mặt Hoàng Cung, nhìn thị vệ thủ vệ nói. Đi vào thông báo Long Thiên Đại Đế một tiếng, nói Nghệ Phong tới chơi. Ngươi tính cái gì vậy, lại muốn gặp Đại Đế của chúng ta? Thị vệ cười ha ha, nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị một thị vệ lớn tuổi tát một cái vào mặt, đánh cho tên thị vệ kia tỉnh mộng, đồng thời không người nhìn Nghệ Phong nói. Đế quân, mời ngài vào. Nghệ Phong khẽ gật đầu, bước từng bước đi về phía bên trong Hoàng. Cung, Nghệ Phong đi rồi, thị vệ lớn tuổi kia lại tát tên thị vệ lỗ mãng vừa rồi nói. Người không muốn sống, lão tử còn muốn sống. Người biết người vừa rồi là ai không? Cho dù bệ hạ nhìn thấy, cũng phải dùng lễ đối đãi. Thị vệ mới không rõ lắm, nhưng thị vệ lớn tuổi đã trải qua biến động nhanh chóng của đế đô còn không rõ cái tên nghệ phong đại biểu hàm nghĩa gì sao. Đế đô có hai nam nhân tôn quý nhất, một đang ở ngoài chỗ sáng. Một là ở một nơi bí mật gần đó. Hai nam nhân này còn là huynh đệ kết nghĩa, cùng lúc đó đều là đế quân người thị vệ mới tới kia bị đánh hắn sững sờ nhìn thị vệ già đang nổi giận người thị vệ già thở dài một hơi thoáng tiết hộ quan hệ giữa bọn họ một chút thị vệ kia lập tức trừng mắt mồ hôi lạnh trên trán túa ra nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy nghĩ thôi trong mắt cũng lộ vẻ sợ hãi nam nhân như vậy cho dù giết hắn trăm ngàn lần cũng không có ai quan tâm tới hắn thật ra nghệ phong rất quen thuộc đối với hoàng cung chỉ bằng vào một cái tên nghệ phong trên đường đi không bị người ngăn trở đi sâu vào bên trong hoàng cung. Nghệ Phong nhìn cung điện trước mặt, nhớ tới những gì đã phát sinh trong tòa cung điện này lúc trước, Nghệ Phong không khỏi có chút thổn thức. Đế quân, bệ hạ ở bên trong chờ ngài. Một tổng quản cung kính thi lễ với Nghệ Phong nói, rồi không người dẫn theo Nghệ Phong đi về phía bên trong cung điện. Nghệ Phong gật đầu, đi theo cái này tổng quản về phía bên trong cung điện quen thuộc. Nghệ Phong vào trong cung điện thấy tam hoàng tử ở phía trên long ỉ, bộ dạng có chút mỏi mệt, cũng gầy yếu hơn rất nhiều hẳn là mấy ngày nay hắn bận muốn chết tam hoàng tử thấy nghệ phong tiến vào hắn đứng dậy đi về phía nghệ phong đón hắn trên môi lộ ra một nụ cười cực kỳ sáng lạng suốt cục người cũng chịu đến đây nghệ phong giang hai tay đi đến đón tam hoàng tử hai người hung hăng ôm một chút nghệ phong cười mắng không ngờ ngươi không lơ là việc luyện tập đập ta vài cái phía sau lưng có chút đau đớn miệng tam hoàng tử thoáng run rẩy một chút ta đập ngươi vài cái cũng có chút đau người đập ta vài cái ta gần như đã bị nội thương người xuống đi tam hoàng tử nhìn tổng quản đã dẫn nghệ phong vào nói dạ tuy rằng tổng quản thấy được cảnh tượng người thường vĩnh viễn nhìn không thấy nhưng hắn không hề tò mò nam tử trước mặt đáng để bệ hạ bọn họ tự mình nghinh đón cũng có địa vị khiến bọn họ bệ hạ thân thiết như vậy ngôi vị hoàng đế làm thoải mái hay không vậy nghệ phong đi đến phía trên lòng ỉ của tam hoàng tử không chút nghĩ ngợi ngồi lên tạo một tư thế lười nhác bĩu môi nói Lạnh như băng, cũng không phải là chỗ ngồi tốt, nếu cảnh tượng này để cho người khác thấy, sợ là sẽ bị dọa rơi con mắt. Long ỷ của hoàng đế cũng có thể dễ dàng ngồi sao? Tuy nhiên hai nam nhân ở đây lại chẳng chút quan tâm. Tam hoàng tử cười khổ một tiếng nói: "Thật sự đúng như ngươi nói vậy, ngồi không có gì hay cả." Ha ha, Nghệ Phong phá lên cười đầy vẻ càn rỡ, Tam hoàng tử cũng không nhịn được cười ha ha. Tất nhiên hai người đang nhớ tới lúc trước liều sống liều chết tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhưng hiện tại nhận được một loại cảm thán như vậy, sao có thể khiến hai người không bật cười được? Hay là ngươi tặng ngôi vị hoàng đế lại cho đại hoàng tử đi? Hắn khẳng định rất nguyện ý tiếp nhận, nghệ phong trêu chọc nói, tam hoàng tử chừng mắt nhìn nghệ phong một cái, muốn ta nhường ngôi vị hoàng đế cho hắn, ta còn có thể sống sót sao? Chiếc ghế hoàng đế tuy rằng ngồi không thoải mái, nhưng dù sao cũng là chiếc ghế hoàng đế, ta còn không nỡ buông tha. Nghệ phong nghe tam hoàng tử nói, trắng mắt nhìn nói. Chính ngươi tự chịu tội, vậy không trách người khác được. Ngươi cho là tất cả đế vương đều giống như ngươi sao?" Nhàn nhã ngao du tự tại. Bản thân là đế vương, thân bất do kỷ." Tam hoàng tử cười khổ một tiếng nói, Nghệ Phong cười ha hả, thật ra trong lòng lại không phản bác được, người được truyền thừa đế vương giống như hắn, tuyệt đối là một con số ít ỏi. "Còn muốn thống nhất đế quốc Trạm Lam không?" Nghệ Phong dò hỏi, cuộc sống đã không có một chút kích thích, chỉ có thể thỏa mãn dã tâm của mình coi như chuộc tội với những gì đã làm lúc trước đi. Tam hoàng tử cười khổ một tiếng nói, lúc trước hắn ra tay hạ độc giết chết phụ hoàng hắn, nhiều ít lưu lại cho hắn bóng ma nhất định. Nghệ phong mỉm cười nói, vậy ngươi nỗ lực lên, ta thật ra không nghi ngờ việc ngươi có thể thống nhất đế quốc. Thậm chí khiến đế quốc Trạm lam trở thành đại lục đứng đầu đế quốc. Chẳng qua về sau con đường của ngươi sẽ đi càng vất vả. Nếu ngươi nhận lời giúp ta, ta nghĩ ta sẽ thoải mái hơn. Đừng, Nghệ Phong vội vàng nói, ta cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn, huống chi, ta và ngươi liên kết, tương lai đế quốc sẽ phải phân chia thế nào. Ha ha, hai chúng ta đều là người không chịu ở dưới đối phương. Vậy cũng phải, tam hoàng tử có chút buồn giàu lắc đầu, xem ra về sau ta vẫn phải tự mình vất vả. Nghệ phong cười ha ha nói, không phải ngươi muốn được kích thích sao, thống nhất đế quốc chính là một sự kích thích, nếu ngươi cảm thấy sự kích thích này không đủ, có thể thống nhất đại lục. Tam hoàng tử nghe nghệ phong nói, trắng mắt nhìn, trực tiếp không thèm để ý nghệ phong. Thống nhất đại lục, hắn còn cảm thấy hắn chưa sống đủ. Huống chi đại lục này lớn tới mức nào, có quỷ mới biết được. Tuy nhiên, hiện tại ngươi có thể đối phó được với đại hoàng tử và tôn lão sao? Trong giai đoạn trước ta còn có thể giúp ngươi, nghệ phong khẽ cười nói, nhìn anh em kết nghĩa của hắn, chút điểm ấy cũng sẽ không keo kiệt. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 879, tuy rằng ta không diệt được hắn, nhưng hắn cũng vẫn không đối phó được ta. Bên trong giọng điệu Tam hoàng tử có chút tự tin, Nghệ Phong nghe Tam hoàng tử nói như vậy, thoáng thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi thử so sánh một chút, trong các ngươi ai có thế lực lớn hơn một chút?" Nghệ Phong hỏi, Tam hoàng tử gật đầu nói, "Dù sao ta cũng chiếm đế đô, hơn nữa phần lớn dư luận đứng về phía ta, hơn nữa lúc trước bố cục của phụ hoàng đã bị ta lợi dụng, ta còn chiếm ưu thế." Chẳng qua Tôn lão mượn ngọc tỷ và uy tín của hắn lúc trước, mang theo nửa lực lượng của hoàng thất đi ra ngoài. Điệp Phi còn làm hộ quốc tông ngăn cản phe cánh của lão gia hỏa này đuổi tới. Trên phương diện cao thủ đứng đầu, ta cũng không chiếm ưu thế quá lớn. Nghệ Phong nghe Tam hoàng tử nói như vậy, cũng cảm giác đau đầu thay cho hắn. Kỳ thật tranh đấu giữa hai bên chính là va chạm của cao thủ. Người đã là hoàng đế đế quốc, muốn tuyển cao thủ cũng không phải vấn đề quá lớn. Cuốn chi lấy thủ đoạn của ngươi, đại hoàng tử còn xa mới sánh bằng. Thật ra Nghệ Phong vẫn xem trọng Tam hoàng tử, dù sao dưới điều kiện đó, Tam hoàng tử cũng có thể đánh bại đại hoàng tử, chiếm lấy chính thống. Điều này đã nói lên tất cả, Tam hoàng tử mỉm cười, ngay lập tức suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói: "Ta mong ngươi giúp ta một chuyện." Nghệ Phong khẽ cười, hắn gần như có thể suy đoán được Tam hoàng tử muốn nói gì. "Ngươi cứ nói, ta muốn ngươi rời khỏi đế đô." Khi Tam hoàng tử nói xong câu đó, ánh mắt vẫn dừng trên người Nghệ Phong, trong mắt có vẻ thản nhiên. Sau khi Nghệ Phong nghe thấy những lời này, thở dài một hơi nói. Quả nhiên, mặc dù Nghệ Phong sớm chuẩn bị, nhưng khi Tam Hoàng Tử nói ra những lời này, âm tình hắn vẫn có chút phức tạp. Tam Hoàng Tử cười khổ nói, người còn ở đế đô một ngày, ta không thể hoàn toàn nắm đế đô trong tay. Tuy rằng rất nhiều quý tộc đều quy thuận ta, nhưng cũng còn có một vài quý tộc vẫn đang chờ đợi. Đơn giản là một đế đô nho nhỏ, tồn tại hai mãnh hổ. Bên trong đế đô cũng có hai lời bàn tán, đối với một đế vương mà nói, người hiểu được đây là hậu quả thế nào. Ánh mắt tam hoàng tử trong suốt không gì sánh được nhìn nghệ phong, hắn không chút sự ý nói ra những lời này. Mặc dù ngươi không có ý với ngôi vị hoàng đế của ta, về điểm này ta hiểu rất rõ. Đường đường là tà đế không có khả năng tham dự trong việc tranh đoạt đế vương, bằng không tà tông cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi, nhưng ta biết, không có nghĩa là thủ hạ của ngươi cũng biết. Hiện tại, kim lâu trở nên khổng lồ, khiến dã tâm của thủ hạ ngươi dục dịch ta cần một đế đô an bình mới có thể toàn lực đối kháng đại ca của ta tam hoàng tử nói xong tất cả điều này trên mặt vẫn hoàn toàn thản nhiên lẳng lặng nhìn nghệ phong nghệ phong mỉm cười nói ta cũng biết sau khi ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế nhất định muốn đuổi ta đi chỉ có điều không ngờ tới nhanh như vậy ha ha trên mặt tam hoàng tử cũng có chút xấu hổ không ngờ hắn đứng lên bản thân hắn là đế vương làm lễ nghệ phong nhận lỗi nói rất xin lỗi tuy nhiên ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ được rồi người cũng đừng tỏ ra bi lụy như vậy ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy cũng không đến mức không chịu nổi nghệ phong cười mắng tam hoàng tử ngượng ngùng mỉm cười có lẽ là những người khác hắn có thể rất thản nhiên trực tiếp đuổi đi nhưng đối mặt với người huynh đệ kết nghĩa đã giúp hắn vô số lần lại không hề nhìn trộm ngôi vị hoàng đế của hắn mà nói đuổi đi hắn thật khó nói ra miệng nhưng vì sự thống trị của hắn hắn lại không thể không làm như vậy ngươi yên tâm đi đế đô không phải nơi ta có thể ở lại cho dù ngươi không nói qua một thời gian ta cũng muốn đi nghệ phong có chút cảm thán lúc trước hắn đến đế đô chính là vì quái lão nhân nhưng quái lão nhân cũng đã đi hắn cũng không muốn lại lại đây lâu hàn độc của tần y vẫn là lo lắng trong lòng hắn lão đầu tử từng nói nếu thực lực của hắn có thể siêu phàm nhập thánh vậy mượn lăng thần quyết có lẽ có hy vọng giải quyết hàn độc của tần y mặc dù không biết hy vọng nhiều tới mức nào nghệ phong cũng muốn nâng cao thực lực của hắn tam hoàng tử sửng sốt không biết vì sao nghệ phong lại đột nhiên cảm thán như vậy đúng rồi ở chỗ ranh giới giữa thiên long đế quốc và đế quốc trạm lam không phải có một thành trì sao bỗng nhiên nghệ phong hỏi nghệ phong nhớ rõ đại trưởng lão thánh địa từng nói qua tuy rằng linh khí bên cạnh huyết sắc thiên đường không bằng bên trong huyết sắc thiên đường nhưng lại gấp mấy lần mật độ linh khí ở thánh địa hiện tại quái lão nhân đi tới mị cốc huyết sắc thiên đường thật ra nghệ phong nhớ tới một chỗ như vậy đúng sao vậy chẳng lẽ ngươi muốn đi tới nơi đó tam hoàng tử nghi hoặc nói nếu ngươi nguyện ý rời khỏi ta sẽ đưa thành trì kia cho ngươi nghệ phong nghe tam hoàng tử nói thầm nghĩ ngươi thật sự bỏ được tiền vốn sao tuy nhiên thành trì cũng chỉ là thành trì hạng trung đối với một đế quốc mà nói thật ra không đáng để đau lòng thành giao nghệ phong cười nói một thành trì đối nghệ phong mà nói có muốn hay không cũng không đáng kể tuy nhiên hiện tại người trong nhà hắn cũng nhiều lắm có chỗ đặt chân cũng tốt, dù sao đồ cưới cho Liễu Mộng Nhiên đã khiến Nghệ Phong đau đầu vạn phần. Nghĩ đến thành trì bên cạnh huyết sắc thiên đường, có thể khiến đám người Liễu lão cao hứng, chỗ đó có mật độ linh khí rất cao, ít nhất có thể khiến những lão gia này động tâm. Tam hoàng tử thấy rốt cục Nghệ Phong đã đồng ý, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Kim Lâu còn cần người chiếu cố một chút. Để không có ta ở đây, những người đó cũng không dám bất chung. Nghệ Phong nhìn đại hoàng tử nói, về điểm ấy ngươi yên tâm lúc trước khi chúng ta hợp tác đã nói rồi chỉ cần ta leo lên ngôi vị hoàng đế liền bảo đảm địa vị nữ vương của tử âm nghệ phong mỉm cười hiện tại kim lâu đã là quái vật lớn cho dù tam hoàng tử muốn động tới cũng phải suy nghĩ tới hậu quả một chút tuy nhiên nghệ phong vẫn nhắc nhở một câu ngươi còn có cái gì muốn ta làm nữa không tam hoàng tử hỏi nghệ phong suy nghĩ một chút vẫn còn mở miệng nói về phần nghệ gia ngươi hãy bỏ qua bọn họ đi bảo đảm bọn họ một đời vinh hoa phú quý đây là ta đáp ứng bọn họ lúc này nghệ gia ta cũng bị đại ca của ta nắm trong tay coi như ngươi nể mặt ta cũng chiếu cố một chút tam hoàng tử liếc mắt nhìn nghệ phong một cái ngay lập tức hô lớn với bên ngoài người đâu tổng quản ở bên ngoài đợi đi vào không người quỳ dạp xuống trước mặt tam hoàng tử ta phong nghệ lưu nghệ gia tước vị thân vương thưởng vạn kim mười thị nữ giả dạ, bệ hạ tổng quản kinh ngạc liếc mắt nhìn nghệ phong một cái vội vàng chạy ra ngoài thế nào tam hoàng tử cười nói nghệ phong cười cười nói ha ha hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi đã là một thiên cổ nhất đế rồi tam hoàng tử cười khổ một tiếng nói đó là giấc mộng xa xôi tuy nhiên có phải giữa ngươi và hoàng muội ta nghệ phong ngẩn ra ngay lập tức kinh ngạc nói khinh nhu hừ quả nhiên ngươi đã câu dẫn hoàng muội ta tam hoàng tử bất mãn hừ một tiếng nghệ phong trắng mắt nhìn nói cái gì gọi là câu dẫn chúng ta là quan hệ nam nữ bình thường trên mặt tam hoàng tử có chút tức giận, tuy nhiên lập tức ổn định lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Người đi thăm hoàng muội ta đi, cũng không biết người có thể gặp nàng hay không, ta đã bị nàng mấy lần cự tuyệt từ ngoài cửa, ngoài mẫu hậu và thị nữ, bất kỳ ai nàng cũng không gặp. Nghệ phong nhìn vẻ mặt chua sót của tam hoàng tử, mơ hồ hiểu được một chút. Hoàng cung với biến cố như vậy, đối với khinh nhu hiền lành mà nói, là thương tổn lớn lao. Tuy rằng nữ nhân khinh nhu này nhu nhược, nhưng lại thông minh khác thường chuyên liên tiếp xảy ra, cho dù nàng không suy đoán được toàn bộ, cũng có thể biết là nghệ phong, tam hoàng tử và nhị hoàng tử bày ra. Phỏng đoán trong lòng nàng cũng hận nghệ phong, đi thôi, đi xem thử, chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.